3,4 triệu một đôi chứ lộn. Đó, 3.400.000 đồng một đôi bông tai móc câu ngọc trai có thật cái vàng 18 mọi người nha. Em để phía sau mấy chị có thấy không ạ? Không. Chị thấy chiếc nhẫn thôi, không thấy đôi bông rồi. Đây chị hả nha, bên em mới về hàng bông tai móc câu mấy chị. Đây E9001 4,6 triệu sale còn 3,8 triệu mọi người. Đây mọi người nha. Dòng cỏ em đeo hả chị? Trời ơi mẫu này bên em đang sale luôn á chị đẹp. Dòng cỏ em đang đeo giá đang sale chuột ơi. Đó ngọc 8 ly với 4 thắt rưỡi chị, gắn cái mặt ngọc 12 ly vô luôn, nhìn cực kỳ là sang luôn á chị Hà. Mẫu em đang đeo giá sale còn có 3 triệu thôi chị ơi. Đó, mỗi em đang đeo đang có chương trình sale cho mình luôn còn 3 triệu một dây chị ruột. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cái nước mặn tại đậu ngọc giùm em luôn mọi người nha. Mỗi em đang đeo đang giá sale cho mình luôn còn 3 triệu ạ. 3 triệu một cái chuỗi cổ ngọc trai bên em chị ơi. Em đang đeo có 3 triệu thôi chị, giá mềm ha. Bảo hành sản phẩm 3 năm được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn. Đó, mỗi em đang đeo đang sale 3 triệu một đôi chị ơi. Em ra mắt bông tai mới nè. Dòng cỏ em đang đeo đang sale còn 3 triệu chị đẹp ơi, chị bắt cao vào nặng bao nhiêu để em tư vấn cái size cho chị nha. Chị cao vào nặng bao nhiêu cho em xin cái bình luận nha. Chị muốn mua dòng cổ tặng à, chị muốn mua dòng cổ tặng chị, lấy dòng cổ có mặt là đẹp luôn chị. Nó có luôn cái mặt chưa, nhìn nó sang hơn như chùa coi, có 3 triệu một dây à. Và đặc biệt là chị mua cái chuỗi cổ này chị sẽ được tặng thêm một ong cốc nữa chị chùa coi, ong cốc màu xanh nha chị cả nha, tặng thêm ong cốc màu xanh cho mình nữa chơi rất là đẹp luôn. Đó mẫu này bên em đang sale chơi và được tặng ong cốc luôn nha chị nha, em đang sale và được tặng ong cốc nữa đó chị. Đó ưng mẫu này thì bình luận giùm em luôn, em đang sale và được tặng kèm ong cốc chị gái ơi. Chuỗi cổ em đang đeo chưa, giá đang sale còn 3 triệu một dây như chị Văn Ngô ơi. Đó, ngọc 8 ly dây 45 cm chị đẹp nha. Ngọc 8 ly dây 45 cm giùm em luôn, phù hợp với tất cả mọi người. Đó, chốt đơn mọi người nha. Quá là xinh luôn chị ơi. Mẫu em đang đeo là dòng cổ 3 triệu chơi dòng cổ 8009 nha, 3 triệu một dây giùm em. Nhận hàng các chị được mở hàng ra, được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán ha. Mỗi em đang đeo giá đang sale cho mình luôn còn 3 triệu một dây chị đẹp ơi, có ưng mẫu thì comment em hoài chút đơn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn. Ai ưng mẫu thì cho em xin cái phản hồi ạ. 3 triệu một dây chuột ơi. Còn nếu như mình chị đẹp nào muốn giá mềm á, em có dòng cổ giọt á. Dòng cổ giọt giá nó mềm hơn mọi người nha, cổ giọt nó chỉ có 1 triệu mốt thôi mấy chị. 1 triệu mốt một cái chuỗi cổ một giọt nước vậy nha, còn có mặt là 3 triệu một dây giùm em ha. Sao chị Nguyễn Hà cao và nặng bao nhiêu comment đi với Hoài tư vấn chuỗi cổ cho. Đó mẫu em đang đeo là mẫu đẹp mới chơi, giá là giá ưu đãi luôn nha, được tặng ông cốc ngậm tiền màu xanh. Tặng thêm cho mình là ông cốc ngậm tiền màu xanh chị gái nha. Rồi ok chị đẹp của em nè, lấy cái dòng cổ cho chị gái luôn nha. Ok chị Văn Ngô nè, chuỗi cổ em đang đeo là 3 triệu một dây nha, còn chị đẹp nào của em ưng mẫu thì bảo em. À, chị mới nhận hàng nè, ngọc đẹp bóng ok, cảm ơn chị đẹp luôn nha. Thân nhau cũng bỡ câu chào mà thấy nhau cũng bỡ hay vào chút đơn các chị ơi. Đó đã vào like thì đừng có ngại mà cho em xin một cái bình luận tương tác nha mấy chơi. Đó ưng mẫu nào thì comment bé Hoài chút đơn cho. Mẫu nào cũng đẹp cũng xinh hết đó chị.
Rồi chủ cỏ em đang đeo là 3 triệu một dây, được tặng ông cóc xanh nha. Chị đẹp nào ưng mẫu đi comment em chút đơn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm giùm em luôn nha chị ơi. Đó, đúng mẫu như trên live mới phải nhận hàng nha. Chị Hà cao và nặng bao nhiêu để em tư vấn chủ cổ cho. Còn nếu như mà chị đẹp nào muốn mua mềm không ấy, chị bỏ cái mặt ra. Bỏ cái mặt ra thì nó chỉ có 2 triệu một dây thôi, mới chơi dòng cổ C8 nha. 2 triệu một dây, bỏ cái mặt ra là còn có 2 triệu thôi nha mọi người. Đó, ai ưng mẫu đi comment cho em luôn, bỏ cái mặt ra là còn 2 triệu nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn, bỏ cái mặt ra là còn 2 triệu giùm em luôn chị ơi. Đó, cứ ưng mẫu đi comment em chút đơn nha. Hàng đẹp thì bao nhiêu em? Hàng đẹp em có dòng cổ B8 chiều coi. B8 thì 3 triệu rưỡi một dây không có mặt. Hàng A là 6 triệu rưỡi một dây giùm em luôn. Đó, B8 chị cả nha, 3 triệu rưỡi một dây chị đẹp nha. 3 triệu rưỡi một dây là không có mặt á. Còn hàng A là 6 triệu rưỡi một dây giùm em luôn ạ. Thì rất thể loại nào em lên mẫu cho. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử cho nên các chị yên tâm nha. Rồi để em lên mẫu tiếp theo cho mấy chị lựa nè. Đây chị ạ nha, chủ cổ thì em có nhiều thể loại cho mình luôn nha chị đẹp ơi. Đây chị giả nha, bỏ cái mặt ra còn 2 triệu chưa ấy, còn mình lấy chủ cổ đẹp hơn thì giá nó cao hơn chị đẹp nha. Rồi ưng mẫu nào thì cho em xin phản hồi luôn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn chị ơi. Ưng mẫu thì comment em chút đơn cho nè. Đó, xem bông tai đeo chúng vòng cổ hả, đeo bông nụ đi chị. Đây chị ơi, bông tai nụ ngọc trai chưa ơi, 400 ngàn đồng đôi giùm em luôn ạ. Đó, em đang đeo là bông tai nụ ngọc trai chưa ơi, mẫu này đang sale còn 400 đôi. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cấy nước mặn từ đảo ngọc luôn chơi, 400 ngàn đồng một đôi hoa tai nụ em đang đeo nha. Đó, chị đẹp nào thích bông nụ em đang đeo thì bảo em, có 400 ngàn đồng đôi thôi chị. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cấy từ đảo ngọc Phú Quốc giùm em luôn chị ơi, 400 ngàn đồng một đôi hoa tai nụ em đang đeo. Đó, ai ưng mẫu thì comment em chút đơn ha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn chị Cục ơi. Quá chừng đỉnh luôn á chị. Thân nhau cũng bỡ câu chào mà thấy nhau cũng bỡ hay vào chút đơn nè. Đó, còn chị đẹp nào chốt mẫu nào nữa thì cho em xin phản hồi luôn nha. Đẹp chị ơi, bông em đang đeo 400 đôi bông nụ mấy chị. 400 ngàn đồng một đôi là hoa tay nụ ngọc trai mẫu hoa tay quốc dân nha. Đơn giản mà sang quý, các chị có thể đeo được mọi lúc mọi nơi luôn. Bốn trăm ngàn đồng một đôi hoa tay nụ giùm em luôn nha mọi người, ai ưng mẫu thì comment cho em ha. Thân nhau cũng bỡ câu chào mà thấy nhau cũng bỡ hay vào chút đơn các chị ơi. Đó, ưng mẫu này thì bảo em luôn, vừa đẹp mà vừa xinh nữa nè. 400 ngàn đồng một đôi hoa tai nụ ngọc trai giùm em. Rồi em lên thêm vài mẫu cho mấy chị lựa nha. Đây em có hoa tai hoa mai nè mấy chị ơi, hoa mai 67 mấy chị.
bông tai hoa mai mẫu 67 giùm em luôn mọi người nha. Ngọc trai kết hợp với bạc luôn mấy chị. Mẫu này bên em đang sale cho mình luôn còn 699.000 đồng một đôi hoa mai 67 nè. Đó, chị đẹp nào có em thích bông tai 67 thì bình luận giùm em luôn, 699.000 đồng một đôi mấy chị ơi. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha. Bông tai 67 699.000 đồng một đôi, mới chơi bông là bông chút đẩy nha mọi người. Ngọc trai nuôi kết hợp với bạc giùm em luôn chị ơi. Đó, trái tay chị vừa đeo là đeo nụ 8 ly nha chơi. Trái tay vừa là đeo nụ 8 ly giùm em là đẹp. Nụ 8 ly là vừa đeo chị nha, 8 ly là vừa đeo giùm em ha. Bốn trăm ngàn đồng một đôi nụ 8 ly chưa coi, 400 một đôi nụ 8 ly thôi chị gái của em nè. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha chị ơi. Rồi chị lấy nụ 8 ly, ok chị Lan Anh lấy bông tay nụ 8 ly nè, ok chị gái luôn nha. Rồi chị đẹp nào chốt bông nụ nữa thì bình luận giùm em. 400 đôi thôi mấy chị ơi, nụ giá mì mà. Đó, ai chốt nụ thì comment cho em nha. Được tặng kèm cho mấy chị gái là hai phần quà tặng luôn mọi người ơi. Mua bông nụ cũng có quà đó nha mọi người. Đó, mua bông tai nụ ngọc trai cũng có quà tặng luôn nha mọi người nha. Nói chung là đây em like sale mấy chị ơi. Mua bất kỳ sản phẩm nào cũng có quà hết trơn nha mọi người. Chị nhận được bông tai nụ rồi, ưng ý lắm. Dạ em cảm ơn chị nha. Rồi còn ai ưng mẫu nữa thì báo em. Đó, chị Văn Ngô, chị lấy chủ cổ có mặt nè. Ok chị đẹp nha, 3 triệu được tặng ông cốc nha chị ơi. Chủ cổ em đang đeo là chủ cổ có mặt đó chị. 3 triệu đồng giùm em luôn chùa coi, được tặng ông cốc ngậm tiền. Cảm ơn chị nha. Rồi nhận hàng đẹp, chị nhớ cho em xin cái phản hồi ở trên like luôn nha chị ơi. Nhận hàng đẹp nhớ cho bé Hoài xin phản hồi trên like luôn nha. Cảm ơn chị gái rất là nhiều luôn nè. Rồi còn chị đẹp nào muốn em lên cái mẫu mã sản phẩm gì nữa thì bình luận em lên mẫu cho mấy chị lựa nha. Qua wow, chị mẫu luôn mấy chị cuộc ơi. Chị Thảo Nguyên lấy một đôi bông tai nụ luôn nè, ok chị đẹp luôn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử cái chị gái ơi. Ngoài đường cũng vắng người đi mấy chị, ở đây ngọc đẹp huống chi còn có quà nè. Đó, còn ai ưng mẫu nào nữa thì bình luận giùm em. Cho chị xem nhẫn ánh ngọc ánh tím hả chị? Ok chị đẹp luôn, hiện tại trên like không gắn màu tím rồi. Chị Cuộc ơi bây giờ chốt mẫu đổi màu tím nha. Bây giờ chốt mẫu đi bé Hoài đổi màu tím nha, trên like không gắn sẵn màu tím rồi nè tình yêu ơi. Nó trên like bé Hoài không có gắn sẵn màu ánh tím nè. Bữa hôm chị mua nụ tím á em biết rồi. Nha, bây giờ chị thích cái nhẫn nào màu tím thì em đổi cho mình màu tím nha chị ơi, em lên nhẫn nha. Chị Duyên ơi, chị Mai ơi, chị thích nhẫn to hay là nhẫn nhỏ chị đẹp ơi? To hay nhỏ à? Em lên mẫu cho. Chị cái nhẫn này mới về hàng nè chị Cuộc ơi, cái mẫu này giá nó mềm lắm, có 580.000 thôi chị. Đây nhẫn 86 nè chị Cuộc ơi, mẫu nhẫn này có 580 thôi chơi, đổi ánh tím được luôn á chị, đơn giản được không? 86 kèm số điện thoại cho em nha, nhẫn 86 nè chị, mình mua thì khỏi số điện thoại chị Mai Duyên ơi. Đó, chị đẹp khách quen có mua hàng rồi, đây nhẫn 86 chơi, mẫu này đang sale 580 à. Ngọc trai nuôi kết hợp với bạc giùm em luôn mọi người nha, ngọc trai nuôi kết hợp với bạc Y925 mấy chị. Đó, bạc bên em đeo không đen, không xỉn, không kích ứng da luôn nha. Nhận 86 kèm số điện thoại cho em. Cái này là ánh cam nè chị, cái này màu trắng nè, trên live gắn sẵn hai màu. Đó, nhận 86 chơi hai phần quà luôn nha tình yêu ơi. Hai phần quà giùm em luôn, hoa mai được không? Hoa mai đổi tím cũng được luôn nè. Đủ màu ngọc nha. 799.000 giùm em luôn chị, nhận hoa mai mã 41 nè. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em nha, nhận 41 giùm em luôn chưa coi 799.000. Đó, đúng mẫu như trên live mới phải nhận hàng giùm bé Hoài luôn nha. 41 hoa mai nè chị, nhận 41 kèm số điện thoại. Nhận 41 kèm số điện thoại cho em nha. Viên ngọc trai là 8 đến 9 ly nha mọi người nha. Ngọc trai là 8 đến 9 ly giùm em luôn, nhận 41. Đây có nhận 45 nữa nè chị, viên ngọc 9 ly luôn 750.000 nhận 45. Nhận này bán thì hơi bị đẹp á. Rồi lấy nhận 86 ok tình yêu luôn nha. Ni cũ nha chơi, ni cũ 1.7 nè. Ni cũ nha chị đẹp nha, ni cũ nha. Rồi em chốt cho mình ni cũ gửi địa chỉ cũ luôn nha chị ơi. Ni cũ gửi địa chỉ cũ nha. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo vậy thử giùm em luôn nha mọi người. Cảm ơn chị đẹp nha.
Em lấy ni 16 ml. 16 ml là cái size nhỏ hơn hôm bữa nha. 16 ml là cái size nhỏ hơn hôm bữa nha chị đẹp nha. Ồ ok chị đẹp luôn, nhẫn cũ hơi rộng. Ok chị gái nha, rồi em chốt đơn nha. 86 ánh tím gửi đi chị cũ. Đây chị coi quà tặng của mình là một cái vòng tay lưu thống và một cái mặt vật màu xanh. Có muốn dồn quà thì bảo em, còn không thì nhận luôn. Đó, đây chị đẹp của em nha, dễ thương. Lưu thống và di lạc xanh, lưu thống và di lạc xanh. Rồi nhận 86 giùm em luôn, cảm ơn chị đẹp luôn nha. Ok chị đẹp của em nha, rồi em tặng luôn cho mình hai phần quà nha. Chị Thơ Nguyễn lấy chiếc nhẫn 86 luôn nè, đúng rồi, nhẫn đó là mẫu mới ra bên em mấy chị ơi. Đó, mẫu mới ra bên em mọi người nha, nó đẹp lắm á. Rồi chị đẹp nào chốt đơn thì bảo em luôn. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn mọi người nha. Cảm ơn người đẹp luôn nha. Nhận 86 giảm còn nhiêu em? 580.000 chị Cục ơi. Đây, nhận 86 giảm còn 580.000 chị gái nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn chị gái ơi. Đây vừa đẹp mà vừa xinh luôn nha. Nhận 86 đang sale còn có 580 mà chị Phương Phạm ơi. Đó, chiếc nhẫn này là sale lớn mấy chị, tại vì bình thường là em bán một chiếc nhẫn là tầm khoảng 750. Đó, 750, 800, 750, 699.000 mấy chị. Nhưng mà cái mẫu này là mới ra. Đó, cho nên là em sale cho mình hơi sâu. Bình thường là 900 là sale giảm còn 699 mấy chị. Nhưng mà chiếc này em sale cho mình còn có 580 thôi. Ngọc là ngọc 8 ly nha. Ngọc trai kết hợp với bạc làm theo size tay khách hàng. Đó, chị đẹp của em có ưng mẫu này thì comment em chút đơn ha. Nhẫn 86 kèm số điện thoại cho em luôn chị Cục ơi. Đang sale luôn á chị. Đó, chị gái của em có ưng mẫu này thì comment giùm em nha chị Phương Phạm nha. Có 580.000 thôi chị ơi. Được miễn phí giao hàng và kèm hai phần quà luôn nha chị đẹp. Đó, được miễn phí giao hàng kèm hai phần quà luôn nha chị gái của em nha. Nhận hàng được đeo thử giùm em luôn ạ. Rồi ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. Đó, đúng mẫu như trên live mới phải nhận hàng giùm bé Hoài luôn nha chị ơi. Nhận 86 kèm số điện thoại cho em luôn nè. Mẫu này là đẹp mà giá mềm nha. Đó, em có đây là màu trắng, còn đây là màu ánh cam này, ngọc 8 ly nha, chị Phương Thảo lấy một chiếc này hai quà luôn nha chị ơi. Đó, 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em nha. 86 mấy chị ơi. Đây, em đeo thử nha. Đó, mẫu này đeo rất chi là gọn tay nha mấy chị. Mẫu này đeo rất chi là gọn tay luôn mọi người nha, nhận 86 kèm số điện thoại em chốt đơn. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn nha chị ơi. Nhận 86 kèm số điện thoại cho em gái luôn nha. Đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng luôn nha mọi người. Đó, còn chị đẹp nào thích nhẫn không lên thêm số nhẫn cho mấy chị lựa nha. Nhẫn nhà song long nhiều mẫu lắm, đây để em lên thêm một số mẫu cho chị lựa ha. Rồi đây em có chiếc nhẫn 82 mọi người nha, chiếc nhẫn này nó đơn giản hơn mấy chị, nhẫn 82. Đó, 82 đơn giản hơn mọi người nha, giá đang sale cho mình luôn còn 699.000 nhẫn 82 nè. Ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn chị gái ơi. Đó, ngọc trai nuôi kết hợp với bạc giùm em luôn mọi người nha, giá đang sale cho mình còn 699.000. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn chị Cục nha. Rồi, nhẫn 82 kèm số điện thoại em chốt đơn ha, nhẫn 82 kèm số điện thoại cho em luôn. 699.000 đồng mấy chị, chiếc nhẫn 58 là mẫu mới ra cho nên giá mềm ha. Có ai thích nhẫn thì bảo em. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn, nhẫn 82 699.000. Đó, chị đẹp nào thích nhận 82 thì bình luận giùm em luôn. Rồi đây em có chiếc nhẫn 54 nhẫn nụ nè mấy chị, 54 nhẫn nụ nha. Chị Thu Hương lấy nhẫn 86 luôn nè, 3 đến 5 ngày là nhận được chị ơi. Có 699, ơ lộn, có 580.000 mới chơi thi nha, mà chốt nha để em thay khách hàng nha mấy chị. Mấy cái mẫu giá mềm á là em có ít hàng thôi cho nên là em sale thôi. Đó, ít hàng cho nên mới sale nha mọi người nha, chứ bình thường hàng nhiều em đâu có sale nhiều gì đâu, em đâu có sale lớn gì đâu mấy chị. Rồi còn ai chốt chiếc nhẫn 86 thì bảo em nha. Đây chị Cục ơi, màu ánh cam đợt này ngọc quá đẹp lắm. Đó, màu ánh cam đợt này ngọc quá đẹp lắm nha. Bông tai ngọc trai hả chị Tho Trần, bình luận lên like đi em tư vấn mẫu cho. Đó, nhận 45 có bông cùng kiểu không shop có luôn chị Cục ơi. Rồi nhận 86 này chị đẹp nào chốt nhận 86 báo em nha.
Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn chị gái ơi. Em có bông tai 146 giống nhẫn 45 này chị. Ngọc trai nuôi kết hợp với bạc ý 925 giùm em luôn chưa coi. Bông tai 146 nè. Đó, mẫu này giống nhẫn 45 nè. Rất là đẹp luôn. 699 ngàn đồng một đôi giùm em luôn chị ơi. 699 ngàn đồng một đôi bông tai 146 nè. Bảo hành cho mọi người là 3 năm, được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha. Bảo hành sản phẩm 3 năm, được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn mấy chị ơi. Quá chừng đẹp luôn. Đó, đẹp chưa? 146 mấy chị gái ơi, giống bông tai bộ giống nhẫn 45. Đó, mẫu này giống chiếc nhẫn nè. Rồi bông tai 146 699 ngàn. Chị đẹp nào ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi ha. 3 đến 5 ngày sau mấy chị nhận hàng, được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha mọi người. Ai ưng mẫu thì comment em chút đơn nha. Thăng nhau cũng bỡ câu chào mà thấy nhau cũng bỡ hay vào chút đơn các chị ruột ơi. Rồi chị gái nào có em ưng mẫu này thì cho em xin cái phản hồi luôn nha. Vừa đẹp mà vừa sang luôn mấy chị gái nè. Đó, hello chị Hoa nha, em chào chị đẹp luôn nè. Ok chị gái gửi đi chị cũ luôn. Còn ai chút nữa comment cho em nha. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn chị gái ơi. Đó, còn chị đẹp nào chút đơn thì bình luận em chút luôn cho nè. Quá chừng sang luôn mấy chị ơi. Đó, đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng nha. Rồi, cảm ơn chị đẹp. Xem thêm bông nữa nha, rồi ok chị gái của em. Đây chị gái nha. Đó, quá trình đẹp luôn, mới chơi kiểm tra xong thanh toán như em nha mọi người. Còn ai ưng mẫu này nữa comment em chút đơn nha. Thăng nhau cũng bỡ câu chào mà thấy nhau cũng bỡ hay vào chút đơn nè. Quá đẹp luôn mới chơi. Rồi em lên mẫu tiếp cho mấy chị lựa nha. Bông em có bông còn ten, bông sát tay mới chơi. Đó, đủ thể loại cho mình luôn ha. Đẹp của em thích loại nào để em lên thêm cho nè. Đó, bông thì em có bông thể loại toàn ten, loại sát tay chùa coi thích mẫu nào thì bình luận em lên mẫu luôn nha. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận hàng, được kiểm tra đeo thử giùm em. Ok chút đơn. Quá sang luôn mấy chị. Muốn sang thì bắt cầu kìm, muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em nè. Đó, em lên mẫu tiếp theo chị lựa nha. Bông sát tay chị ở nha, em có bông chút giận nè mấy chị. Đây là bộ bông tay 2040 bên em chùa coi, bông là bông chút giận nè mấy chị. Mỗi ai đang sale cho mình luôn còn 750 ngàn mọi người nha. Bông là bông khóa dặn dùm em, 2040 bông khóa dặn nè. 750 ngàn đồng dùm em luôn mọi người nha. Nhận hàng được đeo thử dùm em luôn mấy chị. Đó, ai ưng mẫu này thì cho bé Hoài xin phản hồi luôn. Giá đang sale luôn mới chơi, giá hờ luôn mấy chị. Đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng dùm em nha. Đây chị coi rất là sáng chân luôn, binh luôn mọi người nha. 2040 kèm số điện thoại em chút đơn mọi người nha. Mẫu này em có hai tông màu luôn nè, màu trắng và màu ánh cam cho mấy chị luôn nha. 2040 đó, bông là bông chút dặn dùm em luôn nha mọi người. Giá đang sale cho mọi người luôn còn 750 ngàn đồng một đôi, 2040 dùm em luôn mấy chị. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng, được kiểm tra đeo thử sản phẩm dùm em luôn nha. Rồi còn chị đẹp nào có em ưng mẫu này nữa thì cho em xin cái phản hồi luôn nha. Bông là bông chút gì mấy chị, bông là bông chút dặn mọi người ơi. Đó, sát tay chút dặn 2040 nha. Sát tay chút dặn 2040 giùm em luôn mấy chị gái ơi. Em có màu trắng như màu ánh cam luôn mấy chị, quá trình đẹp luôn.
đó, sang trọng thờ thượng cho em luôn chị ơi, có đủ màu cho mấy chị lựa luôn ha. Rồi nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn ạ. Ai ưng mẫu nào thì cho em xin cái phản hồi luôn, em lên mẫu cho mấy chị lựa luôn. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử luôn mấy chị ơi. Rồi đây em có mẫu bông tai 2027 mấy chị, đang sale cho mình luôn, còn 599.000 2027 nè. Hai không hai mươi bảy giá đang sale cho mình luôn, còn 599.000 một đôi bông chúc dặn chị ơi, ngọc trai kết hợp với bạc luôn. Chị đẹp nào thích đeo chúc dặn mẫu nhỏ nhỏ thì lấy mẫu này giùm bé Hoài ha, thích đeo chúc dặn mẫu nhỏ nhỏ thì lấy mẫu này giùm em Hoài luôn mọi người ơi, vừa đẹp mà vừa sang luôn nha mấy chị. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha. Đó, ai ưng mẫu thì comment em chúc đơn luôn mấy chơi, quá trình xinh luôn nè. Bông em đang cầm là 2027 nha chị ruột ơi, bông chúc dặn giùm em 2027 nha. Bông chúc dặn 2027 bên em đang có chương trình sale cho mọi người luôn ha. Ưng mẫu thì comment em chúc đơn. Giá đang sale cho mình luôn còn 599.000 một đôi chùa coi 2027 nè. Muốn sang thì bắt cầu kìa, mà muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em. Còn ai thích cái gì nữa không? Nói em lên luôn cho nha. Bông toàn ten, bông sát tay, chúc cài, chúc bảy, chúc dặn nha. Chủ cổ, chuỗi tay, dây chuyền, bông tai. Quá trường mẫu luôn mấy chị. Nụ có chút dặn không em? Có luôn chị ruột ơi, nụ chút dặn là 540 thôi chị, giá mềm mại luôn. Nụ dặn 540 chị ruột ơi, 2040 chút dặn kèm quà đúng rồi. 2040 nó sáng như trăng rằm mấy chị, mẫu nó sáng lắm mấy chị ơi. Đó, chưa đeo thì chưa biết, là xin mấy chị đeo vô một cái là đẹp lung linh luôn á. Đẹp lung linh luôn nha chị ơi. Shop em ở đâu? Em ở Phú Quốc chị ơi. Bên em là cơ sở Ngọc Trai Song Long đang ở Phú Quốc Kiên Giang chị ơi. Cơ sở Ngọc Trai Song Long Quốc bên em đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường nuôi cấy ngọc trai, cũng như bên em đã cho ra đời hơn 10.000 mẫu mã sản phẩm trang sức ngọc trai đẹp với chị. Tất cả các sản phẩm bên em là ngọc trai thật 100%, ngọc trai được nuôi cấy nước mặn tại đảo Ngọc chị gái ha. Rồi còn ai ưng mẫu nào nữa thì bình luận em chúc đơn cho, quá trường mẫu luôn chị gái ơi. Đó, thích mẫu nào comment em đeo thử cho nha. Rồi mẫu em đang đeo là mẫu bông tai này chị ơi, bông nụ dặn là 560.000 thôi chị, 540 chứ lộn, nụ dặn có 540 thôi chị ơi, bông nụ dặn là 540.000 giùm em luôn chị ơi. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cấy tại đảo Ngọc luôn chơi, nụ dặn em đang đeo là 540 này chị, lấy nụ dặn báo em. Còn chị đẹp nào lấy bông tai nụ khóa đẩy thì nó chỉ có 400.000 thôi. Đó, nụ khóa đẩy thì nó chỉ có 400 thôi mấy chị, nụ dặn là 540 ạ. Chiều chị mới nhận hàng đẹp lắm rồi, ok em cảm ơn chị luôn nha. Dạ đúng rồi đó, chiều chị mới nhận hàng đẹp lắm nè, cảm ơn chị gái luôn ha. Rồi thân nhau cũng bợ câu chào mà thấy nhau cũng bợ hay vào chút đơn nè đó, ai ưng mẫu này nữa thì cho em xin cái phản hồi luôn. Rồi mấy chị muốn em lên cái sản phẩm gì nữa cho em xin cái phản hồi, em lên mẫu cho. Nhẫn bông tai dây chuyền chủ cổ cho tay ngọc trai nè, muốn em lên cái gì báo em nha mọi người. Đó, sao mấy chị em ru vậy? Em thấy lượt xem rất là đông nè, gần 300 lượt xem luôn. Đó, mấy chị thích gì comment em tư vấn mẫu cho, đẹp lắm. Toàn mẫu đẹp thôi nha, bữa nay mới ra mắt sản phẩm mới mấy chị, còn được quà xịn nữa. Dòng cỏ em đang đeo chị ơi, giá đang sale cho mình luôn còn có 3 triệu một giây thôi chị đẹp ơi. Dòng cỏ em đang đeo giá sale cho mình còn 3 triệu một giây nha chị. Ngọc trai là ngọc trai được đua cái tại đảo Ngọc Phú Quốc luôn, có 3 triệu một giây thôi chị đẹp ơi. Đó, chị đẹp nào thích dòng cỏ em đang đeo thì bảo em 3 triệu một giây giùm em luôn, dòng cỏ 8009 chị ơi. Ngọc trai là ngọc trai được đua cái tại đảo Ngọc luôn, có 3 triệu một giây thôi chị Thu nè. Ôi gần 60 phút rồi mấy chị gái ơi, nhẫn đi họ ok tì đẹp luôn. Em lên nhẫn tiếp nha, rồi đây nhẫn này khách chốt quá chừng luôn, hồi sớm giờ khách chốt chốt mà ghi đơn chưa kịp luôn mấy chị nha mọi người nha. Rồi em lên nhẫn lại nha, lên nhẫn lại lần hai nha mọi người ơi, lên nhẫn lại lần hai cho mấy chị lựa luôn. Đó, nhẫn bên em đang sale mấy chị, rồi ok chị đẹp mới vô đúng rồi, mới vô chưa coi mẫu là đúng rồi. Rồi em lên lại cho nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em. Đây chị ruột ơi, mẫu này là mẫu mới ra mắt nhà Song Long nè chị, mới ra mắt giá mềm luôn chị gái ơi.
Đó, mẫu này mới ra mắt nhà Song Long bên em, giá nó rất là mềm mại luôn á chị đẹp của em nè. Mỗi bên em đang sale cho mình luôn còn 580 ngàn đồng một chiếc nhẫn giùm em luôn chuột ơi, 580 ngàn đồng một chiếc nhẫn giùm em luôn nha chị. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cấy tại đảo Ngọc giùm em luôn chuột ơi, 580 ngàn đồng chiếc nhẫn em đang cầm nè. Đó, nhẫn 86 chị ơi, nó có màu trắng và màu ánh cam như ngọc 8 ly chị đẹp nha, ngọc trai kết hợp với bạc luôn. Và mình mua hàng trực tiếp tại live chuột ơi, mình sẽ được nhận thêm 2 phần quà tặng nha chị nha. Mua bất kỳ sản phẩm nào trực tiếp trên live cũng được tặng 2 phần quà nha. Rồi nhẫn 86 kèm số điện thoại em chốt đơn 580 ngàn chị đẹp ơi, 580 ngàn nha. Rồi đây em có nhẫn kim tiền nè chị đẹp ơi, kim tiền mã 48, ngọc 9 ly, ngọc trai kết hợp với bạc ý 925, bạc bên em đeo không đen, không xỉn màu và không gây kích ứng da. Đó, mẫu này bên em cũng đang có chương trình sale cho mình luôn chùa coi, có 799 ngàn thôi chị. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha chị ơi. Thân nhau cũng bỡ câu chào mà thấy nhau cũng bỡ hay vào chút đơn. Đó, mình vào like rồi mình đừng có ngần ngại với chị, comment nhiệt tình lên nha mọi người nha. Vào like rồi đừng có ngần ngại với chị, comment nhiệt tình để được tư vấn nhiệt tình nha. Rồi đúng mẫu như trên like mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người. Ai ưng mẫu thì bảo em luôn. Đó, nhận 48 là nhận kim tiền chuột ơi, 48 kim tiền giùm em luôn ha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn, nhận 48 kim tiền 799 ngàn. Đó, mua đơn hàng từ 500 ngàn đồng trở lên là mình được miễn phí giao hàng rồi chị Quốc ơi, còn dưới 500 phụ ship giúp em gái 20 ngàn nha. Đơn hàng từ 500 ngàn đồng trở lên em miễn ship nha, còn dưới 500 phụ phí ship giúp em 20 ngàn đồng mấy chị đẹp của em nè. Rồi chị đẹp của em đương được mẫu nào cho em xin cái bình luận luôn nha. Đây em có nhận 45 chị ơi, mẫu này bán siêu chạy luôn. Nhận 45 giá đang sale còn 750 nha, ngọc 9 ly chị. Nhận 45 giá đang sale còn 750 ngàn đồng luôn, ngọc 9 ly giùm em luôn ạ. Nhận 45 ngọc trai nuôi kết hợp với bạc ý giùm em luôn chuột ơi. Nhận 45 kèm số điện thoại cho em luôn 750. Đó chị đẹp nào ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn. Nhận 45 750 ngàn chị chuột ơi. Ngọc 9 ly nha, ngọc trai kết hợp với bạc luôn ạ. Ngọc 9 ly, ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn. Nhận 45. Đó, 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em. Chị thích thể loại bự to hay nhỏ chưa, hay là thích ngọc tròn không nè? Đây ví dụ như chiếc nhẫn này ngọc tròn này chị, nhẫn 100 này, mẫu này 1.8 triệu. Đó, ngọc tròn giá thành nó sẽ cao hơn chơi, ngọc tròn nó đẳng cấp hơn. Mẫu này ngọc 8 ly nha, 1.800.000. Rồi nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha chị ơi. Chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. Đó, nhẫn 100 này chị, mẫu này đang sale còn 1.8 triệu thôi chơi, nhẫn 100. Đúng mẫu như trên live mấy chị muốn phải nhận hàng giùm em gái luôn nha chị đẹp. Nhẫn 100 đang sale còn 1.800.000. Nhẫn 100 giùm em luôn chuột ơi, nhẫn 100 đang sale còn 1.800.000 đồng chị đẹp của em nha. Đây em có nhẫn 58 trai ngậm ngọc rồi mấy chị, mẫu này đang sale còn 1.600.000 luôn nha. Đẹp lắm chị ơi. Nhẫn 86 ngón tay mình, nhẫn 86 ngón tay của mình ngắn mập đeo có được không ạ? À? Được nha chị Mai ơi, được luôn chị ơi. Mẫu này là mới ra, giá nó mềm chị gái ơi. Đây, đó, tay tròn tay gì cũng có size luôn chưa coi, có màu trắng như màu ánh cam luôn nè chị. Đó, trời ơi, chiếc nhẫn 86 có 580 ngàn mấy chị, chốt nhanh kẻo hết nha. Chốt nhanh kẻo hết mấy chiều coi, mấy chiếc nhẫn đẹp đẹp như này mà giá mềm như này nó không có nhiều đâu mấy chị. Nha mọi người nha, bình thường á là bên em bán một chiếc nhẫn tầm khoảng 700-800 ngàn chiếc mấy chị. Riêng chiếc nhẫn 86 em sale cho mọi người là sale cực kỳ lớn luôn mọi người ơi. Đó, ngọc 8 ly giùm em luôn chơi, rất là đẹp luôn nha mọi người. Mấy chị nhìn cái viên ngọc nè, toàn nó đẹp mấy chị ơi. Rồi bao nhiêu mấy chị, 580 ngàn giùm em. Nhẫn 86 kèm số điện thoại em chốt đơn chùa có 580 thôi nha tình yêu. Ưng mẫu chốt liền nha, để em nói là hết hàng nha. Ưng mẫu thì chốt liền, để em nói là hết hàng nha chị gái của em nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em. Đó, chị đẹp nào ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi ha. Nhẫn 86 kèm số điện thoại em chốt đơn, nhẫn 86 này chị, đẹp nha. Đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em luôn ạ. Đó, nhẫn 86. À, tay của chị to mà sao đeo đi nhỏ xíu vậy chị đẹp. Đó, chiếc nhẫn hôm bữa gửi chị có 1/7 mà nó còn bị rộng nữa nè. Rồi, chiếc nhẫn này gỡ một bao nhiêu. Rồi chị đẹp nào có em thích nhẫn 86 bình luận em chốt đơn nha. Quá trình xinh luôn chị ơi, đang có chương trình sale luôn.
580.000 đồng một chiếc nhẫn dùm em luôn nha chị, 580.000 đồng dùm em luôn nha. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử dùm em luôn nha chị ơi. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử ạ. Đó, ai ưng mẫu thì comment em chút luôn nha. Thân nhau cũng bỡ câu chào mà thấy nhau cũng bỡ hay vào chút đơn. Nhẫn ngọc trai nhiều 580 chị ơi. Đây mẫu này có 580.000 à chị. Nhẫn 86 mẫu này là hôm nay là đang sale ưu đãi luôn chị, coi 580.000 dùm em. Có 580.000 đồng thì chị Nhâm Quỳnh ơi, mua hôm nay được tặng 2 phần quà luôn ạ. Chị đẹp nào chốt đơn trực tiếp tại live tối nay được tặng kèm 2 phần quà mấy chị ơi, 2 phần quà tặng trong mỗi đơn hàng luôn. Đó, có mua là có quà xịn luôn nha mọi người, có mua là có quà xịn dùm em gái luôn nha. Đây chị ruột của em ơi, cho chị xem bông tai đích đẩy màu trắng em ơi, ok chị đẹp luôn nè. Bông đích đẩy màu trắng chị thích đơn giản hay là chị thích kiểu cọ nè, đơn giản này là bông nụ nha. Còn kiểu thì em có rất là nhiều mẫu kiểu luôn nha chị ơi. Bông chút đẩy màu trắng em quá chừng mẫu luôn nè chị đẹp nè. Rồi chị gái nào của em ưng mẫu này thì cho em xin cái phản hồi chút đơn luôn mọi người nha. Nhẫn bên em làm theo xe tay khách hàng nha. Nhẫn 86 kèm số điện thoại cho em luôn. Giá sale còn 580.000. Số lượng có hạn nha mọi người nha. Chút nhanh còn chút chậm là hết nha. Không biết nha. Quá sen luôn mới chơi. Muốn sen thì bắt cầu kìa. Muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em. Rồi nhẫn 86 kèm số điện thoại em chút đơn nha. Kiểu em ơi ok chị đẹp nha. Đó nhẫn 86 là 580.000 chị ơi. Rồi đem có bông tai chút đẩy chùa coi mẫu 2028 này chị. Rất chi là đẹp luôn nha chị ơi. Ngọc trai kết hợp với bạc dùm em luôn chị ơi. Mẫu bông tai 2028 750.000. 2028 kèm số điện thoại em chút đơn 750.000 đồng dùm em luôn nha chị. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cấy tại đảo Ngọc Phú Quốc dùm em luôn chơi. Mẫu này đẹp mà xinh nữa nha chị nha. Đeo chị xem 86 bao nhiêu tiền vậy. Nhẫn 86 là 580.000 chị Trung Ly ơi. Nhẫn 86 chị Thu Hà nha. Rồi bông tai 2028 dùm em luôn chị. Của cái 2028 mẫu này là hàng độc quyền nha mấy chị. Đó mấy phòng live kia không có đâu, em của mình nên em có thôi. Mẫu hình cái hoa nhẹ nhẹ nè. Giá bao nhiêu mọi người? 750.000 miễn ship kèm quà nha. 2028 kèm số điện thoại em chút đơn. Đó mẫu hình cái hoa nha chị ơi, rất là đẹp luôn nha chị. 2028 dùm em luôn chị gái của em nha. Rồi đây bông tai 146 nè chị, gọn gọn dễ thương luôn. Bông tai 146 đang sale cho mình luôn, còn 699.000 đồng luôn chị ơi. 146 nè chị. Nhận hàng mình được mở ra, được kiểm tra, được đeo thử luôn cho nên mọi người an tâm nha. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin cái phản hồi luôn ạ. Giá đang sale cho mình luôn còn 699.000 đồng một đôi bông tai 146 các chị gái ơi. Nhanh tay đặt hàng mới chơi, để lại số điện thoại nha. Mã kèm số điện thoại có đơn. 146 699.000 đồng một đôi bông chút đẩy giùm em luôn chị ơi. 146 này chị gái nè. Chút đẩy, chút đẩy, chút đẩy đây, kiếm bông chút đẩy lên cho mọi người ha. Đó em hoài chị chút đơn trực tiếp tại live thôi nha. Ai bình luận lên live là có quà, có sản phẩm, có hàng mấy chị gái ơi. Đó còn chị đẹp nào mà không bình luận lên live là coi như không có đơn nha. Em chỉ chút trực tiếp tại live thôi nha mọi người ơi. Đó màu trắng, màu trắng hột trắng, màu trắng hột trắng thì đó, đang lên màu trắng hột trắng này tình yêu. Em đang lên màu trắng hột trắng này chị ruột ơi. Cho mình một nhẫn 86 nha bạn. Ok chị Mai nha. Rồi chị nhẫn 86 chị Mai luôn nè. Cảm ơn chị ruột luôn, 580.000 chị ruột ơi. Rồi mai hơn 8 giờ nhân viên gọi điện xác nhận đơn cho mình chị ruột nha. Ngày mai hơn 8 giờ nhân viên gọi điện xác nhận đơn cho mình chị ơi. Chú điện thoại nghe máy giùm em. Đó được tặng 2 phần quà luôn chị gái nè. Rồi ơi mua sản phẩm bữa nay được quà mấy chị ơi. Đó một cái vòng tay và một mặt Phật luôn nha. Một vòng tay và một mặt Phật giùm em. À nhẫn màu cam hả chị? Rồi ok chị đẹp của em nè. Nhẫn màu cam. Đó, cam sang trọng thờ thượng dùm em luôn chị gái nha. Ok chị gái luôn. Đính đá. Cho chị xem bông chút đẩy màu trắng em ơi, kiểu em ơi. Màu trắng hột trắng. À, chắc là kim cương môi Sanai. Kim cương môi đúng không chị ơi? Kim cương môi Sanai đúng không chị Văn Lê, Nguyễn Lê nè. Rồi em chúc chị Mai nhẫn màu cam nha, 86 màu cam 560.000 chị coi. Kim cương môi chút đẩy đúng không? Trời ơi, đây chị gái ơi, 1015 nè chị. Bảo hành 3 năm chị ơi, bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán. Chị Ngọc Diệu có bông tai vàng 18k, ok chị ruột của em luôn nha. Bông tai vàng 18 chị thích toàn ten hay sát tay, em lên mẫu chị Ngọc Diệu ơi. Đây chị ruột ơi, 1015 chút đẩy viên chủ 6 ly tình yêu ơi. 1015 chút đẩy viên chủ 6 ly này chị, mẫu này đang sale còn 250.000, có kiểm định đi kèm nha.
Chị Ngọc Diệu đợi em chút xíu nha. Rồi 1015 kèm số điện thoại em chốt đơn luôn, 1 triệu 250. 1015 kèm số điện thoại em chốt đơn luôn, 1 triệu 250 ngàn đồng, vừa quay bông chút đẩy. Đó, viên chủ chị nha, viên chủ của nó là 6 ly. Rồi đúng mẫu này chút đẩy chị vừa coi, còn tất cả các mẫu còn lại là chút dặn nha. Đúng một mẫu duy nhất khóa đẩy luôn chị vừa coi, còn tất cả các mẫu còn lại là chút dặn hoặc là chút cài. Nghe chưa, có nên mẫu này chút đẩy rồi chị vừa coi. Đó, duy nhất mẫu này khóa đẩy nha chị đẹp ơi, duy nhất mẫu này khóa đẩy luôn nè chị gộ của em nè. 1015 nha chị Vân Nguyễn Lê ơi, ưng mẫu thì comment em chút đơn, còn tất cả các mẫu bông còn lại nó là chút dặn hết chị gộ coi, chút dặn hoặc là chút cài thôi chị. Chút đẩy có đúng một đôi nha, chút đẩy còn đúng một đôi chị gộ coi, mẫu này có kiểm định đi kèm nha. Rồi 1015 kèm số hỏi cho em luôn, được tặng Long Châu chị ơi, tặng Long Châu phát sáng ban đêm, được tặng Long Châu phát sáng ban đêm chị cả nha. Đây bông chút đẩy này chị đẹp của em nè. Đó, kim cương môi khóa đẩy nha, giá đang sale cho mình luôn, còn 1 triệu 250 thôi chị ơi. Mẫu này giá mềm nha chị đẹp, 1 250. Được tặng Long Châu chùa gây viên chủ 6 ly bông khóa đẩy đeo ôm trọn trái tay luôn, ôm sát tay luôn nha chị ơi. Trái tay mỏng, trái tay kiểu sao đeo cũng vừa hết nha. Rồi chị Vân Nguyễn Lê có mẫu này báo em nha, 1015 kèm số điện thoại em chút đơn, 1 triệu 250. Đó, chị thích bông chút đẩy em chỉ có duy nhất một mẫu thôi nha, còn tất cả các mẫu còn lại là khóa cài hoặc là khóa dặn. Rồi, chất liệu sản phẩm là kim cương môi kết hợp với bạc nha mọi người ơi, kim cương môi kết hợp với bạc mới cho rất là sáng trái tay luôn nè chị. Đó, chị đẹp của em có ưng mẫu thì comment em chút đơn nha, kim cương môi kết hợp với bạc chị gái ơi. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha chị đẹp nha. Rồi em qua mẫu luôn nha chị ơi, còn ai ưng mẫu này nữa thì bảo em ha, kim cương môi kết hợp với bạc mấy chị gái nè. Đó, giá đang sale cho mình luôn, còn 1 triệu 250. 1015 kèm số điện thoại em chút đơn nha. Rồi em lên bông tay vàng khóa đẩy cho chị Ngọc Diệu luôn nè, ok chị đẹp luôn ha. Chị Văn Nguyễn Lê ơi, bông chút đẩy có đúng một mẫu nha chị ơi, còn mấy cái mẫu kia chút dặn được không chị? Đây mẫu viền hoa nè, chút dặn nè chị ơi, chút dặn mà nó ôm trọn trái tay luôn nha. Đó, chút dặn mà nó ôm trọn trái tay cho mình luôn nha chị của em ơi, chút dặn mà nó ôm trọn trái tay luôn nè chị. 1014 1250 chút dặn. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn chị gái ơi. Đó, chị đẹp nào chút đơn thì bảo em nha, quá chừng đỉnh luôn nè chị. Đây 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được đeo thử giùm em luôn chị nha. Rồi tới đâu rồi ta? Đó, có bao nhiêu mẫu thôi chị cuộc ơi. Rồi em lên cho chị gái xem mẫu tiếp theo luôn nha. Kim cương môi Sanai 1015, đúng rồi, mẫu này khóa đẩy nè. Đó, có nên mẫu này khóa đẩy thôi. Đây chị cuộc ơi, có tặng thêm chút nhựa silicon nha. 1015 viên chủ 6 ly nè chị, lụm luôn chị ơi. Đó, duy nhất mẫu này là khóa đẩy nha. Chị thu vỏ lấy một đôi luôn nè, ok chị đẹp luôn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử chị ơi. Đó, còn chị đẹp nào có em ưng mẫu thì comment em chút luôn cho nè, quá chừng sen luôn mấy chị. Muốn sen thì bắt cầu kỳ, mà muốn mình tỏ sáng thì mua liền sản phẩm bên em. Rồi đẹp luôn cho em chị gái ơi, ưng mẫu comment em chút nha. Thân nhau cũng bỡ câu chào và thấy nhau cũng bỡ hay vào chút đơn nè. Đó, còn chị đẹp nào có em thích mẫu này nữa không ạ? 1015 kèm số điện thoại cho bé Hoài nha. 1015 kèm số điện thoại cho em luôn, 1 triệu 250 thôi mới chơi được tặng Long Châu. Đó, Long Châu là cái quả màu xanh xanh phía trên mới chơi được tặng Long Châu phát sáng ban đêm nha. Rồi, chị Ngọc Diệu ơi, còn trên live chơi xin dấu chấm lên vàng 18K khóa đẩy này chị. Ngọc trai kết hợp với vàng 18 bông khóa đẩy đúng không? Em lên mẫu chị lựa nha. Đó, còn trên live cho bé Hoài xin một dấu chấm, bé Hoài lên mẫu chị gái ơi. Quá chừng mẫu luôn chị. Đó, bông tai vàng khóa đẩy chị gái nha, em có mẫu nụ. Nụ vàng khóa đẩy này chị ơi, giá đang sale cho mình luôn, còn 3 triệu 4 nè. Đó, nụ ngọc trai kết hợp với vàng 18 chị ơi, bông là bông chút đẩy giùm em luôn, E9000 3 triệu 400 ngàn. Ngọc trai nuôi nước mặn tại đậu ngọc giùm em luôn chị ơi, 3 triệu 4 giùm em nha, nụ vàng 18 này chị. Đó, nụ ngọc trai kết hợp với vàng 18 giùm em luôn chị ơi, 3 triệu 400 ngàn đồng giùm em. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử chị gái ha. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu báo em, có dặn không? Không chị ơi, vàng nó không có khóa dặn chị ơi, nó chỉ có chút đẩy với chút cài thôi chị. Chút đẩy với chút cài thôi chơi, tại vì cái khóa vàng nó bao chắc luôn chị đẹp.
Đó, nụ vàng 18 là 3 triệu tư chiều coi. Nụ vàng 18 3 triệu tư. Còn nụ chốt dặn là 540 chị gái. Nụ chốt dặn là bằng bạc nha. Nụ chốt dặn là bằng bạc chị gái ơi. Đây bằng bạc chị gái ơi. Rồi ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử sản phẩm giùm em gái luôn nha mọi người. Đó đúng mẫu như trên like mới phải nhận hàng như mấy chị gái ha. Rồi đây chị của em ơi. E9000 này chị 3 triệu tư chị ơi. Đó 3 triệu 400 ngàn đồng giùm em luôn nha chị đẹp của em nè. Còn nụ dặn kết hợp với bạc là 540. Kết hợp với vàng là cái viên ngọc nó sẽ đẹp hơn nha chị ơi. Kết hợp với vàng là cái viên ngọc nó sẽ đẹp hơn. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi nha. Chị lấy đôi nào chị ruột ơi. Chị lấy đôi nụ vàng là lấy đôi nụ bạc rồi chị đẹp. Đây nụ vàng 3 triệu tư chị ruột ơi bông khóa đẩy nha. Đó chị lấy đôi 3 triệu tư đúng không chị ruột ơi. Lấy đôi 3 triệu tư đúng không chị Ngọc Diệu nè. Nụ ngọc trai kết hợp với vàng 18 là 3 triệu 400 ngàn đồng chị ruột ơi. Nha nụ vàng 18 chị ơi có ánh cam không. Dạ không chị ruột ơi nụ vàng không có ánh cam. Chị lấy đôi nụ vàng đúng không chị Ngọc Diệu ơi. Đúng rồi đôi này không có ánh cam chị ơi. Ngọc cao cấp là ngọc trắng nha. Akoya trắng ánh hồng là ngọc cao cấp chị gái ơi. Đó lấy đôi này đẹp rồi đó chị 3 triệu tư nè. Em gửi cho mình về địa chỉ cũ nha chị ơi. 3 triệu 400 ngàn đồng ngọc 8 ly kết hợp với vàng 18 chị ơi nha. Đây hàng cao cấp ngọc đỉnh nha chị. Đó tròn đều đẹp giùm em luôn. Màu trắng là chị dễ đeo nhất trên thị trường luôn á chị ơi. Sắc trắng ý nghĩa an lành sức khỏe và sự cân bằng nha. Màu này dễ đeo dễ phối đồ luôn nha chị ơi. Em gửi cho mình về địa chỉ cũ luôn nha chị Ngọc Diệu ơi. Em thấy chị có mua hàng bên em rồi nè. Số điện thoại của chị gái là 1024 đúng không ạ. Em gửi cho mình về địa chỉ cũ nha chị ơi. Mua mẫu này được tặng ông Cốc nha chị gái nha. Ông Cốc ngậm tiền bự lắm. Đợt này ông Cốc ổng tròn quay em mấy chị. Ok chị đẹp nha. Đây chị gái nha. Em tặng cho mình ông Cốc ngậm tiền màu xanh chị ơi. Đợt này ông Cốc ổng tròn lắm mấy chị. Ổng tròn mà ổng to nữa nha mọi người nha. Ai, ông Cốc ngậm tiền mấy chị gái ơi. Đó còn gọi là ngọc thiềm thừ mấy chị. Màu xanh là màu của sự khởi đầu mớ ấm no thịnh vượng. Rồi cảm ơn chị Ngọc Diệu luôn nha. Ok chị gái nè. Em cho hàng đi luôn nha. 3 đến 5 ngày chị nhận được hàng giùm em ạ. Cảm ơn chị đẹp rất là nhiều. Rồi còn chị đẹp nào chốt nụ vàng nữa thì báo em nha. Có 3 triệu tư nữa mọi người ơi. 3 triệu 400 ngàn đồng một đôi giùm em nha. Nụ ngọc trai kết hợp với vàng chị ơi. Quá xinh mấy chị. Muốn sang thì bắt cầu kìa. Muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em. Rồi chị Văn Lê Thị có chọn được cái mẫu nào báo em nha. Còn không thì đeo chút dặn đi chị ruột ơi. Đó kim cương môi một còn duy nhất một mẫu chút đẩy nha. Có quà khác không? Quà khác hả chị? Đây chị ruột ơi quà khác. Nếu như chị không thích ông Cốc ngậm tiền thì mình lấy quả Long Châu. Đó thích quả Long Châu không? Đây quả Long Châu chị ruột nha. Đó quả Long Châu chị ruột nha. Đó quả Long Châu. Còn không thích quả Long Châu thì em tặng cho mình hũ vàng với cây mát xa mặt nè chị. Đó hũ vàng với cây mát xa mặt được không chị gái ơi. Cây mát xa mặt chị ruột ơi. Đó hoặc là chị dồn quà đi chị. Đơn từ 5 triệu cho lên được tặng cái máy mát xa đầu. Đó 5 triệu cho lên được tặng cái máy mát xa đầu chị ruột ơi. Hoặc là mặt thằng tài nha chị nha. Đó cái này mới 3 triệu tư rồi được tặng mấy quà nhỏ nhỏ thôi. Chị có muốn dồn quà không chị ơi. Dồn quà thì em dồn cho chị. Đó hũ vàng với cây lăn mát xa. Hoặc là Long Châu hoặc là cốc nha chị nha. Thích nào nói em nha. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử sản phẩm giùm em luôn nha mọi người nha. Quá sang mấy chị. Muốn sang thì bắt cầu kìa mà muốn mình tỏ sáng thì mua liền sản phẩm bên em. Nha mọi người nha. Rồi còn ai thích cái gì nữa comment em lên mẫu cho mấy chị lựa luôn nè. Còn thích cái gì nữa không cho em xin phản hồi nha. Chị đẹp của em lấy quà gì hay là dồn quà đi chị. Dồn quà nha. Chị Vân Nguyễn Lê chọn được mẫu nào bình luận nha. À, còn không mình lấy mẫu chút đẩy được chút dặn chế. Trời ơi kim cương môi sinai chút dặn cũng đeo trang chút đẩy. Kim cương môi chút dặn cũng đi trang chút đẩy mấy chị. Biết sao cái chút dặn của nó sâu bên trong luôn. Nó sâu vô luôn chị á. Nha. Chị Tiết Đặng ơi thích sản phẩm gì báo bé Hoài tư vấn nha. Sản phẩm bên em bảo hành 3 năm mọi người nha. À, chị Thanh Thúy Đào ơi có chọn được cái nhẫn nào không em lên lại cho chị Thanh Thúy Đào nè. Chị Thanh Thúy Đào mới vô có chọn được cái nhẫn nào em lên lại cho nha chị nha. Nhẫn nhà em thì bao luôn chị, bao đẹp luôn mọi người nha. Mấy chục chiếc nhẫn mấy chị, không phải một chiếc hai chiếc đâu. Nhà em nhiều mẫu lắm mấy chị ơi nha, rất chi là nhiều mẫu luôn chị đẹp nha. Có muốn em lên lại thì bảo em lên thêm vài mẫu bông tai kim cương môi hả. Rồi ok chị đẹp luôn nè, em lên thêm vài mẫu bông tai kim cương môi sanai cho mình nha mọi người nha. Đây em có bông khóa cài 4 ly mấy chị, mẫu này đang sale còn 1 triệu 50 ngàn chị ơi, có kiểm định đi kèm.
Mình mua kim cương Moissanite là có kiểm định đi kèm nha. Nhẫn 86 em đưa cho chị coi hả? Đây chị gọi coi 86 coi lại này chị, mẫu này thì bao? Đó, mẫu này có 580.000 chưa ơi, sớm khách chốt quá chừng luôn. Màu ánh cam mấy chị. Màu cam đợt này rất chi là đẹp nên mấy chị nhìn cái viên ngọc bán cầu, mấy chị nhìn tưởng tượng cái viên ngọc tròn không luôn. Nó là ngọc bán cầu đó mấy chị, mà ngọc đợt này nó đẹp mấy chị ơi. Rồi nhẫn 86 đang sale chùa của em ơi, giá đang sale cho mình luôn còn 580.000 đồng thôi chị đẹp. 580.000 đồng giùm em luôn chị gái của em ơi, nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha. Quá sang luôn mấy chơi, muốn sang thì bắt cầu kìa, muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em. Rồi chị đẹp chốt đơn cho em xin phản hồi nha. Hôm nào nhận hàng chị gỡ lại. Dạ được nha chị Ngọc Diệu ơi, khi nào nhận hàng thì gọi điện về bên em để bên em hỗ trợ cho nha. Ok chị Ngọc Diệu ha, khi nào nhận hàng nhớ gọi điện về bên em để các bạn hỗ trợ cho. Rồi nhẫn 86 giùm em luôn mọi người nha, 580.000 đồng một đôi chiếc nhẫn 86 này chị. Ok chị Cẩm Hồng chốt đơn hai phần quà cho mình Cẩm Hồng luôn nha. Chị Ngọc Diệu lấy quà gì vậy chị ruột ơi? Lấy quà gì chị gái ơi, để em biết em tặng luôn nha. Quà tặng thì nó chỉ có bao nhiêu thôi chị ruột của em nè, chị lấy quà gì báo em nha. Rồi chị Cẩm Hồng được tặng hai phần quà luôn nha. Ok chị đẹp của em luôn nè, còn ai thích mẫu nữa thì bình luận ha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử sản phẩm giùm em luôn nha. Vừa đẹp mà vừa sang nữa mấy chị gái ơi. Đó, mấy chị bình luận lên like đi để được tư vấn trực tiếp nha. Em chỉ tư vấn cho chị đẹp nào bình luận trực tiếp lên like thôi nha mọi người ơi. Còn các chị bình luận bên dưới thì em không có tư vấn được nha. Bình luận lên like em mới tư vấn nha mọi người. Chị Mẫn Nhi chốt bông tai vàng 3.4 triệu nè, ok chị đẹp nha. Rồi nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn mọi người nha. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Đó, ai ưng mẫu nào thì bình luận em chốt đơn nha. Chị Ngọc Diệu lấy quà gì thì báo em luôn nha. Rồi lên vài mẫu kim cương môi cho mấy chị lựa nha. Giờ chút đẩy nó có mẫu một thôi à. Em có chút dặn 2024 nè mấy chị. Trời ơi chút dặn nó đẹp mấy chị ruột ơi. 2024 mọi người nha, giá đang sale còn 1.450.000. Kim cương môi Sanai. Kim cương môi Sanai viên chủ 6 ly mọi người nha. Mã sản phẩm là 1024 mấy chị. 1024 giùm em luôn mọi người nha. Giá đang sale cho mình luôn. Có dòng nhiều màu không tặng chị dòng đó. Có dòng nhiều màu không tặng chị dòng đó. Dòng nhiều màu là dòng gì ta? Đây chị ơi, em có cái dòng tay ngũ hành bát giác này chị ơi. Thích mẫu này không chị? Nhiều màu nè, đủ màu luôn. Đây là dòng tay ngũ hành bát giác chị ơi nha. Dòng tay ngũ hành bát giác chị ơi. Chị thích nhiều màu hả chị? Em có cái dòng tay ngũ hành bát giác nè. Với cái dòng ngũ sắc may mắn này chị. Cái này được không chị ơi? Đó em tặng chị hai cái này được không? Ồ được thì comment ok giùm em luôn nè. Đó. Qua wow, chuyển sang luôn hay là sang hô nè chị đẹp. Đây chơi sang hô nó cũng có nhiều màu nữa nè chị. Đây chị Ngọc Diệu ơi, mình thích nhiều màu hả chị? Đây là ngũ hành bát giác nè, còn đây là ngũ sắc nè, còn đây là sang hô nè. Đó. Ok không? Ok em tặng luôn cho chị gái nha, tặng luôn 3 cái luôn. Chơi lớn luôn. Nghe chị đồ gục của em nha. Chị thích nhiều màu, em có 3 cái dòng này nhiều màu nè chị, chịu không? Chị em tặng cho. Đây là dòng tay ngũ hành bát giác, dòng tay ngũ sắc may mắn và dòng tay san hô nhiều màu. Đó, chị đẹp của em cưng thì comment ok em chốt đơn em tặng luôn cho nha chị đẹp nha. Đó. Đúng rồi, ok chị đẹp nha. Rồi em tặng cho mình luôn 3 cái chị ruột ơi. Quá xinh. Muốn sang thì bắt cầu kìa, muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em. Rồi ok chị đẹp của em luôn nha. Rồi còn chị đẹp nào có em ưng mẫu mã sản phẩm nào nữa thì bảo em nha. Đó, thích nhiều màu em tặng cho chị nhiều màu đó chị đẹp ơi. Ok ok được tặng luôn chị gái. Rồi cảm ơn chị đẹp ủng hộ em gái nha. Nhận hàng đẹp nhớ like cho em xin các phản hồi nha. Mấy chị chốt đơn rồi thì em tặng thôi. Rồi đây chị ruột của em ơi, 1024 mấy chị, mẫu này viên trụ 6 ly nha, giá sale còn 1.450.000. Đó nhẫn ngọc. Nhẫn ngọc trai, rồi kim cương Moissanite, rồi ok giờ lên gì luôn, hết biết đường luôn. Rồi nhẫn ngọc trai đúng không chị ơi, em lên lại nhẫn ngọc trai cho mình nha. Rồi đây chị gái của em nha. Đó, mẫu em đang cầm là cái gì ta? 1024 chuột ơi, giá đang sale còn 1450 nha. Đó chị đẹp nào thích nhẫn ngọc trai em lên nhẫn ngọc trai cho mấy chị lựa ha.
đó, nhẫn ngọc trai, nhẫn ngọc trai đây chùa của em có nhẫn kim cương môi này chị, đó nhẫn kim cương môi, nhẫn ngọc trai nha. À, lên bông tai hả, chị thích bông toàn ten hay bông sát tai chị Kim Nhi ơi? Toàn ten hay sát tai báo em lên luôn cho chị lựa nè. Chị thích bông toàn ten hay bông sát tai để em lên mẫu chị lựa nha. Toàn ten, ok chị đẹp. Rồi em lên bông toàn ten chị Hạnh lựa cùng luôn nha chị Hạnh ơi. Đây em có bông tai toàn ten mã 163 mọi người nha, ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn ạ. Bông toàn ten mã 163, ngọc trai kết hợp với bạc Y925 chùa của em nha. Rồi mẫu này bên em giá sale cho mình luôn còn 799.000 đồng chùa coi, 799.000 đồng giùm em nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn chị gái của em ha. 163 kèm số điện thoại em chốt đơn luôn, 799.000 một đôi mới chơi, bông là bông khóa cài. 163 kèm số điện thoại em chốt đơn mọi người nha, 799.000 đôi bông khóa cài giùm em. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm giùm em luôn mọi người nha, 163 kèm số điện thoại cho em. Rồi em có bộ bông tai 2023 mới chiều coi, 850.000 đồng giùm em luôn mấy chị, 850.000 đồng. Ngọc trai kết hợp với bạc Y925 giùm em luôn mọi người nha, 850.000 đồng giùm em luôn mới chơi, bông là bông khóa cài mấy chị. Bảo hành sản phẩm 3 năm được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha. Ngọc giọt nước 9 ly. Mấy cái mẫu bông tai toàn ten là ngọc giọt nước 9 ly nha mọi người nha. Rồi 2023 giùm em luôn mọi người nha. Chị đẹp nào ưng mẫu này thì bảo em. 2023 kèm số điện thoại em chốt đơn 850.000. Đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng nha. Em có đôi 203 nữa nè chị. Bông tai 203 giá đang sale cho mình luôn còn 799.000 đồng mọi người nha. 799.000 đồng giùm em luôn chị gái ơi, nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn ha. Đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn chị Ngọc ơi. Ngọc trai bên em là ngọc trai nu nước mặn tại Phú Quốc nha mọi người. Đó, ngọc trai nu nước mặn tại đảo Ngọc luôn mọi người nha. 203 này chị, 750.000, 799.000 giùm em nha. Đó, chị đẹp của em thích cái mẫu bông tai nào thì cho em xin cái phản hồi luôn nha mấy chị Ngọc ơi. Ôi ôi nó đẹp mới chơi, bông tai mọi người nha, toàn ten ha, em có mẫu bông móc câu 197 nè. Đây là mẫu bông tai móc câu 197 bên em, ngọc trai kết hợp với bạc luôn, giá đang sale cho mình luôn còn 510. Giá đang sale cho mình luôn còn 510 một đôi nha, 197 kèm số điện thoại cho em luôn, 510 197 nè. Mẫu nào cũng đẹp, đúng rồi chị ơi, mẫu nào cũng đẹp khó lựa lắm luôn mấy chị. Đó, ai ưng mẫu nào thì bảo em nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn chùa coi, móc câu 197 nè. Đó, chị đẹp nào thích móc câu 197 thì comment em chút đơn nha. Đúng mẫu như trên live mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người ơi. Móc câu 197 đang sale luôn á. 510.000 đồng giùm em luôn bông móc câu chị á nha. Rồi chị đẹp của em có lựa được cái mẫu nào thì cho em xin cái phản hồi luôn nha chị. Cho em xem bông tai nơ sát tai ngọc trai. Làm gì có bông nơ sát tai chùa coi, có bông nơ toàn ten thôi nè. 599.000 một đôi bông nơ toàn ten chị ơi, 2031 chị, nơ toàn ten 2031. Đó. Rồi ok chị đẹp luôn, nhẫn 86 hộp cam đúng rồi, mẫu này đẹp nè, cái hộp màu ánh cam được này nó đẹp dữ lắm. Nha, cho nên là chốt ánh cam đi, ánh cam được này đẹp lắm mới chơi, riêng chiếc nhẫn 86 hộp màu ánh cam mấy chị nhìn nè, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha mọi người nha, nhẫn 86 có 580.000 mấy chị ơi, em nói thiệt luôn á. Không mua là tiếc mà mua vào là mua. Rồi chị Thị Trâm lấy nhận lấy bông tai 163 nè, ok chị ruột luôn nha. Chị Thị Trâm lấy bông tai 163 bao nhiêu mấy chị? 799 mọi người ơi. Rồi cái nơ này chị gái ơi, cái nơ toàn ten 599.000 nha. Cái nơ toàn ten là 599.000 đồng chị gái của em ơi. Bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán chị đẹp ơi. Ưng mẫu comment em chốt luôn. Đó, cảm ơn chị Hoa nè. Cảm ơn chị Hoa thả tim cho em. Rồi đeo thử nha, trời ở đây không có cái mặt dây chuyền mà cũng để cái vỏ ở đây nữa ta ơi ta. Đó. Dẹp qua gì đi cho nó gọn. Bán hết rồi. Dẹp. Rồi em đeo thử nha. Trời ơi cái bông tai gì mà nó đẹp mấy chị gái ơi. Không mua thì tiếc mà mua vào làm ơi. Bạc hả chị ơi? Đúng rồi bạc. Trời em bán ngọc trai kết hợp với bạc nha. Còn mẫu vàng thì một đôi nó tầm khoảng 6 triệu mấy một đôi toàn ten á. Sát tay thì nó dao động tầm khoảng 3 triệu mấy một đôi, tát tay. Đó, thích thể loại nào cũng có ha.
Rồi mỗi em đang đeo là bông tai 163 cho chị Trâm này, tờ 799.000 chị, đẹp không? Quá sang. Cái mẫu này gọi là tiểu tiết tạo tinh tí, mấy chị tinh hoa thì nhờ biển mà tinh xảo thì nhờ người. Rồi đeo lên một cái nhìn mặt nó sáng luôn mọi người nha. Ok chị Hoàng Trang lấy đôi nữa nè. Đó em tặng hai quà luôn nha. Hai phần quà tặng giùm em luôn mọi người nha. Đây hai phần quà giùm em luôn mấy chị. Rồi ok chị đẹp chút đơn. Ai ưng mẫu nữa thì báo em ha. Đúng mẫu như trên like mấy chị mới phải nhận hàng giùm em hoài luôn nha mọi người. Đúng mẫu như trên like mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì báo em luôn. Bạc nha chị ơi, có chọn được mẫu nào không? Chọn được mẫu nào bình luận giùm em. Muốn sang thì bắt cầu kỳ, mà muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em mọi người nha. Đây chị ơi, vừa đẹp mà vừa xinh luôn ạ. Đó, chị thích mẫu bông nào hay là 2023 nè chị. Giá đang sale cho mình còn 850 một đôi nha. Mẫu này có trắng có đen luôn. Đây 2023 dùm em luôn, 850.000. 850.000 đồng mẫu 2023. Chị đẹp nào chốt báo em, 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử dùm em luôn nha. Rồi ai ưng mẫu này thì comment dùm em gái luôn nha mọi người. Đó rất là xinh luôn, 850.000 đồng một đôi mấy chị, toàn ten nè. Toàn ten 850 dùm em luôn nha mọi người ơi. Đúng mẫu như trên like mới phải nhận hàng dùm em gái luôn nha mọi người. Đẹp lắm. Đôi bông nơ đó có hộp nhỏ hơn không chị? 8 ly. 8 ly là nhỏ rồi. Đây chị đẹp của em nha. Đây cái nơ này chị. Đây chị đẹp nha, ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn mọi người nha. Đó, mẫu này đang sale cho mình luôn còn 599.000, mẫu này là hộp dừa đeo mới chưa, không có to nha. Có 8 ly à chị ruột ơi. Nghe chị gái ơi, lấy nhỏ xíu là giống như con nít luôn á, không thấy cái gì đâu. Em đang đeo là ngọc 8 ly nha chị gái nha. Chị Kim Nhi có chọn được mẫu nào thì bảo em. Ba đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử nha. Em cho coi mẫu E9025. Ok chị đẹp luôn. E9025. E9025 chị buộc nha. Em để chân trước màn hình luôn á. 4.6 triệu. Cô nhận nhẫn rồi, sáng đẹp lắm. Dạ con cảm ơn cô Thu Thảo nha. Kim cương môi mà phải nói là đỉnh. Kim cương môi phải nói là đỉnh nha. Đây chị đẹp của em nha, E9025 rồi chị gái ơi, 4.600.000 đồng giùm em luôn chị Minh Châu nè. Ngọc trai kết hợp với vàng nha, em thấy bữa giờ chị đang đĩa cái mẫu này nè chị nhìn nè, cái chốt đẩy phía sau rất là dày luôn. Viên ngọc 7 ly giùm em luôn nha chị ơi, em thấy giờ bữa giờ chị đang mê cái mẫu này nè, có 4.600.000 à chị. Nha, ngọc trai kết hợp với vàng chị coi 4.600.000 giùm em luôn chị. Đó, chị Tú cưng có ưng mẫu bông thì bảo em nha, 8 ly là nhỏ gọn vừa đeo chị ơi. Lấy nhỏ nữa là không có thấy cái viên ngọc trai luôn á chị. 599.000 là giá quá mềm luôn. Chị Thanh Thanh lấy đôi cái nơ nè, chị Bé Bông lấy một đôi luôn nè. Rồi còn chị đẹp nào chút nữa báo em nha. Rồi E9025 giùm em luôn chị Minh Châu ơi, 4.600.000 nha chị đẹp của em. Đó, ngọc trai kết hợp với vàng luôn chị ruột ơi. Chị Hà Ruby inbox mẫu này hả chị. Đó, mẫu này đang sale còn 4.600.000 nè. Chút đơn để lại số điện thoại em chốt cho nha chị đẹp nha. Đó, nhân viên liên hệ xác nhận đơn. Đây chị ơi, giá trên line là giá sale nè chị. Trời ơi, cái viên ngọc tròn đều đẹp 7 ly giùm em nha. Tròn đều đẹp ngọc 7 ly, hàng cao cấp nha chị ơi.
Đó, bông là bông chúc đẩy nha, E9025 nè. Trời cái khóa nó đầy dày dặn mới chơi vàng, vàng 18K, vàng 610 nha. Hàng bên em bán là chuẩn nha mọi người ơi, chuẩn 610 mấy chị yên tâm ha. Đó. Đây chị Ngọc ơi, hàng cao cấp ngọc tròn đều đẹp luôn chị Hà Ruby ơi. Inbox mẫu nào chị Ngọc ơi, mẫu này đúng không chị? Em đang cầm là E9025 chị gái ơi, đang sale cho mình luôn còn 4.600.000 chị Ngọc ơi. Được tặng một ông cốc ngậm tiền nha mọi người nha, ngọc thiềm thừ mấy chị. Đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người ơi. Ưng mẫu thì comment em chút đơn, sang lắm. E9025 giùm em luôn chị Ngọc nha. Đó, bông là bông chúc đẩy giùm em luôn chị Ngọc ơi, bông chúc đẩy giùm em nha. Chị Hà Ruby inbox mẫu nào thì chị đẹp ơi, bình luận đi biết đường inbox chị gái ơi. Đó, mỗi anh đang đeo là 4 triệu, đang cầm là 4 triệu 6 nha. Đó, dày dặn chắc chắn luôn cho em luôn, ngọc trai kết hợp với vàng. Sao chị đẹp của em có mẫu này luôn không chị Minh Châu nè. Đó, em thấy bữa giờ chị me cái mẫu này rồi nha, em thấy mình đang mê rồi chị. Mê cung còn có đường ra chị ơi, mê trai thì chốt nha, chốt đơn chị đẹp. Rồi 4.600.000 đồng giùm em luôn chị ơi, 4.600.000 giùm em nha. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn chị gái của em ơi. Đây 4.600.000 đồng giùm em luôn, tròn đều đẹp luôn nghe, 9025. Đó, bông chúc đẩy mọi người nha, ngọc trai kết hợp với vàng, 4.600.000 một đôi thôi mấy chị. Ai ưng mẫu thì comment chút đơn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn. Đó, ai ưng mẫu thì bảo em nha, quá sang mấy chị. Muốn sang thì bắt cầu kìa, muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em nè. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu thì comment cho em nha. E9025 4.600.000 giùm em luôn ạ. Rồi nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha. Sao chị Minh Châu có ưng mẫu này không chị Minh Châu? Chị Lệ Quyên lấy một đôi nè, em tặng cho mình ngọc thiềm thừ chứ chưa, em tặng cho mình ngọc thiềm thừ nha. Chị ơi, mặt Di Lạc và dòng lưu thống em có rồi, có thể đổi cho em qua một mặt Phật tổ màu vàng và một dòng tai tô ba trắng được không ạ? À? Được chị gái nha. Rồi ok, chúc đơn. Tô ba trắng bự cho bá luôn á chị. Đây chị gái nha, tô ba trắng và mặt Phật tổ màu vàng. Rồi ok chị Mai Duyên nha. Đó, một cái tô ba trắng và một cái giờ mặt Phật tổ màu vàng chị Ngọc ơi. Em gửi địa chỉ cũ cho mình ha. Mình là khách quen có mua hàng bên em này nè, thích thì em chốt luôn cho. Ok chị Mai Duyên nha. Rồi nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha mọi người ơi. Ai ưng mẫu thì comment em chút đơn nha. Sao chị đẹp của em có ưng mẫu này không? Đó, quá trình đẹp luôn nè chị, 4.600.000 một đôi, đẹp nha. Bữa giờ em thấy chị mê mẫu này rồi, em thấy chị nhắn tin rồi. Sao lấy luôn không chị Minh Châu, làm đẹp cho mình chứ cho ai chị ơi. Đó, làm đẹp cho mình chứ cho ai. Ok chị đẹp nha, nói đúng tên là tặng đúng mà chị đẹp. Đó, sợ nói không đúng tên kiếm hoài kiếm không ra đây. Rồi chị Kim Nhi với chị Hạnh Nguyễn có chọn được mẫu bông tai nào comment em chút đơn nha. Đó, ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn mọi người nha, ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn. Rồi tiếp theo em sale cho mọi người một mẫu bông tai ngọc trai nha mọi người nha. Sale là sao với chị, là một cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn, giá mềm giá ưu đãi được chưa, quà tặng hấp dẫn luôn, quà tặng vẫn là 3 phần quà luôn nha mọi người, ủa lộn 2 phần quà luôn nha. Rồi em lên lại bông cái nơ một lần nữa em xe bông luôn chứ mấy chị ha. Đây cái nơ chị ơi, 2031 chị 599.000, 2031 599.000 đồng giùm em luôn chơi, kiểm tra xong thanh toán nha. Quá sang. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu cái nơ thì comment nha, 2031 kèm số điện thoại em chốt luôn. 2031 kèm số điện thoại em chốt luôn.
Rồi em qua luôn nha mọi người nha. Đó, em xem bông tai cho mọi người nè, em có mẫu bông tai rất chi là dễ thương luôn. Đó, một mẫu bông tai rất chi là dễ thương luôn mọi người nha, em sẽ sale cho mọi người với mức giá ưu đãi thôi. Đây mọi người nha. Một mẫu bông tai em tạm đặt cho nó là mẫu bông tai đây chị gái nha. Đây là mẫu bông tai hoa hướng dương nha mấy chị ơi. Bông là bông chúc đẩy giùm em. Mẫu bông tai hoa hướng dương mọi người nha, bông chúc đẩy mấy chị ơi. Mẫu này em chi ăn cho mấy chị. Em sale luôn cho mọi người. Bình thường một đôi bông tai em bán cho mọi người là 699 hoặc là 750.000 đồng đúng không? Riêng mẫu hoa hướng dương em chi ăn cho mọi người nha. Giá sale luôn cho mình luôn còn 520.000 mấy chị. Mỗi em đang cầm là mẫu hoa hướng dương chị gái ơi, 520.000 đồng giùm em luôn mấy chơi. 520.000 hoa hướng dương. Đó, nhận hàng được, kiểm tra được, đeo thử giùm em luôn chị Cục ơi. Quá trình đẹp luôn mấy chị. Đây là mẫu hoa hướng dương nha. Đó, 520.000 mấy chị ơi. Em dành cho mọi người là 5 phút để em sale đi mấy chị. Nụ bao tiền, nụ 400 chị ơi. Nụ 400 chị đẹp của em ơi. Nụ 8 ly là 400.000. Rồi chị đẹp nào thích hoa hướng dương thì bảo em nha. Thời gian sale là 5 phút nha mọi người. 5 phút sale thôi mấy chị gái ơi. Play sale. Hết chương trình không qua lại mẫu nha. Rồi nụ là 400.000 đồng luôn chị Hồng Quỳnh nha. Nụ là 400 giùm em luôn nha chị. Đó, rất là đẹp giùm em luôn mọi người nha. Hoa hướng dương là 520, free ship 2 quà. Đó, mẫu này em sale cho mọi người đúng 5 phút. Chị đẹp nào chút chậm là hết nha. Hoa hướng dương kèm số điện thoại chút đơn nha mọi người nha. Đó, hướng dương cũng được mấy chị ơi, bỏ chữ hoa cũng được. Hướng dương kèm số điện thoại em chút đơn đẹp lắm. 520.000, viên ngọc trai là hơn 7 ly, 520.000 free ship luôn. Nụ là 400 triệu coi, nụ thì nó không có diện, nó là bông chúc đẩy ha. Đó, nụ là 400.000 đồng một đôi luôn chị Hồng Quỳnh nha, chúc đơn bảo em. Đơn dưới 500 phí ship 20 mấy chị, 500 trở lên miễn ship nha. Rồi hướng dương kèm số điện thoại em chúc đơn mọi người nha, sale 520.000 5 phút chúc đơn mấy chị. Thời gian được tính nha mọi người nha, thời gian đang được tính nha, em bấm giờ luôn nha mấy chị ơi. 5 phút rồi chị đẹp nào chốt chậm mất cơ hội mua hàng giá sale. 520.000 hồi sớm giờ lên bông toàn 700, 800, 900 nên mới chơi, giờ này 520 được chưa. Rồi miễn ship kèm quà mọi người nha, ai chốt bảo em. Đó, hoa hướng dương kèm số điện thoại em chốt đơn mọi người nha, 520.000. Mẫu này phù hợp với tất cả trái tay, nhỏ vừa to đeo được hết cho em luôn mọi người ơi nha. Rồi hướng dương kèm số điện thoại em chốt đơn mọi người nha, 5 phút sale mới chơi. Đó, đồng hồ bấm giờ mọi người nha, 5 phút rồi mấy chị. Chị đẹp nào chậm là mất cơ hội mua hàng giá sale. Rồi mỗi em đang đeo là hướng dương mọi người nha. Đó, hoa hướng dương mới chơi 520.000 mấy chị. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán mọi người nha, chị đẹp nào chốt bảo em. Đó, hoa hướng dương kèm số hỏi em chút đơn, viên ngọc của nó hơn 7 ly mấy chị. Hơn 7 ly giùm em mấy chị, bông chút đại ôm sát tay. Bông chút đại ôm sát tay nha, 5 phút đồng hồ chút đơn mọi người nha. Thời gian đang tính dần mấy chị ơi, 4 phút 33 giây nữa thôi mọi người nha. Thời gian đang đếm ngược, nhanh còn chậm hết nè. Hoa hướng dương kèm số điện thoại chút đơn 520.000. Giá mềm nha mọi người nha. Có ánh cam luôn nha chị Thúy Đào ơi, có ánh cam luôn chị. Rồi lấy mẫu này em đổi cho mình màu ánh cam giống chiếc nhẫn nha. Có chốt thì comment ok em chốt luôn cho nè. 520.000 chị, nhẫn 580, bông 520, quá đẹp luôn, đổi cam nha. Rồi chốt comment ok, chốt cho chị gái luôn. Đó, mua hai món là chị sẽ được tặng cái hũ vàng với cây massage nha chị ơi. Được tặng cái hũ vàng với cây massage luôn nha chị Thúy Thanh Đào nha. Hoa hướng dương có ánh cam luôn nha chị Cục ơi, quả trình đẹp luôn mấy chị. Rồi 520.000 đồng mẫu hoa hướng dương, chị đẹp nào chốt bảo em. 520 mấy chị ơi, nhanh tay thì còn, chậm tay là hết mọi người nha. Rồi 3 phút 45 giây cuối cùng mấy chị Cục ơi, hết giờ tự động cái đồng hồ nó báo nha mọi người. Rồi chị Lan Lưu Học lấy một đôi nè, chị Ngọc Ngọc một đôi, chị Hồng Nhung một đôi, chị Thanh Thúy Đào có chốt luôn không? Chốt comment ok chốt nha. Chị Gia Hăng lấy một đôi, chị Hòa lấy một đôi luôn nè, quả trừng đẹp luôn chị Cục ơi. Đó, giá đang sale cho mọi người luôn có 520.000. Ok chị Thanh Thúy Đào luôn nè, mình mua hai món được tặng hũ vàng với cây massage luôn nha chị ơi. Hai món là miễn ship luôn, em lựa cùng tông màu cho mình luôn ha. Rồi còn chị đẹp nào thích bông hoa hướng dương nữa thì bảo em, đang sale 520.000 mấy chị Cục ơi. Bông chúc đẩy viên ngọc trai là hơn 7 ly, ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn mấy chị ơi, quả trừng đẹp luôn. Đó, đang sale mọi người ơi, 520.000, trời nó đỉnh mấy chị. Đó, chị đẹp nào mà không mua là hết giờ nha. 2 phút 58 giây cuối cùng mấy chị gái ơi, nhanh tay thì chọn nha. Nhanh tay bình luận giùm em hoa hướng dương kèm số điện thoại chút đơn. Đó, hướng dương, hoa hướng dương comment kiểu gì cũng được hết chị gái ơi. Ưng mẫu comment em chút đơn nha, đẹp quá mấy chị.
Nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em nha. Rồi cô Nhi Lê một đôi, chị Helen Trần một đôi, chị Nguyễn Bảo Trân một đôi, chị Yến Thanh một đôi, chị Như Như một đôi nha. Còn chị đẹp nào nữa thì comment cho em luôn nha. Quá đẹp luôn mấy chị ơi, có 520.000, đeo lại lần nữa nha. 2 phút 25 giây cuối cùng mấy chị của coi. Thời gian em sale cho mọi người là 5 phút nha mấy chị. Hết 5 phút là em nghỉ lên cái mã này luôn. Đó, chị đẹp nào mà chút chậm là coi như không còn hàng nha mọi người ơi. Hết 5 phút là em ngưng nha mấy chị. Rồi em đeo lại một lần nữa cho mấy chị xem nha. Bông chút đại ôm trọn trái tay luôn, 520.000. Lựa cùng tông đẹp cho chị, ok chị gái luôn, cùng tông màu cho chị luôn, chị yên tâm ạ. Rồi hoa hướng dương kèm số điện thoại em chút đơn, giá đang sale cho mình luôn còn 520.000. Quá đẹp luôn nha mọi người nha. Đó. Rồi ok chị Ánh Ngăn một đôi, chị Thanh Vân một đôi luôn nè, còn ai chút nữa thì bình luận cho em nha. 520.000 đồng giùm em luôn chị Ngọc ơi, chị Hiền Ngút một đôi luôn nè, đẹp lắm mấy chị. 520.000 đồng luôn, viên ngọc trai hơn 7 ly kết hợp với bạc ý 925. 520.000 nhanh còn chậm hết nha, 1 phút 30 giây cuối cùng. Em còn 1 phút 30 giây để sale cho mọi người luôn nha mọi người ơi. Ưng mẫu comment em chút đơn. Rồi còn chị đẹp nào có em ưng mẫu thì báo em luôn nha mọi người nha. Đó, mẫu hướng dương mới chừa coi 520.000. Đó, 1 phút 13 giây cuối cùng nha mọi người nha. Em sale đúng 5 phút là em qua luôn cái mẫu này, không lên lại nha mấy chị. Không lên lại nha mọi người nha. Quá sang luôn mới chơi 520.000 giùm em. Rồi nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha. 520.000 đồng luôn, mẫu hướng dương mấy chị gái ơi. Quá sang. Đó, rồi chị Trâm lấy một đôi luôn nè, ok chị đẹp của em luôn nha. Còn ai nữa không bình luận luôn nha. Bình luận nốt luôn mấy chị gái ơi. Vừa đẹp mà vừa xinh luôn mấy chị. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha. Đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người. Đó, chị Trang Mâm lấy một đôi luôn nè, ok chị đẹp luôn nha. Rồi còn chị đẹp nào nữa không nè. 30 giây cuối cùng mọi người nha. Đây bông chút đẩy giùm em luôn, rất là đẹp luôn mấy chị. Đó, hướng dương kèm số điện thoại chút đơn, giá sale cho mình luôn còn 520, free ship luôn mấy chị ơi, 3 quà. Rồi chị Lê Phượng lấy một đôi luôn nha em, cảm ơn chị Phượng luôn nha. Ok chị gái luôn, rất hơn, rất may mắn mấy chị. Chút giờ này còn kịp nha. Quá đẹp luôn mọi người nha, nhìn cái bông này mấy chị. Đó, cái bông này mà đính lên tay thì còn gì nữa mấy chị ơi, dễ thương mấy chị ơi, vừa đẹp mà vừa xinh luôn nha. Rồi đúng mẫu như trên live mới phải nhận hàng nha. Quá đẹp luôn, ok chị Hồng Lam thấy chị gái luôn nè. Rồi hết giờ mọi người nha. Đó, chị đẹp nào không chút đơn là coi như mất cơ hội mua hàng giá sale. Rồi em qua mẫu luôn nha. Rồi em qua mẫu luôn nha mọi người nha. Hết sale mấy chị ơi. Đó, play sale em sale đúng 5 phút thôi mấy chị. Em sale đúng 5 phút cho mọi người thôi. Chị đẹp nào mà không chút đơn là coi như mất cơ hội mua hàng giá sale, không lên lại mẫu nha. Rồi em xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại live stream của em mọi người nha. Còn chị đẹp nào của em quan tâm sản phẩm nào nữa thì bình luận giùm em. Đó, nụ em đang đeo là 400.000 đồng một đôi chuột ơi. 400 một đôi giùm em luôn ạ. Ngọc trai kết hợp với bạc ý 925 giùm em luôn chuột ơi. Đây, nụ ngọc trai là 400. Đó, nụ ngọc trai là 400.000 đồng một đôi chị ạ nha. Rồi chị đẹp của em có ủng hộ bông tay nụ thì báo em nha. Chị Quỳnh Hồng nè. Đó, em chào chị Tuyết Mai Lê Thị nha. Quá sang luôn mấy chị ơi, em đang đeo là bông nụ nha, nụ là 400. Đó, chị Hoa Tú hỏi bao nhiêu tiền à, bao nhiêu tiền là cái gì, bao nhiêu tiền chuột ơi. Đó, chị đang hỏi cái mã sản phẩm nào chị ơi, cho em xin cái phản hồi nha. Rồi 400.000 đồng một đôi hoa tay nụ ngọc trai giùm em luôn mọi người nha. Đó, đôi lúc nãy bao nhiêu em mới vào, cái đôi lúc nãy là đôi hướng dương chiều coi, cái đôi đó có 520.000, đó là giá sale của chị. Đó, em sale đúng 5 phút là coi như xong đó. Có lấy thì comment em chốt nha, có 520 à chị, miễn ship luôn, vẫn được tặng quà luôn. Cái đôi đó là em đang sale đó chị ơi, em đang sale cho mình đó. Đó, có ưng thì bảo em nha. Đây này chiều coi, hướng dương này chị, 520.000. Rất là đẹp luôn, ngọc trai kết hợp với bạc luôn. Đó, hướng dương 520 nè. Có ưng thì bảo em chút đơn luôn nha. Mẫu này em sale đúng 5 phút là em không có lên lại nữa luôn á mấy chị. Đó, giá sale mọi người nha. Bình thường em bán tới 560 lần, giờ này em sale 520. Bình thường cái đôi này em bán tới 560 luôn mấy chị. Nãy em sale cho mọi người có 520 đó. Đó, ưng mẫu đi comment cho em luôn ha. Hướng dương 520. Hướng dương 520 chuột nha. Hướng dương 520. Rồi em qua đó, chị đẹp nào không chốt được mẫu sale là coi như mất cơ hội mua hàng giá sale luôn.
Trái tay dừa hả chị? Trái tay dừa đeo nụ chưa? Nụ 8 ly là dừa nha chị đẹp ơi. Nụ 8 ly là dừa nha chị gái của em nha. Rồi nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn chị ơi. Nụ 8 ly là dừa đeo nha. Đó. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn chị ơi. Ưng mẫu này thì báo em. Rồi ok chị đẹp của em nha. Cho chị xem dây chuyền đi em, rồi để em lên dây chuyền chị lựa nha. Ok chị đẹp của em luôn ha. Đây chị ơi, dây chuyền có mẫu to mẫu nhỏ nè chị đẹp của em nè. Thích thể loại nào? Chị thích mẫu to hay là thích mẫu nhỏ? Thích to hay là thích nhỏ chị? Chị Nguyễn Thu ơi, em lên mẫu cho chị lựa nha. Rồi ok chị đẹp của em luôn nha. Dây chuyền vừa thôi em hả? Vừa thôi em thì tầm khoảng triệu quay đầu. Đây chị đẹp của em nha. 104 giùm em luôn chùa coi, giá đang sale cho mình luôn còn 999.000. Đó, 999.000 đồng giùm em luôn chùa của em ơi. Ngọc trai kết hợp với bạc nha, 104. 999.000 đồng đôi 104 giùm em luôn chị gái ơi. Viên ngọc trai là 11 ly nha chị ơi. Dây chuyền mã 104 mẫu hình hoa này chị, mẫu này ưng không? Đó, gọn gọn vừa vừa dễ đeo nha. 999.000 đồng giùm em luôn chùa ơi, dây chuyền 104. Ngọc trai kết hợp với bạc y 925 chị cả nha, 104 giùm em luôn. Rồi tiếp theo có dây chuyền mã 110. Đó, dây chuyền mã 110 giá đang sale còn 1.250.000, 110 giá đang sale còn 1.250.000. Đó, nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha chơi, 110 1.250.000. Dây ngọc trai 12 ly, ngọc trai kết hợp với bạc y 925, mấy cái mẫu này là vừa đeo chứ không có to nha. Vừa đeo chứ không có to chị đẹp của em nha. Đúng mẫu như trên live mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người. Ai ưng mẫu thì comment em chút đơn. Đó, dây chuyền mã 110 giá đang sale còn 1.250.000 chị ơi. Giá đang sale còn 1.250.000 ạ, dây 110 nha. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em. Đây em có dây chuyền kim tiền mã 123 là chị, giá đang sale cho mình luôn còn 1.250.000. Dây chuyền thì em có dây 4 tấc rưỡi và dây 5 tấc nha chùa coi. Dây 4 tấc rưỡi và dây 5 tấc nha. Dây là dây bằng bạc chị ơi, dây là dây bằng bạc nha. Ngọc trai nuôi kết hợp với bạc y 925. Đó, bạc bên em đeo không đen không xỉn màu, cũng như là nó sẽ không gây cái đứng da cho mọi người luôn. Và hàng bên em được bảo hành tặng 3 năm nha mọi người. Dây chuyền kim tiền mã 123. Đó, ai ưng mẫu thì bảo em nha. 123 dây kim tiền mới chị, giá sale còn 1.250.000. Đúng mẫu như trên live mới phải nhận hàng giùm em nha chị ơi. Hay là mình lấy dây chuyền xuyên hạt cũng được nè chị. Xuyên hạt ngọc trai 999.000 đồng, ngọc 9 ly chị ơi. Em có màu trắng và màu đen luôn. Cái cọng dây là cọng dây bằng bạc nha chị ơi. Cọng dây là cọng dây bằng bạc. Mẫu này đeo thì nó trẻ nha. Rồi ai ưng mẫu này thì cho em xin cái phản hồi luôn nha chị ruột của em nha. Đó, 999.000 đồng giùm em luôn nha chị. Đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người nha. 999.000 đồng một dây. Trời ơi đẹp ha. Rồi chị Thảo Điệp lấy dây chuyền 104 nè. Chị 54kg đi dây 45cm là chuẩn đẹp luôn á. Rồi chị gái nào của em ưng mẫu này thì bảo em nha. Xuyên hạt 9 ly là 999.000. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm giùm em luôn nha chị ơi. Đó, chị đẹp nào của em ưng mẫu thì bảo em nha. Muốn sang thì bắt cầu kìa, mà muốn mình tỏ sáng thì mua liền sản phẩm bên em mấy chị. Đó, vừa đẹp mà vừa xinh luôn nha. Rồi chị đẹp nào ưng mẫu thì comment em chút đơn ha. Sao chị gái của em thích loại nào? Đó, em có dây chuyền kim cương Moissanite nữa. Đây em có dây chuyền 138 nè chơi. Mẫu này giá mềm nè, 850 thôi. Đó, 850.000 đồng giùm em luôn. Mẫu hình 3 cánh chị ơi. 138, 850 giùm em, có cộng dây luôn á chị. Cái mẫu này không có để dây được chị ơi. Hết chỗ để dây à, cho nên là nó được vậy thôi. Đó, dây chuyền trăm còn không em còn chùa coi. Mẫu này sale lớn nhất luôn á, 2.500.000 sale còn 950.000, 2.500.000 đang sale còn 950.000 mấy chị. Ngọc trai nuôi kết hợp với bạc chị ơi. Đúng rồi chị, ngọc trai nuôi kết hợp với bạc ý cao cấp 925 chị ơi. Bạc bên em đeo không đen, không xỉn màu và không gây cái đứng da nha.
Đó, cái mẫu này là ngọc trai nuôi kết hợp với bạc chị ơi, ngọc trai nuôi nước mặn tại Phú Quốc kết hợp với bạc Y925. Đó, bạc bên em đeo không đen không xỉn màu và cũng như là không gây cái đứng da chị ấy ha. Rồi ai ưng mẫu thì bảo em luôn, dây chuyền trăm chị giá đang sale còn 950 nha. Đó, chị đẹp nào thích mẫu này thì cho em xin cái phản hồi luôn ạ, 950 ngàn đồng giùm em luôn nha chị ơi. Vừa đẹp mà vừa xinh luôn, em có dây chuyền 131 này chị. Đó, chịu gửi đang sale còn 950 ngàn đồng luôn, 131 giùm em. Dây là dây 45 cm nha chị ơi, em có dây dài hơn 50 cm luôn. Tùy theo dốc dáng của mình mà bên em lấy cái mẫu cho nó phù hợp nha. Đó, chị chọn được mẫu nào chị nói em đeo thử nha chị Thu nè. Chị chọn được cái mẫu nào không chị nói em đeo thử cho. Rồi chị Châu Trường Vũ chốt dây 100 nè, mẫu nó sale lớn nha, 950 ngàn ha. Đây để em đeo thử một sợi dây chuyền cho mấy chị ngắm ha. Để bé Hoài đeo thử một dây cho mấy chị ngắm nha. Nhiều khi nhiều mẫu quá không biết đường lựa mấy chị nha mọi người nha. Để em đeo thử một dây cho mọi người ha. Chất liệu là ngọc trai nuôi kết hợp với bạc chị gái ơi. Đây là chị thích cái thể loại dây chuyền như thế nào? Đây, mặt 12 ly nhưng mà đeo lên nó gọn như chị, nó không có to. 12 ly là đeo lên nó vừa, kiểu như nó vừa đeo chị, nó không có to quá đâu chị nha, nó không có to quá chị gái ha. Rồi mỗi em đang đeo giá đang sale cho mình luôn còn 950 ngàn. 950 ngàn đồng sợi dây chuyền em đang đeo chuột ơi, 950 giùm em luôn ạ. Ngọc trai nuôi nước mặn tại Phú Quốc giùm em luôn chị ơi. Ngọc nhìn đẹp quá em mà, rồi đúng rồi chị ơi, ngọc đẹp mà. Đó, chị đẹp của em thích mẫu này thì bảo em. Dây chuyền 100 chị ơi nha, dây chuyền 100 giùm em luôn ạ. 950 chục ngàn đồng mã dây chuyền 100 chị ơi, chị thích mẫu dây chuyền 100 không? Đang có mẫu dây chuyền 117 nè chị, mẫu này đang sale còn 1.250.000. Đó, mẫu này bên em đang sale còn 1.250.000, chiều coi 117 nè chị. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn 117 chị ơi, 1.250.000. Đó, mẫu này hình bốn cánh mới chơi đẹp nha. Hình bốn cánh mẫu này đẹp nha mọi người nha. Bốn cánh giùm em luôn mới chơi, giá đang sale còn 1.250.000. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin cái phản hồi luôn nha. Đây, đẹp lắm, 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm giùm em. Ai ưng mẫu thì comment em chút đơn nha, vừa đẹp mà vừa sang nữa chị ơi. Đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người. Ai ưng mẫu này thì bảo em. Dây bạc to. Chị ơi dây bạc bên em bự bi lớn là to nhất rồi này chị ơi. Như chị sen đào nha, dây bạc của em là thể loại này là bự nhất rồi đấy chị. Cái dây của em thể loại này nó bự nhất rồi chị ơi, không có to hơn nữa nha chị ơi. Đó, dây em đang đeo là dây công khế to nhất bên em rồi đó chị. Dây công khế to nhất bên em rồi đó chị. Nha, mẫu dây bên em thì là mẫu này là to nhất rồi. Tại vì bên em chủ yếu là bán ngọc trai, không phải là bán bạc mấy chị ơi. Đó, dây bên em là mẫu ok nhất rồi đó chị ơi. Dây em đang đeo là 1.250.000 chị Minh Thúy ơi. Dây em đang đeo mã sản phẩm là 117 nha, giá sale còn 1.250.000 đồng giùm em luôn chị. Ngọc trai nuôi nước mặn tại đảo Ngọc Phú Quốc chị ơi, kết hợp với bạc Y925. Rồi dây chuyền mã 117 giùm em luôn chiều coi, giá đang sale còn 1.250.000. Đó, chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin cái phản hồi luôn nha, 1.250.000 đồng giùm em luôn ạ. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn chị ơi. Đó, vừa đẹp mà vừa xinh luôn nha. Đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người. 117 kèm số điện thoại em chốt đơn, dây chuyền mã 117 kèm số điện thoại em chốt đơn. À, có vòng tay không hả? Có trượt nha. Em có vòng tay gì của em nha. Em có vòng tay ngọc trai rồi, để em lên mẫu chị xem ha. Rồi em lên mẫu vòng tay ngọc trai nha. Chị đẹp của em ưng mẫu nào bảo em nha. Em lên hết mấy mẫu dây chuyền đó chị. Ưng được mẫu nào thì bình luận giùm em. Rồi chị Minh Thúy lấy dây chuyền 117 nè. Em tặng cho mình là hũ vàng và cây lăn massage chuột ơi. Đơn hàng từ 1 triệu trở lên em tặng cho mình hũ vàng với cây lăn massage nha. Nghe chị đẹp ơi, rất là đẹp luôn, cái hũ vàng để trưng cái cây lăn massage để mình chăm sóc sức khỏe mới chơi nha. Rồi cảm ơn chị gái luôn nha, em lên vòng tay ngọc trai cho chị sen đào luôn nè.
Đây chị gái nha, vòng tay ngọc trai thì cũng có nhiều thể loại chị ơi, em có vòng tay ngọc giọt này chị, mẫu này có 500.000. Đó, vòng tay ngọc giọt nước bên em đang sale cho mình luôn còn 500, 700 sale giảm còn 500. Đây chị gái của em nè. Đó, em có màu này là màu trắng ánh hồng chưa? Vòng tay giọt là 500.000. Đó, vòng tay ngọc giọt là 500.000 đồng chưa coi. Em có giọt tím này chị, giọt tím cũng 500 luôn nha. Rồi giọt ánh cam cũng 500.000 đồng luôn chơi, ngọc trai nuôi nước mặn tại Phú Quốc. Đó, bên trong em xỏ cho mấy chị gái là bằng lõi dây cáp nhật cực kỳ chắc chắn luôn nha mọi người. Bên trong được xỏ bằng lõi dây cáp nhật cực kỳ chắc chắn luôn mọi người nha. Giá đang sale cho mình luôn còn 500.000 đồng một cái vòng tay. 500.000 đồng một cái vòng tay ngọc trai chị đẹp của em nha. 500.000 đồng một cái vòng tay ngọc trai giùm em luôn. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi nha. Đó, 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn. Dây vòng tay ngọc trai giá đang sale còn 500.000 một vòng. Đó, ngọc giọt nước nha chị ơi, thích màu nào thì bảo em. Ngoài ra em còn có vòng tay ngọc tròn nè chị. Vòng tay B8 ngọc tròn đều đẹp giùm em luôn chơi. Mẫu này 2.1 triệu, sale còn 1.4 triệu. Đó, vòng tay hàng B là ngọc tròn đẹp mấy chơi. Mình có thể test thử ngọc trai mấy chị. Mình lấy hai viên ngọc trai các chị ma sát lại giùm em. Nó cho ra một lớp bột ngọc trai mấy chùa coi, đó là ngọc trai thật. Còn chị đẹp nào mua hàng nhựa, hàng giả, hàng kém chất lượng nó sẽ không có lớp bột ngọc trai như thế này nha các chị gái ha. Lao qua cái viên ngọc giùm em luôn là xong. Rồi vòng tay B8 1.4 triệu giùm em luôn mấy chơi. Vòng tay B8 1.400.000. Chị đẹp nào có em thích mẫu vòng tay B8 thì bảo em nha, 1.4 triệu chị đẹp ơi. Đây là vòng tay ngọc trai nuôi nước mặn tại Phú Quốc nha. Mấy chị mua sản phẩm bên em, bên em xỏ cho mấy chị bằng lõi dây cáp nhật mới chơi. Đa phần những nơi khác người ta xỏ bằng dây gân, dây chỉ đúng không? Song long bên em được xỏ bằng lõi dây cáp nhật mới chơi, đeo rất là bền luôn nha mọi người. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. Trời ơi đẹp nè chị ơi. Em có hàng A nè chuột ơi, vòng tay hàng A là 2.2 triệu nha. Đó, đẹp nhất là hàng A 2.2 triệu chuột ơi. Rồi đây em có lắc tay nữa nè chị. Đó, lắc tay em đang đeo là 1.5 triệu chị ơi. Lắc ngọc trai là 1.5 triệu nha. Em lấy dây đeo cổ. Dây đeo cổ chị lấy loại nào chuột ơi? Chuột cỏ em đang đeo là 3 triệu một dây này chị. Nó có luôn cái mặt ngọc trai chuột ơi. Đấy, chị thích cổ có mặt hay là không có mặt nè chị, sen đào nè. Chủ cổ em đang đeo là chủ cổ có luôn cái mặt ngọc trai chùa coi, giá đang sale cho mình còn 3 triệu một dây. Dòng cổ em đang đeo là dòng cổ 8009 chưa, giá đang sale còn 3 triệu ạ. Viên ngọc trai quá là viên ngọc trai màu trắng ánh hồng dùm em luôn chùa coi, 3 triệu một cái chủ cổ em đang đeo. Đây em lấy dây cổ nè, mẫu này đúng không ạ? 3 triệu một cái chủ cổ em đang đeo chị sen đào ơi, comment là 8009 kèm số điện thoại dùm em. Đó, 8009 kèm số điện thoại em chốt đơn, 3 triệu một dây giùm em nha, có luôn cái mặt ngọc trai. Đó, có luôn cái mặt ngọc trai chị ạ nha. Ngoài ra em còn có những cái mẫu này không có cái mặt này chị. Đây chị đẹp nha, mẫu em đang đeo là nó có luôn cái mặt ngọc trai chị ơi, giá đang sale cho mình luôn á chị. Đây em có những cái mẫu này không có cái mặt này chị, em có mẫu không có mặt luôn. Đây chị đẹp của em nha. Bông em đang đeo là 799.000 chuột ơi, bông em đang đeo là 799.000 chị, bông 203. Đó, mẫu này đang sale còn 799.000 đồng chuột nha. Viên ngọc trai màu trắng ánh hồng, ngọc trai kết hợp với bạc luôn, ngọc toàn ten này chị, 203, 799.000. Đó, chị đẹp của em ưng mẫu nào comment cho em xin luôn cái số điện thoại nha. Mình ưng mẫu nào cho bé Hoài xin số điện thoại chốt đơn. Bông em đang đeo là 799.000 đồng, bông toàn ten chị ơi, ngọc trai kết hợp với bạc nha. Đó, còn mẫu bên này là bông tai ôm tai nè, bông móc câu chị đẹp. Đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em nha. Móc câu đang đeo là 560.000. Đó, móc câu đang đeo là 560.000 chị nha. Có bông tai, có vòng tai, có lắc tai luôn chị ơi. Đó, ưng mẫu thì cho em xin phản hồi ha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em. Bông em đang đeo là 799.000 chị đẹp. Đó, chị ưng mẫu nào cho em xin phản hồi nha. Chị ưng mẫu nào cho em xin phản hồi ạ. Chị Minh Anh lấy dòng cổ 8009 em đang đeo nè, có 3 triệu dây rồi chị.
đó, 203 khóa cài hả? Đúng rồi Chuột ơi, nhẫn nhẫn NT06 bao nhiêu? NT60 chị ơi, nhẫn NT60 đang sale cho mình luôn á chị. NT60 là 1,8 triệu chị gái ơi. NT60 đang sale còn 1,8 triệu đồng Chuột ơi, NT60. NT60 đang sale cho mình luôn còn 1,8 triệu đồng chiều coi nhẫn NT60 à. Đó, nhẫn hàng mình được mở ra, được kiểm tra đeo thử giùm em. NT60 đang sale còn 1,6 triệu. 1,8 triệu chứ. Đó, chị đẹp của em, chị lấy dòng cổ, chị lấy loại nào chuột á? Chị lấy dòng cổ là chị lấy loại nào? À, chị chưa lấy dòng cổ nữa, em không biết chị lấy loại nào, không có chị hỏi bông rồi, cuối cùng chị lấy cái gì nè cho em bé Hoài xin cái phản hồi nha. Rồi chị lấy mẫu nào cho em xin các bạn hồi luôn nha chị ơi, kiểm tra xong thanh toán nha, quá đẹp luôn chị gái nè. Đó, chị Sen nào thích mẫu nào bảo em luôn, em lấy dây cổ rồi bông tai sao, cuối cùng biết lấy cái gì luôn, nhắn tin vô mua hàng mua cái gì chị ơi. Đó, mua cái gì thì bảo em. Rồi em lên mẫu tiếp theo cho chị lựa nha. Đây chị của em nè. Đó, chị Sen Đào mình lấy mẫu nào chị đẹp của em? Chị lấy à, chắc lấy dây chuyền quá. Coi bông tai hả? Rồi ok chị đẹp nha, chị muốn em lên bông toàn ten hay sát tai ạ? À? Chị thích mẫu bông toàn ten hay sát tai, bé Hoài lên mẫu cho mình luôn chị Hạnh Phạm ơi. Bông toàn ten hay sát tai bình luận nha chị gái nha. Đây em có đủ mẫu hết luôn chị ơi, chị thích bông toàn ten hay bông sát tai, bé Hoài lên mẫu cho. Đây em có bông tai 210 mấy chị, mẫu này đang sale còn 560.000. 210 giá đang sale cho mình luôn còn 560.000 đồng mọi người nha, chúc dặn sát tai. Đó, chút dặn sát tay dùm em luôn mọi người nha, 560.000 đồng dùm em luôn mấy chị. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử dùm em luôn nha, 210 dùm em luôn chơi, 560.000 dùm em ạ. À, bông em có đủ loại chơi, bông toàn ten, bông sát tay này chị đẹp của em thích thể loại nào bình luận cho em nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử dùm em luôn chị gái của em nè. Đó, vừa đẹp mà vừa sang luôn nha chị đẹp ơi, ưng mẫu bảo em. Em nhận bông tai rồi, đẹp lắm nha. Rồi ok, cảm ơn chị nha. Ok, chị Nguyễn Thắm luôn nè. Sao chị đẹp của em bữa nay cũng ủng hộ em Hoài thêm sản phẩm gì không? Báo em nha, em lên mẫu cho. Đó, 210 giá sale còn 560.000. Chị ơi, 560.000 đồng giùm em ha. Rồi nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn mọi người nha. Rồi em có bông tai mấy chị cả nha. Ai bông tai rất chi là nhiều mẫu luôn, thích thể loại nào bảo em. Bông tai 166 chuột ơi, sáng như chân rồng. Đó, nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm giùm em luôn nha mọi người nha. Đây chị Nguyễn Thắm lấy bông tai rồi, còn thiếu nhẫn, còn thiếu dây chuyền nè, chị có lấy đi mẫu nào thì bảo em. Có dây chuyền nào sale cỡ 500 không? Có chị đẹp ơi, đây 500 ngàn nè chị. Hôm bữa mình mua cái mẫu bông tai giọt nước đúng không? Bữa nay mình lấy luôn dây chuyền giọt nước là đẹp luôn. Đây dây chuyền 25 giá sale còn 500 nè chị. Đó, giá sale còn 500 chuột ơi. Bữa hổm mình lấy bông tai, bữa nay mình lụm luôn cộng dây chuyền là cùng tông luôn nha chị nha. Đó, ngọc trai nuôi kết hợp với bạc giùm em luôn chị nha. Mẫu này 500 ngàn này chị, dây 25. Dây 25 giá sale cho mình luôn còn 500 ngàn đồng chuột ơi. 500 ngàn đồng sợi dây chuyền 25 nè. Đó, ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn chuột ơi. Dây 25 500 ngàn. Đó, hoặc là dây 45 này chị, 500 ngàn đồng giùm em luôn. Mẫu này mình đeo chung với cái bông tai là đẹp luôn á chị. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn chị gái ơi. Đó, đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người. Chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì bảo em.
Dạ chị ơi, sản phẩm bên em là ngọc trai nu kết hợp với bạc y 925 á chị, đeo không đen không xỉn không kích thích da nha. Hàng bên em bảo hành tặng 3 năm chị đẹp nha. Mình có mua hàng bên em rồi mà lo gì nè. Đó, sản phẩm bên em đeo không đen không xỉn không kích thích da, hàng bảo hành 3 năm người đẹp. Bảo hành sản phẩm tặng 3 năm chị cả nha, yên tâm giùm em. Đây hai cái mẫu dây chuyền này giống cái bông tai hôm bữa của chị này, chị thích dây nào em đeo thử cho. Dây 25 nó không có cái hoa nha, dây 45 thì nó có cái hoa nhỏ nhỏ. Chị thích dây nào? Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn chị cả nha. Dây chuyền 45 là 500.000, còn mẫu 25 là 500 luôn chị ơi. Đó, 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha chị ha. Sao chị đẹp của em ưng mẫu thì bảo em nha, thích dây nào chị em đeo thử cho. Đó chị Hạnh ơi, thích bông sát tay nào bảo em nha. Trời ơi, sát tay nó có nhiều loại lắm á chị, chút cài chút đẩy chút giận luôn, đẹp lắm. Rồi lấy dây cái hoa nha chị ơi. Đó, ok chị đẹp luôn, 500 gửi đi chị cũ nha. Gửi địa chỉ cũ luôn nha chị Hụt ơi, dây chuyền 45 500.000. Đó, dây chuyền 45 500.000 đồng giùm em luôn chị Hụt, em gửi địa chỉ cũ nha chị. Rồi comment ok gửi luôn nè, toàn nó đẹp mấy chị ơi, 500.000 đồng giùm em. Đó, có loại dây khác không? Dạ không chị Hụt ơi, bên em đúng loại dây công khế thôi mấy chị. Bên em chỉ có dây công khế thôi chị Hụt ơi, là dây chịu công nha. Rồi em tặng cho chị Thắm hai phần quà luôn nha chị ơi, dây 45 kèm số điện thoại bé Hoài chốt đơn, 500.000 free ship luôn. Đó, 500.000 đồng miễn ship kèm quà luôn nha chị ơi. Rồi em tặng chị Thắm hai quà luôn nha, mặt Phật Di Lạc vòng tay lưu thống nè, cảm ơn chị đẹp. Chị mới nhận được bông đẹp lắm em ơi, ok cảm ơn chị Mỹ Linh nha. Rồi dây 45 em đang đeo là 500 nè, còn chị đẹp nào chốt bảo em nha, đẹp lắm, tại mới mua. Rồi ok yên tâm chị nha, không sao đâu chị. Bên em bán hàng 20 năm rồi, uy tín chất lượng luôn luôn đứng đầu, sản phẩm thì bao đẹp nha mọi người nha. Đó, đeo rất là bền luôn chị gái ơi. Rồi dây 45 500.000, còn chị đẹp nào chốt nữa bảo em. Đó, em đang đeo là dài 45 xăng mọi người nha, 45 là chuẩn size mấy chị. Còn chị đẹp nào mà tròn ngừ hơn mấy chị ơi, mình có thể lấy cái mẫu khác, mình lấy dây 50 mấy chị. Mẫu này 45 là đeo đẹp ha. Rồi chị Cẩm Tú có lấy dây chuyền 45 báo em nha. Dây nhà em có loại một và chiều coi, dây công khế cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, dây bên em là dây công khế cực kỳ chắc chắn luôn, chiều coi 500.000 đồng sợi chuyền 45. Viên ngọc trai giọt nước 9 ly giùm em luôn chị Hụt của em nha. Ưng mẫu thì comment em chút đơn. Thì sao chị Tú lấy mẫu này chơi bé Hoài xin phản hồi luôn nha chị đẹp. Đó, 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha chị ơi. Quá xinh luôn mấy chị. Dây 45 500 nha chị Tú nha. Đó, bên em có một loại dây còn không, khỏi lấy dây chị, lấy mặt thôi. Đó, lấy mặt thôi chiều coi, cái mặt là 400 nha mọi người, cái mặt không là 400. Đó, cái mặt không là 400 chiều coi, cả dây cả mặt là 500 mấy chị, lấy cả dây cả mặt đi mấy chị, bỏ 100 ra. Mình ra tiệm bạc không mua được cộng dây chuyền này với giá 100.000 đâu mấy chị nha mọi người nha, cho nên các chị tranh thủ nha. Rồi chị Từ Tâm lấy dây chuyền 45 nè, hai quà luôn chị Hụt ơi. Mẫu này 60kg quay đầu đeo đẹp nha mọi người. Dây 45 thì tầm khoảng 60kg quay đầu là đeo đẹp nha. Còn chị đẹp nào 70-80kg lấy mẫu bự giùm em ha. Đó, mẫu này mấy chị nhỏ, mấy chị bự người là đeo không có đẹp nha. Rồi còn chị đẹp nào có em ưng mẫu thì bảo em ha. Sang quá mấy chơi. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn chị gái ơi. Sao tặng mặt mà không tặng dây đeo chị? Dạ trời, công ty tặng mặt thôi chị ơi, không có tặng dây chị Hụt ơi. Đó, tặng mặt thôi, không có tặng dây. Đó, cái này là công ty tặng chị Hụt ơi, không phải em tặng đâu. Công ty tặng không phải em tặng nha. Rồi, cảm ơn chị đẹp luôn nè. Rồi, còn chị đẹp nào thích dây chuyền thì bảo em nha. Dây 45 chị Hụt ơi, em có mẫu này bự hơn xíu với chị, dây 40 nè. Dây mã sản phẩm là 40 nha, 700.000 đồng thôi mấy chị ơi. Đó, mẫu này thì giá mềm mấy chị Hụt ơi, em có dây dài nha. Mẫu này em có dây 4 tấc rưỡi, dây 5 tấc luôn. Đây mẫu 40 mọi người nha. Mẫu này 11 12 ly mấy chị. Đó, mấy chị đeo nó sẽ ok hơn mọi người nha. Đây vừa đẹp mà vừa xinh luôn, đơn giản mấy chị ơi. Mẫu kiểu hình cái lá nè.
Rồi mẫu này bên em đang sale cho mình luôn mọi người nha. Đó, 700 ngàn đồng sợi dây chuyền 40. Dây 40 kèm số điện thoại em chốt đơn nha, 700 ngàn đồng một dây giùm em luôn chị đẹp ơi. Đó, nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha. Mẫu này thì giá mềm thôi mấy chị ơi, giá mềm ha. Đó, giá mềm giùm em luôn mọi người nha. Rồi dây 45 cho chị Hoàng Quy nha, chị 54 kg, ok đeo đẹp nha. 60 kg quay đầu là đeo đẹp mấy chị. Đó, còn chị đẹp nào mà to ký hơn thì mình lấy mẫu dây to nha mọi người. Rồi nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em nha. Còn chị đẹp nào chốt đơn thì báo em nha. Quá đẹp. Rồi đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải là nhận hàng nha mọi người nha. Rồi ai ủng mẫu này thì cho em xin cái phản hồi luôn. Đó, 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn nha mọi người. Còn ai thích dây chuyền thì thông báo em nha, chị Minh Nguyễn lấy dây 45 luôn nè, có 500 ngàn mấy chị. Đó, còn đây là mẫu 40 nha, mẫu này 700, mẫu này to hơn. Đó, ai thích to hơn lấy to hơn một xíu ha. Rồi nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn. Quá xinh luôn mấy chị. Muốn sang thì bắt cầu kiều, mà muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em. Đây mẫu này cũng đẹp đấy mấy chị gái nha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha mọi người. Đó, 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn chị gái nha. Đó, quá sang luôn mấy chị, muốn sang thì bắt cầu kìa, mà muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin cái phản hồi luôn nha mấy chị. Đó, đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người. Đó, vừa đẹp mà vừa xinh giùm em luôn chị gái nha. Ai ưng mẫu đi comment em chút đơn. Đang sang luôn mấy chị ơi, dây chuyền 122. Rồi qua mẫu dây chuyền luôn nha. Còn ai thích dây chuyền nữa không? Ai thích dây chuyền nữa thì bình luận em chút đơn. Đó, còn mấy chị đẹp nào nha, còn mấy chị đẹp nào của em mà chị xem lại dây 40 hả? Ok chị đẹp luôn. Dạ chị ơi, chất liệu là ngọc trai kết hợp với bạc chị ơi. Ngọc trai nuôi kết hợp với bạc giùm em luôn ạ. À, đây dây 40 700 ngàn đồng chị ơi, 40 700. Ngọc trai nuôi kết hợp với bạc giùm em luôn chị ơi. Đó, dây 40 là 700 nè, 117 là 1.250.000. Đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em luôn nha mọi người. Còn chị đẹp nào ưng mẫu thì báo em. Rồi dây 40 là 700 nha chị Văn Ngô ơi. Đó chị Kim Thiên ngưng mẫu nào thì comment giùm em nha. Dây 40 là 700 chược ơi, đây 40 là mẫu này nè. Đó 700 ngàn đồng giùm em mọi người nha. Đó dây em có dây 45 xăng 50 xăng mấy chị. Rồi chị đẹp nào thích dây chuyền 40 thì comment giùm em. Kiểm tra xong thanh toán các chị ơi. Đó chị Thiên Kim của em thích mẫu nào thì bảo em. À, chị muốn làm dài hơn xíu có được không em? Được chị gái ơi. Đó, được luôn nha chị Quốc ơi, muốn làm dài hơn xíu cũng được luôn ạ. À, không có thêm phí nha chị ơi. Làm dài hơn xíu cũng được chứ không thêm phí nha. Rồi chị đẹp nào có em thích mẫu dây chuyền nào báo em luôn nè. Chị Kim Thiên nè, thích mẫu nào chị đẹp? Đó, dây chuyền em có nhiều mẫu lắm. Chất liệu là ngọc trai nuôi kết hợp với bạc nha. Mình thích dây nào để bé Hoài đeo thử cho. Đó, con bé đang like nó đang là 60 cân mọi người ơi. Con bé đang like nó tròn quay em mấy chị Quốc ơi. À, chị Văn Ngô lấy dây chuyền 40, ok chị đẹp luôn nha. Chị Mỹ lấy dây chuyền 40 luôn nè, ok chị gái luôn, đeo thử cho chị xem nha. Dây 40 là 700, mấy chơi mẫu này giá mềm.
Đó, giá mềm dùm em luôn mọi người nha, 40 là 700 ngàn đồng dùm em luôn, mẫu này giá mềm mấy chị. Ngọc trai kết hợp với bạc chị ơi, giá mềm mại dùm em luôn nha. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán dùm em luôn nha chị ha. Có ai ưng mẫu này thì báo em. Bên em là cơ sở Ngọc Trai Song Long đang ở Phú Quốc, Kiên Giang mọi người nha. Ngọc Trai nuôi nước mặn tại đảo Ngọc luôn nè. Đó, còn chị gái nào có em thích mẫu dây chuyền 40 thì bảo em. Tờ nó có 700 ngàn mấy chị ơi. Được tặng hai phần quà nữa nha mọi người. 700 ngàn đồng sợi dây chuyền em đang đeo. Chị Bảo Vy 1 dây, chị Mỹ 1 dây, chị Văn Ngô 1 dây. Còn ai chút nữa bảo em nha. Chất liệu là Ngọc Trai kết hợp với bạc ý 925 mấy chị. Bạc đeo không đen, không xỉn màu và không kích tính vàng. Ôi em còn hơn, 60 phút nữa em hết giờ like mấy chị ơi. Hơn 60 phút nữa thôi là Song Long hết giờ sale nha mọi người. Đó, các chị đẹp của em thì tranh thủ chút đơn nha. Ưng mẫu thì tranh thủ chút đơn giùm em nha. Em còn tầm khoảng hơn 60 phút nữa thôi là bé Hoài kết thúc chương trình sale nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán giùm em luôn nha chị gái ha. Đang dây 40 giùm em luôn mọi người nha. Đó, đang sale cho mình luôn còn 400 ngàn. Chị đẹp của em ưng mẫu nào thì cho em xin cái phản hồi luôn. Đây dây chuyền 117 đang sale còn 1.250.000 luôn. Đó 117 trái đang sale cho mình luôn còn 1.250.000 đồng cái chuột ơi. Đó mẫu này là viên ngọc trai 12 ly mấy chị đeo rất là sang. Ngọc trai 12 ly, ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn chị gái ơi. Ngọc trai nuôi kết hợp với bạc ý 925, đeo không đen không kích đứng da. Chị Thu lấy dây chuyền 40 thì chị cũ lấy dây 50 xăng ok chị Thu nha. Rồi còn chị đẹp nào chốt dây chuyền nữa thì bình luận cho em luôn. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán mấy chị gái ha. Rồi còn ai muốn em lên cái gì nữa thì bình luận em lên mẫu nha. Đó em đang đeo là dây chuyền mã 120 chuột ơi, đang sale cho mình luôn nha mấy chị, 1.250. 1.250.000 đồng giùm em luôn chị ơi, 1.250.000 đồng giùm em luôn nha chị. Chị đẹp của em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi ha. Đúng mẫu như trên like mấy chị mới phải nhận hàng giùm em luôn, qua mẫu mấy chị ơi. Đó em lên hết dây chuyền đó, còn ai thích cái gì nữa comment nha. Mấy chị cứ bình luận thoải mái mọi người nha, để em lên mẫu cho. Đó em là không biết đường lên mẫu đó mấy chị, nhiều mẫu lắm nè, ngọc trai hay là kim cương moissanite là em có đủ hết nha. Kim cương moissanite thì em cũng có mẫu luôn, ngọc trai kết hợp với bạc, ngọc trai kết hợp với vàng nha, đầy đủ sản phẩm cho mọi người. Chị đẹp nào có em quan tâm sản phẩm nào thì nhớ nói em để em lên mẫu cho mấy chị lựa ha. Em còn tầm khoảng hơn 60 phút nữa thôi là em offline rồi nha mọi người nha. Đó, chị Thiên Kim có thích dây chuyền thì bảo em, chị cao và nặng bao nhiêu em tư vấn cái mẫu dây chuyền cho mình vừa vừa thôi chị đẹp. Dây chuyền thì nó có nhiều loại lắm. Rồi em qua mẫu dây chuyền nha mọi người nha. Dây moissanite nhiêu hả? Rồi em lên dây moissanite cho chị lựa nha. Đủ giá hết chuột ơi. Đây em có mẫu kim cương moissanite mọi người nha. Đây mẫu này đẹp nè mấy chị ơi. Đó, kim cương moissanite kết hợp với bạc giùm em luôn mọi người nha. Mã 321 mấy chị. Đó, rất là đẹp giùm em luôn. Hoài ơi, em có bán thiếu không? Mê trai quá mà hết tiền ha ha. Mê thiệt luôn á chị Hằng ơi. Đó, chị Hằng đam mê cái chủ cổ Hằng Nga chứ gì. Đó, lụm luôn chị Hằng ơi, đẹp mà. Rồi mỗi em đang cầm trên tay là kim cương moissanite 321 chiều cơ viên trụ 7 ly rưỡi nha. Giá sale cho mình còn 1.550.000. Đó giá sale cho mình luôn còn 1.550.000 đồng chiều cơ. Dây chuyền kim cương moissanite. Kim cương moissanite được ví như là kim cương nhân tạo mấy chị gái ơi. Nó có đầy đủ các thành phần của kim cương mấy chị gái nha. Nhưng mà đều độ cứng của nó thua kim cương mấy chị. Kim cương thì độ cứng nó 10 mo, còn moissanite thì nó chỉ có 9,5 mo thôi. Nha mọi người ha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì báo em luôn. Đó, 321 kèm số điện thoại em chút đơn có 1.550.000 mới chơi, 1.550.000. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn mọi người nha, 1.550.000 mới chị. Đó, chị gái nào ưng mẫu này thì comment em chút đơn. Đây em có kim cương moissanite 320 rồi mấy chị, giá đang sale cho mình luôn còn 1.550.000 đồng luôn nè chị đẹp. Nhận hàng các chị được mở ra, được kiểm tra, được đeo thử nha, kim cương moissanite là có kiểm định đi kèm. Nha mọi người nha, các chị mua là có kiểm định đi kèm các chị gái ơi. Nhận hàng mình được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn nha mấy chị. Đó, đúng mẫu như trên like mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha chị ơi. Trời ơi, moissanite lấp lánh nhìn mê quá em, đúng rồi chùa coi nó như là kim cương vậy đó chị.
đeo lên đẹp lắm nha, em có bông, có nhẫn, có dây chuyền luôn nha mọi người. Đó, chị đẹp nào thích bông, thích nhẫn thì đó, báo em nha. Mặt có kèm dây chị Quốc ơi, mặt có kèm dây giùm em luôn nha chị ơi. Giá đang sale cho mình luôn, còn 1.550.000. Mặt có kèm dây luôn nha chị ơi. Rồi, nhận hàng được, kiểm tra được, đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em nha mọi người. Đó, đúng mẫu như trên line mới phải nhận hàng giùm em nha. 320 kèm số điện thoại em chốt đơn. Đây em có mẫu hình vuông vuông ở đây mấy chị. Đó, kim cương Moissanite 315 mẫu hình vuông vuông, giá đang sale cho mình còn 1.450.000 đồng nha chị Cục ơi. Bảo hành sản phẩm 3 năm được, kiểm tra được, đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn chị. Đây là kim cương Moissanite 315 chị ơi, 315 giùm em luôn nè. 1.450.000 giùm em luôn nha. Mặt là có kèm dây nha. Em ơi, chị nhận được bông và nhẫn rồi, rất đẹp, rất ưng ý, chị cảm ơn em gái rồi. Em cảm ơn chị Lê Kim Luyến nè. Ok chị đẹp nha, cảm ơn chị đẹp rất là nhiều luôn. Đó, sao bữa nay có muốn ủng hộ em Hoài cái sản phẩm gì không chị Quốc ơi? Như chị Lê Kim Luyến nè, có muốn ủng hộ em Hoài cái sản phẩm gì không chị gái ơi? Mới nhận bông với nhẫn à, bữa nay mua ủng hộ em gái cộng di truyền chị đẹp ơi, mới quề nha. Đó, hôm nay mua ủng hộ em cộng di truyền nữa cho nó quề nè. Đó, bữa giờ mua đơn mà chưa mua của bé Hoài đúng không? Rồi còn chị đẹp nào ưng mẫu nào nữa thì báo em nha. Đó, em like từ 6 giờ chiều tới 10 giờ tối mỗi ngày nha mọi người. 6 giờ chiều tới 10 giờ tối mỗi ngày cái chị gái ơi. Rồi ai ưng mẫu thì báo em luôn. Đây 3322 này mấy chị. 322 giùm em luôn mọi người nha, giá sale cho mình còn 1.550.000. Nhận hàng được, kiểm tra được, đeo thử giùm em luôn chị gái ơi. Đây là chị lấy thêm cái cọng dây chuyền này cho nó cùng tông luôn nè chị Quốc ơi. Đó, dây chuyền 94 nè chị. Đó, dây chuyền 94 chị Quốc ơi, hôm bữa mình mua bông với nhẫn rồi. Bữa nay mình lấy thêm cọng dây chuyền này nữa là cùng tông luôn nha chị gái ơi. Đó, dây chuyền đang sale còn có 1.299.000 nè chị, nó cùng tông với cái bông và cái nhẫn luôn nha chị nha. Đó, bông của mình là 229 nè, 599.000. Đó, nhẫn của mình là 745.750 nè. Mình lấy thêm cộng dây chuyền nữa là cùng tông luôn nha chơi, nó là nguyên bộ luôn á chị. Sang chưa? Đó, có dây chuyền nữa là mới đủ đẳng cấp nha chị ơi, có dây chuyền nữa là đủ đẳng cấp luôn chị. Dây chuyền nó chỉ có 1.299.000 đồng thôi nha người đẹp ơi. Dây chuyền nó chỉ có 1.299.000 đồng thôi chị gái của em ơi, mấy chị thả tim thả like nhiều nhiều cho em nè. Bữa nay tim like yếu quá mấy chị ơi, tim like yếu quá mọi người ơi. Đó, chị đẹp của em thích mẫu nào bảo em nha. Nhẫn 750, dây chuyền 1.299, bông tai là 599.000, 229 nè. Lấy thêm cộng dây nữa là quá trùng đẹp, là quá đẹp luôn chị ơi. Dây chuyền mã 94, đeo thử luôn nha. Rồi, chị đẹp của em ưng mẫu thì bảo em luôn nha. Chị Thu Hà có lấy mẫu 322 thì comment số điện thoại luôn chị đẹp ơi. 322 mẫu đó đúng đỉnh luôn. Đó, em có dây 50 xăng luôn nha chị ơi. Dây chuyền 94 thay ngọc màu cam gửi cho chị họ rồi. Ok chị đẹp của em luôn. Đó, thích đổi màu em đổi màu cho chị. Được, thoải mái chị gái nha. Rồi đây chị gái ơi, dây chuyền 94 này chị 1.299.000 đẹp không? Sang chị ơi. Đó, mình đeo chung với hai cái mẫu kia là cùng tông, cùng bộ, cùng size, cùng kiểu luôn chị ơi. Rồi có lấy thêm cộng dây chuyền thì bảo em gái nha, có 1.299.000 à chị. Nha chị đẹp của em nha. Đó, chị mới nhận hàng rồi, có ơn thì em gọi đi chị cũ cho. Mặt không bao nhiêu? Mặt không là 1.199.000 chị. Cái mặt không là 1.199.000 đồng chị đẹp ơi. Cái mặt không là 1.199.000 nha chị gái của em nha. Cái mặt không thì được giảm thêm 100 nữa chị. Quà tặng vẫn là quà xịn nha, được tặng hũ vàng và một cây lăn massage. Đó, quà tặng thì vẫn là quà xịn giùm em luôn chị, một hũ vàng và một cây lăn massage. Đó, chị lấy cái mặt là 1.199.000. Đó, có 1.199.000 một cái mặt là chị, nhưng mà lấy luôn cộng dây đi. Đó, lấy luôn cộng dây chị Quốc ơi, cái cộng dây chuyền mà mình cầm 100.000 ra tiệm bạc không mua được cộng dây chuyền này đâu mấy chị. Nha. Rồi chị đẹp của em ưng mẫu thì bảo em nha, chị Ngọc Mai lấy dây chuyền Moissanite 322 1.550, mẫu đó bự thiệt ha. Bự to đẹp luôn. Ok chị đẹp luôn nè. Đó, chị gái của em có ưng mẫu này thì bảo em chị Kim Luyến ơi. Tự nhiên đang bình luận trên like nhảy vô tin nhắn chị đẹp. Rồi, có đơn là có quà xịn luôn nha chị ơi. Ưng mẫu thì comment cho em nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được, kiểm tra đeo thử giùm em.
Đó, em đang đeo là mẫu dây chuyền 94, 1.299.000. Chị đẹp nào lấy mặt là 1.199.000 đồng giùm em nha. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn chị ơi. Quá chừng xinh luôn chị. Được kiểm tra đeo thử giùm em luôn nha. Chị đẹp của em có lấy mẫu này thì báo nha. Đó, lấy luôn cái mặt, lấy luôn cọng dây đi chị ơi. Có 1.299.000 nè. Đây dây 94 nha mọi người. Dây chuyền 94 kèm số điện thoại cho em luôn. Dây ngọc 11, 12 ly nha mấy chị. Đó, dây ngọc là 11, 12 ly giùm em luôn nha chị ơi. 11, 12 ly luôn. Đây chị của coi 1.299.000. Cả dây cả mặt. Lấy cái mặt là 1.199.000 nha. Ba đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em. Hoặc là muốn giá mềm hơn lấy 103. Đó, 103 thì giá nó mềm hơn chùa coi. 1.1 triệu một giây, lấy cái mặt là 1.000.000. 1.1 triệu một giây, lấy cái mặt là 1.000.000 nha. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này cho em xin bình luận luôn nha chị gái ơi. Kiểm tra xong thanh toán nha. Đây 103 nè chuột ơi. Mẫu này đó, giá nó mềm hơn nè chị. Mẫu này 1.000.000. Đó, lấy cái mặt là 1.000.000 nha. Cả dây cả mặt là 1.1 triệu. Lấy cái mặt là 1.000.000 giùm em. Rồi chị gái nào có em thích dây chuyền 103 thì comment giùm em luôn ha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử luôn. Hai cái mẫu này cũng na ná giống nhau mấy chị. Dây 94 nó có hai viền ngoài, còn 103 thì nó chỉ có một viền ngoài thôi nha mọi người nha. Nó cũng na ná giống nhau mấy chị cả nha. Rồi chị Từ Tâm, bông tai hả chị? Chị thích bông sát tai hay là bông toàn ten chị coi? Đó, chị thích bông sát tai hay bông toàn ten, bé Hoài lên mẫu cho chị lựa luôn nha. Chị Công Thương lấy dây chuyền 94 là 1.299.000 đồng. Ok chị đẹp luôn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn chị gái ơi. Đó, vừa đẹp mà vừa xinh luôn nè chị. Bảo hành sản phẩm cho chị đẹp của em là 3 năm, được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha. Rồi em qua luôn nha chị gái ơi. Đó, cho chị xem dây môi 221. 221 có chị, 321 chị vừa coi mẫu này đúng không ạ? 321 chị ơi, mẫu này đang sale còn 1550 chị ơi. Mẫu này thì bao đẹp luôn. Đó, 321 chị gái nha. 321 này chị. Đó, kim cương môi xanh ai kết hợp với bạc luôn chị ơi. Viên trụ 7 ly rưỡi nè, viên trụ 7 ly rưỡi chị Vân Thúy nha. 1.550.000 đồng giùm em luôn chị ơi nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha chị ơi. Đúng mẫu như trên like mấy chị mới phải nhận hàng giùm em luôn nha chị của em nha. 321 này chị ơi, lấy mẫu này comment em chút đơn cho nè. Đó, 321 kèm số điện thoại cho em luôn chị ơi. 321, 1.550.000 đồng chị ơi. Có luôn cọng dây nha, có luôn cọng dây chị ơi. Đó, bữa giờ em biết chị me cái mẫu kim cương Mosanai mấy ngày rồi. Đó, ta nói là muốn làm đẹp là làm đẹp liền mấy chị gái ơi. Đâu mà để mấy ngày, đúng không? Bữa giờ mấy ngày rồi chị ơi, mình chưa được cái dây môi nào hết trơn này chị. 1.550.000 đồng chị Cục ơi. Viên chủ 7 ly rưỡi nha. Viên chủ 7 ly rưỡi có kiểm định đi kèm. Mẫu dây này là bao đẹp. Mẫu này là hàng độc quyền mới chưa. Độc quyền luôn. Dây em đang đeo là dây 4 tấc rưỡi nha mọi người nha. Chị đẹp nào muốn dài hơn có dây 5 tấc vô rồi luôn. 5 tấc cũng giá vậy không tốn phí nha. Nụ môi xanh ai à, chị Hồng Lam. Chị Hồng Lam bữa nay mua luôn chưa hay là đợi tới lương? Bữa nay chốt và lãnh lương là lãnh lương nhận là vừa luôn đó chị. Em gỡ 3 đến 5 ngày mới tới đó, đâu phải tới liền đâu. Rồi chị đẹp của em ưng mẫu này bảo em nha. Đó, giá đang sale cho mình còn 1.550.000 chị ơi. 1.550.000. Chị Thảo Bi lấy dây 322 luôn nè. Ok chị đẹp luôn nha. 322 như bằng giá luôn á. 1.550.000. Rồi chị đẹp của em có ưng mẫu này bảo em nha. 321 này chùa coi. 1.550.000 đồng. 321. Viên trụ 7 ly có kiểm định đi kèm. Viên trụ 7 ly có kiểm định đi kèm chị ơi. Đó, bảo hành sản phẩm là 3 năm.
viên trụ 7 ly có kiểm định đi kèm viên bảo hành sản phẩm là 3 năm nha. Rồi ưng mẫu thì comment em chút đơn chị gái ơi. Đó, cái sản phẩm này em tư vấn cho chị là hôm qua tới giờ rồi. Nghe chị buộc của em nha. Đó, mình lấy dây 5 tắc nhé. Ok chị đẹp luôn, em có dây 5 tắc cho chị luôn. Rồi cho em xin số điện thoại nha. Cho bé Hoài xin luôn số điện thoại chị đẹp nha. Cho bé Hoài xin luôn số điện thoại chốt đơn ạ. 321 chị gái ơi, quá chừng đẹp luôn. Em có dây 5 tắc cho mình luôn nha. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn nha. Rồi đây chị đẹp của em nè, kim cương nụ Moissanite 7 ly giá đang sale còn 1.8 triệu nha. 7 ly là 1.8 triệu nè. 7 ly rưỡi 1.950, còn 8 ly là 2.2 triệu. Nụ kim cương Moissanite chị Hồng Lam ơi. Rồi chị Thúy Hiền lấy một dây 321 luôn nè. Ok chị đẹp nha, em đang cầm trên tay là dây 321 mấy chị, rất là đỉnh luôn. Viên trụ 7 ly rưỡi nha, nó bự mấy chị. Cái viên trụ nó to, đeo lên sáng lắm mấy chị gái ơi, có kiểm định đi kèm luôn á. Rồi nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha. Rồi chị đẹp của em thích nụ kim cương Moissanite mấy ly? 7 ly 1.8 triệu nè, 7 ly rưỡi 1.950, còn 8 ly là 2.2 triệu, bông khóa dặn. Đó, bông là bông khóa dặn giùm em nha. Ok, em thấy số điện thoại chị Vân Thúy nha. Đó, chị được tặng quả Long Châu phát sáng ban đêm chưa coi. Long Châu nha chị ơi, đơn 2 triệu mới tặng nè, mua Moissanite là tặng luôn. Đó, Moissanite em cũng tặng luôn chị á nha. Rồi, bông tai nụ kim cương Moissanite nè, chị đẹp của em thích mẫu nào? Chị muốn em đeo mà thử mấy ly chị Hồng Lam nè. Rồi dây em đang đeo là 321 nha, có ai chốt thì comment nha. 321 viên trụ 7 ly rưỡi nha mấy chị. Rồi nụ Moissanite chị ơi, viên trụ là 7 ly nè, 1.800.000 giùm em. Chị Từ Tâm ơi, mình thích bông tai toàn tan hay sát tai, bé Hoài lên mẫu cho mình luôn nè chị. Em đang lên là kim cương môi nè chị. Chị thích bông tai ngọc trai hay là môi? Hồi nãy mới mua dây chuyền, chắc là lên ngọc trai hay sao chị ơi. Đây chị gái của em ơi, em đang đeo là 7 ly chị ơi, 1.800.000 giùm em mấy chị. Em đang đeo là kim cương nụ 7 ly, 1.800.000 giùm em. Viên trụ 7 ly giá đang sale còn 1.800.000 nha. Cái chốt là chốt bằng bạc, chốt dặn nha mọi người. Đó, chốt là chốt bằng bạc, chốt dặn giùm em chị gái của em nha. Đẹp lắm. Cộng dây đó bao nhiêu tiền em? Cộng dây em đang đeo là 1.550.000 chị ơi, kim cương môi. Nghe chưa? Kim cương môi Sanai kết hợp với bạc. Cộng dây em đang đeo là 1.550.000 đồng, miễn ship tặng Long Châu. Nghe chị Thủy nha. Hồi chưa chị Thủy hỏi bông nụ nè. Đó, hồi chưa chị Thủy hỏi bông nụ nè, có lấy bông không chị? Cộng dây em đang đeo là 1.550.000 nha mọi người. Nụ em đang đeo là 1.800.000 á, nụ kim cương 7 ly. Chút dặn phải không em? Đúng rồi chị, nụ bông chút dặn nha. Bông chút dặn ạ. Nụ kim cương môi là bông chút dặn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng, được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn nha mọi người. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin cái phản hồi luôn nha. Đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em luôn chị ơi. Đeo thử 8 ly nha chị, đây 8 ly 2.2 triệu. À, để em đeo thử 8 ly chị lựa luôn ha. Đây 8 ly là 2.2 triệu giùm em chưa ơi. 8 ly thì size nó to. Đó, đeo lên thì nó sáng luôn. Đây, kim cương nụ 8 ly giùm em chị cả nha. Kim cương nụ Moissanite 8 ly này chị. Đây em đang đeo là nụ kim cương 8 ly chị ơi, giá đang sale còn 2.2 triệu. Nụ kim cương môi 8 ly giá đang sale còn 2.2 triệu chị buộc của em nha. Đó, chị đẹp của em có ưng mẫu này thì em chốt đơn luôn cho mình chị á nha. Quá đẹp luôn chị. Chị mua hai sản phẩm em tặng cho chị là ong cốc ngậm tiền. Đó, mua hai món em tặng cho chị ong cốc xanh nha. Đây chị coi viên trụ 8 ly chị ơi, quá trừng đẹp luôn chị, sáng lấp lánh long lanh luôn nha, có kiểm định đi kèm. Kim cương môi có kiểm định đi kèm nha, 2.2 triệu cái bông nụ 8 ly chị ơi. Đó, 2.2 triệu cái bông nụ 8 ly đi chung dây chuyền là đúng đẹp rồi. Rồi nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha. Nụ kim cương và nụ ngọc trai. Đây, có hai thể loại cho chị luôn. Đó, nụ ngọc trai thì đang sale nè. Nụ ngọc trai đang sale là 400 đôi nụ 8 ly nè chị. Đó, chị lấy nụ 8 ly thì bảo em. Đây 8 ly em có đem màu trắng ánh hồng, ánh cam, ánh tím, màu xám, màu đen, 8 ly đó chị, đủ màu luôn.
sáu màu ngọc luôn. Ủa năm màu thôi, cam, trắng, tím, xám, đen, 8 ly đó chị, 400 đôi. Rồi chị Vân thiếu cái nụ kim cương thì bảo em nha, nụ kim cương đang sale cho mình luôn đó chị. Chị Quỳnh Hương lấy nụ 7 ly rưỡi nè, ok chị đẹp của em luôn nha, 7 ly rưỡi chị ơi, cảm ơn chị đẹp luôn. Hàng đẹp em mà chị nhận đeo ai cũng khen, ok cảm ơn chị Anna Kim nha. Đôi nhiêu em? Dạ nụ ngọc trai là 400 đôi nè chị, đây. Nụ ngọc trai là 400 đôi. Đó, nụ ngọc trai là 400 một đôi chuột nha. Còn nụ kim cương môi Sanai 7 ly là 1.8, 7 ly rưỡi là 1.950, 8 ly là 2.200. Đó, em có đủ thể loại cho mình luôn chưa? Chị thích loại nào ạ? Bảo hành sản phẩm 3 năm kiểm tra xong thanh toán nha. Nụ kim cương môi Sanai cho chị Thảo Đặng nè, 2.200 giùm em. Đó, có kiểm định đi kèm chơi sản phẩm bên em, kim cương môi Sanai nhà Song Long được sản xuất tại Mỹ nha mấy chị. Đó, kim cương môi Sanai nhà Song Long được sản xuất tại Mỹ nha mọi người nha. Rồi chị đẹp của em ưng mẫu này thì bảo em. Đó, trắng ngọc trai. Đây chuột nha, nụ trắng 400 này chị lấy mẫu này hay sao ạ? Nụ trắng 400 chuột ơi, lấy mẫu này hay sao chị đẹp của em ơi? Ngọc trai bên em là ngọc trai nuôi nước mặn nha chị Thảo ơi. Tết ngọc mấy chị, lấy hai viên ngọc trai ma sát lại với nhau, nó cho ra lớp bột ngọc trai, đó là ngọc thật nha. Em bán là hàng thật nha chị gái ơi. Em bán là hàng thật mấy chị, Song Long bán hàng 20 năm rồi. Trắng ngọc trai chị Từ Tâm lấy mẫu 400 hay sao ạ? Đúng thì comment ok giùm em nha. Mình mua hai món mình được miễn ship nha chị Từ Tâm ơi. Nụ là 400 nè chị. Đơn giản dễ đeo nha, bông chút đẩy giùm em luôn ạ. Cái chốt là chốt bằng bạc nha, nụ là nụ bạc nha chị ơi. Ngọc trai kết hợp với bạc nha. Còn kim cương môi cũng kết hợp với bạc luôn. Lắc tay đang đeo ni 48 nhiêu chị? 1.500.000 chị ơi. Lắc đang đeo ni 48 là 1.500.000. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn chị ơi. 70 tuổi đeo được không? Dạ được chị ơi. Bông tai nụ ngọc trai nó phù hợp với tất cả mọi người nha chị ơi. Bông tai nụ ngọc trai nó phù hợp với tất cả mọi người chị ơi. Không kén tuổi, không kén trang phục luôn ạ. Đó, nụ là 400.000 đồng một đôi chị ơi. Ngọc 8 ly nè chị. Đây chị ạ nha, nụ em đang đeo là 400, lắc em đang đeo là 1.500.000 chị Nguyễn Bé ơi. Ni 48 1.500.000. Đó, nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em nha. Nụ 10 ly là 640 chị Thảo Quách ơi. Nụ 10 ly là 640 ạ. 10 ly thì em chỉ có đúng bông tai nụ thôi chị ơi, chỉ có đúng bông tai nụ thôi nha. Rồi lắc em đang đeo là 1.500.000 luôn nha chị gái ơi. Ni 48 cũng là 1.500.000 ạ. Đó, ưng mẫu này thì comment giùm em nha. Lắc em đang đeo là lắc trắng chị ơi. Đó, ngọc 8 ly kết hợp với những cái viên bi bạc. Ngọc 8 ly kết hợp với những cái viên bi bạc chị nha. Bên trong được xỏ bằng dây cáp nhật luôn. Cực kỳ chắc chắn luôn chơi, 1.500.000 đồng, khóa tăng đưa có thể điều chỉnh size. Lắc trắng kèm số điện thoại em chốt đơn 1.500.000. Rồi ok chị Tâm nha, em chốt thêm cho mình cái bông nụ như chơi. Mai hơn 8 giờ nhân viên gọi điện cho mình nha chị. Mai hơn 8 giờ nhân viên gọi điện xác nhận đơn. Nụ em đang đeo là 400 mấy chơi, nụ 8 ly 400.000. Sao chị Thu Thị lấy bông tay nụ không nè? Đó, lấy bông tay nụ thì bảo em ha. Đó, chị nói chị có lấy mà chị không cho số điện thoại là không có chốt đơn đó nha. Rồi nụ 10 ly chuột ơi, nụ 10 ly đang sale còn 640. Đó, nụ 10 ly là 640 chị ấy nha. Nụ 10 ly là 640. 8 ly giá nhiêu em? 400.000 đôi chị. Đôi nụ 8 ly hồi sớm giờ bé Hoài đang đeo, mới vừa tháo ra luôn, 400 đôi. 8 ly là 400 chuột nha. 8 ly là 400, còn 10 ly là 640.000. 10 ly thì nó bự hơn nha chị ha, 10 ly thì nó bự hơn ha. Rồi chị đẹp của em thích bông tai nụ mấy ly thì bảo em. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em nha. Đúng mẫu như trên live mới phải nhận hàng ạ. 10 ly là mẫu to. Đó, còn 8 ly là vừa đeo ha. 8 ly là vừa đeo. Ngọc trai nuôi nước mặn tại Phú Quốc có bảo hành 3 năm nha. Đó, em đeo 8 ly chị xem. 8 ly là đeo từ đầu live tới cuối live luôn á chị. Đây vừa của em nè, mẫu em đang đeo là 8 ly nè chị. Đó, 8 ly chị ơi, 400.000 đồng đôi nụ 8 ly, chị Từ Tâm mới chốt luôn á. Chị Từ Tâm mới vừa chốt luôn, chị Thanh Huệ mới vừa chốt luôn nè. Giá đang sale cho mình luôn, còn 400.000 đồng một đôi chuột ơi. Nụ trắng 400. Đôi 500 miễn ship, dưới 500 ship 20 nha mọi người. Đó, 500 miễn ship, dưới 500 ship 20 nha.
Rồi chị đẹp nào quen ưng mẫu này thì báo em nha. Đó, em đang đeo là nụ trắng 8 ly 400 ngàn đồng một đôi mọi người nha. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Em có nụ vàng 18 mới chơi 3 triệu 4. Đó, nụ vàng là 3 triệu 4 mọi người nha. Ngọc trai kết hợp với vàng 18 mấy chị. Đó, ngọc trai kết hợp với vàng 18 3 triệu 4, ngọc trai kết hợp với vàng. Hơi nhỏ không em, hơi nhỏ thì lấy 9 ly chị. 9 ly, 10 ly chơi tùy theo cái nhu cầu của mình chơi, tùy theo trái tay của chị. Trái tay chị to thì lấy mẫu 9, 10 ly, còn trái tay vừa đeo 8 ly là đẹp. Đó, em có nụ vàng đó nè chị, nụ vàng 3 triệu 4 nè, ngọc trai kết hợp với vàng 18 3 triệu 4. Đó, chị đẹp nào thích nụ vàng thì bảo em nha, nụ vàng là hàng cao cấp ngọc tròn đều. Đó, cái chốt là chốt bằng vàng 18, vàng 610 mấy chị ấy ha. Rồi, chị đẹp nào thích bông nụ vàng thì bảo luôn nha, nụ vàng 3 triệu 4, còn nụ bạc thì 400 ngàn thôi. Còn không thì chị lấy nụ 9 ly chị gái ơi, 9 ly là 560 này chị. 9 ly 560 chị ơi, 10 ly là 640. Em gái tư vấn nhiệt tình dễ thương, cảm ơn chị gái luôn nha. Đó, tại vì cái chị lần đầu tiên mới mua ngọc trai cho nên là em cũng cố gắng tư vấn cho mình. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. Quá đẹp mới chơi. Đúng mẫu như trên like mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha chị đẹp nha. Ưng mẫu thì comment em chút đơn. Chị gái nào của em ưng mẫu này thì báo em luôn nha, vừa đẹp mà vừa xinh luôn chị ruột ơi. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì báo em nha. Đó, quá sang luôn mấy chị ơi, nụ ngọc trai. Rồi em qua mẫu luôn nha mấy chị ơi, có cái bông tay nụ hồi sớm giờ em cầm mấy cả chục phút luôn mấy chị, có một cái bông tay nụ thôi đó. Mua thêm bông tặng gì cho chị xem, tặng ông cốc bự á chị, tặng ông cốc to chị á nha. Mua nhẫn nụ vàng là đẹp lắm, đúng rồi, nhẫn nụ vàng là đúng đẹp luôn chị Hằng ơi. Đây chùa coi, lấy thêm bông tai được tặng ông cốc bự nè chùa coi. Đó, ông cốc to chị á nha, đây là ông cốc nè, ông cốc ngậm tiền chị á nha, bự lắm, nặng nữa đó, cầm chút xíu lên cơ bắp luôn, ông cốc ngậm tiền chị gái ơi nha. Có dây em bé không hả? Dây em bé chưa coi, mua dây 500 bé đeo được nha. Mấy cái dây 500 ngàn là bé đeo được nha chưa? Mấy cái dây 500 ngàn là bé đeo được mấy chị. Rồi chị đẹp nào ưng mẫu thì comment em chút đơn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được, kiểm tra được, đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn ạ. Đó, chị đẹp của em thích thể loại nào thì comment em ưng lên mẫu cho chị lựa lại nha. Quá sang luôn mới chơi, muốn sang thì bắt cầu kìa, mà muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em. Chị đẹp của em thích mẫu nào thì bảo em nha. Mình tặng vật hay tặng bình đây không biết nữa. Rồi còn chị gái nào có em ưng mẫu nào thì bảo em. Sao chị Vân thiếu có chút đơn thì comment nha. Chị đẹp nào mua đơn hàng cán mốc 5 triệu, hôm nay em có quà mới nè mấy chị, đó là cặp bình hồ lô đá nha mọi người nha. Tổng đơn 5 triệu được tặng cặp bình hồ lô đá nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Đó, đơn 5 triệu em tặng cho mấy chị cặp bình hồ lô. Một cặp hồ lô lục bình đá nha mọi người nha. Đây là cặp hồ lô lục bình mấy chị ơi.
Đó, hồ lô lục bình nha mọi người. Rồi chị Văn Thiếu lấy luôn bông nụ báo em nha. Mấy chị gái mua đơn 5 triệu đi tặng quà xịn phía trên đó. Còn đây là nhẫn vàng 18 nè. Đó 4 triệu 6 nè đó, rất là đẹp luôn nha. Đơn 3 triệu được tặng ông gốc ngậm tiền. Đó. Rồi ưng mẫu đi nào, cho em xin cái phản hồi luôn cái chị ơi. Rồi chị Thảo lấy bông tay nụ mấy ly chị Thảo ơi. Cho chị xem thêm mẫu hả. Đây chùa của em có bông hoa mai nè chị. Đó bông hoa mai chùa coi 699 ngàn một đôi luôn. Chị gái của em nè bông hoa mai 699 ngàn đồng một đôi, ngọc trai kết hợp với bạc y 925 luôn, hoa mai 699, mấy chị bông chút đẩy nha. Viên ngọc trai 8 ly, ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn 699 ngàn đồng bông hoa mai. Đó, chị đẹp nào thích bông hoa mai thì bình luận giùm em luôn nha, 699 ngàn đồng giùm em luôn mấy chị. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn chiều coi, 699 ngàn bông hoa mai. Đó, ai ưng mẫu thì comment cho em luôn, bông hoa mai 699 nè chị ơi. Bông là bông chút đẩy luôn nha, ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn ạ. Rồi đây em có bông tai 166 nè, sáng như trăng rằm mới chơi, 699 ngàn một đôi giá sale nha. Đó, viên ngọc trai 8 ly luôn, chốt là chốt bằng bạc luôn như mới chơi. 166 kèm số điện thoại em chút đơn, có màu trắng, ánh tím, màu vàng, màu xám luôn, đủ màu ngọc luôn. Màu của ngọc như sao chờ ôm lấy đại dương luôn, rất là đẹp luôn, lấy đôi hoa mai nhé. Vậy là không lấy đôi nụ đúng không chị, bỏ đôi nụ nha. Rồi hoa mai 699 ngàn đồng một đôi luôn chị ơi, cảm ơn chị đẹp luôn nha, cảm ơn chị Từ Tâm nè, em đeo thử cho chị xem. Hoa mai 699 giùm em luôn mọi người nha, đeo hoa mai che khuyết điểm luôn mấy chị ơi. Rồi em đeo thử cho mấy chị xem nha, 699 ngàn đồng, ok chị đẹp. Mai hơn 8 giờ nhân viên gọi điện xác nhận đơn cho mình nha. Tổng đơn của chị là hơn 1 triệu chị đẹp nha. Em sẽ tặng cho mình, đó, em sẽ tặng cho mình một cái máy massage và một cái bát nha chị Ruột ơi. À, một cái cây massage mặt này chị và một cái bát nha. Tổng đơn trên 1 triệu được tặng hai món nha mấy chị. Đơn trên 1 triệu được tặng hai món nha. Cái cây lăn massage và một hũ vàng. Rồi cảm ơn chị gái luôn. Đây hoa mai chùa coi che khuyết điểm luôn. Đó 699 ngàn đôi bông hoa mai này chị, ngọc 8 ly nha. Quá chừng đẹp luôn chơi. Ôm tay che khuyết điểm luôn nè, ai ưng mẫu báo em nha. 67 kèm số điện thoại em chút đơn. Đó, chốt bông nụ 8 ly. Chốt bông nụ 8 ly. Nụ kim cương đúng không chị ơi? Nụ kim cương môi nha, 2 triệu 2. Rồi comment ok em chốt cho mình hai mẫu kim cương môi Sana nha chị Vân Thúy nha. Kim cương môi 8 ly, 2 triệu 2. Tặng cho mình ông Cốc ngậm tiền nha. Bông với dây chuyền tặng ông Cốc nha chị Vân Thúy nha. Miễn ship không em, miễn ship nha chị ơi. Miễn phí giao hàng chị đẹp của em nè. Bông hoa mai miễn ship luôn chị Thảo Quách ơi. Hoa mai chị 67 kèm số điện thoại em chút đơn. Đó, chị đẹp nào ưng mẫu thì bảo em nha. Rồi cảm ơn chị Vân Thúy luôn nha. Mai hơn 8 giờ em báo nhân viên gọi điện xác nhận đơn cho mình luôn ạ. Rồi chị đẹp của em ưng mẫu thì comment cho em nè. Bông em đang đeo là bông 67 chị ơi. 67 kèm số điện thoại em chút đơn, 699 ngàn một đôi 67 nha. Ưng mẫu cho em xin phản hồi luôn, 67 mấy chị, 699 ngàn đồng một đôi. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha, 67 chị gái ơi. Đó, chị Thảo Quách có chốt mẫu này cho bé Hoài xin số điện thoại luôn nha, 699 ngàn đồng free ship luôn chị gái ơi. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha. Bông hoa mai có quà không? Có luôn chị Ruột ơi. Mua cái gì cũng có quà hết chị đẹp của em nè. Đơn nhỏ quà nhỏ, đơn to quà to. Mua đơn hàng bình thường em sẽ tặng cho mình một cái vòng tay và một mặt Phật Di Lạc nghe chị ơi, một vòng tay và một cái mặt Phật. Đó, mua đơn từ 1 triệu trở lên được tặng hũ vàng và cây lăn massage. Đơn 2 triệu được tặng Long Châu, 3 triệu tặng Cốc, 5 triệu tặng cặp hồ lô đá lục bình. Nghe chị nha, tùy theo cái đơn hàng của mình chị ơi. Tùy theo cái đơn hàng của mình mà mình sẽ được tặng quà nó xứng đáng nha. Rồi, có đơn có quà tặng giùm em luôn nha mọi người ơi. Bông 67 giùm em luôn, 699 nha. Chị đẹp của em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. Đó, đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người ơi. Đó, 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em. Dạ chị Ruột ơi không được chị ơi, mơ mốt mình mua thêm chị, mơ mốt mình mua thêm là mình được tặng nha chị ơi. Đó, mình mua là được tặng theo tổng đơn đó chị đẹp của em nè, mơ mốt có gì mình mua thêm nha chị ơi. Mua thêm đi là được tặng à.
Đó, nhận hàng đẹp lên like mua thêm nhẫn môi nữa là được tặng rồi. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì comment cho em nha. Hoa mai 67, ok chị Thùy Trang chúc đơn nè. 699.000 đồng một đôi, chùa coi nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha. Đó. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em. Có nhẫn không cho chị xem rồi, ok chị đẹp của em nha. Có nhẫn cái chơi chị cao và nặng bao nhiêu chị? Cho em xin cái chiều cao cân nặng của mình đi để em tư vấn sai nhẫn cho. Đó, để em thôi lên nhẫn không có sai buồn nữa. Rồi hoa mai 67 giùm em luôn nha, 699.000 đồng một đôi. Rồi bông tai 166 mới chơi, 166 699.000 đôi luôn nè. Chị Thảo Quách có chút đơn để lại số điện thoại nha. Chị Trần Bích thích bông tai nào thì comment em chút luôn nha. Vừa đẹp mà vừa xinh giùm em luôn nha mấy chị. Đúng mẫu như trên like mới phải nhận hàng giùm em gái luôn ạ. 166 kèm số điện thoại em chút đơn nha. 699.000 đồng giùm em luôn nha mấy chị. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em. Trời ơi nó đẹp mấy chị gái ơi. Đó, đúng mẫu như trên like mới phải nhận hàng giùm em hoài luôn nha mọi người. 166 kèm số điện thoại nha. 166 kèm số điện thoại em chút đơn. Rồi đợi em chút xíu nha, em lên một số mẫu bông xong cái em qua luôn ha chị. Rồi em có mẫu bông tai 2036 mấy chị, đang sale cho mình luôn, còn 699.000 2036 nha. Ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn chị Quốc ơi, 699.000 đồng. 2036 kèm số điện thoại cho em luôn, 699.000 đôi bông chút đẩy nè, ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn 2036 ha. Chị đẹp nào thích bông 2036 thì comment cho em là 2036 kèm số điện thoại cho em luôn. Đó, chị đẹp của em thích thể loại nào thì cho em xin cái bản ngồi luôn, hay là thích bông chút dặn nè. Em có bông chút dặn 2040, giá đang sale cho mình luôn, còn 750.000 bông chút dặn nha, sáng như trăng rằm. Bông chút dặn 2040 đang sale còn 750.000 đồng mấy chị ruột ơi, sáng như trăng rằm nha. Chị đẹp nào ưng mẫu comment em chút đơn. Muốn sang thì bắt cầu kìa, mà muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em chị ơi. Đó, em lên một số mẫu bông tai, chị đẹp nào ưng mẫu thì comment ha. Rồi em có mẫu bông tai 2028 mấy chị, đang sale còn 750 nha. 2028 đang sale còn 750.000 đồng chị gái ơi, ngọc trai kết hợp với bạc luôn nè. Đó, chị đẹp nào của em thích mẫu bông tai nào thì bảo em nha. Chị Trần Bích nè, chị Thảo Quách nè, ưng mẫu bông nào bình luận giùm em nha, em qua mẫu nha. Chị Cẩm Hồng lấy bông hoa mai 699.000 đồng, ok chị Cẩm Hồng luôn nha. Đó, chị Cẩm Hồng lấy bông hoa mai 699.000 đồng kèm quà tặng, đúng rồi, có mua là có quà hết cho em ạ. Đa nhẫn kim cương môi chùa coi mẫu này đẹp nè chị, viên chủ 6 ly rưỡi nha, giá đang sale còn 1.550.000, 1.550.000 đồng chùa của em nha. Đó, viên chủ của nó là 6 ly rưỡi nha, viên chủ 6 ly rưỡi giùm em. Rồi 208 giùm em luôn mọi người nha, kim cương môi 208 giá sale còn 1.150.000. Em có đủ ly size cho mọi người luôn nha, mẫu này thì đeo đẹp mấy chị gái ơi. Đó, chị đẹp nào ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn ha. Rồi 210 giùm em luôn chị, giá sale còn 1.250.000, viên trụ 7 ly. 210 giá sale còn 1.250.000, viên trụ 7 ly giùm em nha. Bảo hành 3 năm kiểm tra xong thanh toán giùm em luôn chị gái ơi. Ba đến năm ngày sau các chị nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn mọi người nha. Đó, chị Đỗ Quyên lấy 2028 luôn nè, ok chị đẹp nha. Trời ơi mẫu này đeo được khỏi bàn cãi luôn chơi. Đó, mẫu này là mẫu mới luôn á chị. 750.000 giùm em, 750 thôi chị. 2028 750.000 đồng chuột nha. Đây mẫu hình cánh hoa nhẹ nhẹ chơi. Mẫu này là hàng độc quyền mấy chị. Đó, bông là bông chút đẩy giùm em luôn, 750.000 cho chị Quyên nha, 2028, ok chị đẹp nè. Đó, em đeo thử mẫu này nha, 2028, 750.000 bao đẹp luôn. Viên ngọc trai là 8-9 ly luôn nha mấy chị, 750. Đó, viên ngọc trai là 8-9 ly giùm em luôn, 750.000. Rồi, nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn nha chị ơi. Đây, 750.000 đồng giùm em luôn, 2028, chị Đỗ Quyên một đôi nè. Còn chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin cái phản hồi luôn nha. Muốn sang thì bắt cầu kìa, mà muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em. 2028 còn chị đẹp nào chút đơn thì bảo em nha. Có nhẫn ly 5 chai ánh tím không? Có chị Mộng Thu.
À chị Mộng Thu, hôm bữa chiếc nhẫn của mình nó bị chặt bị rộng gì nè, em có đem về để em làm lại gỡ lại cho mình đó chị Mộng Thu. Đó, em có đem về em làm lại cho mình đó chị. Khi nào em làm lại em gỡ lại chị nha, hay là chị muốn lựa lại cái khác. Nghe chị gái nha, chiếc nhẫn của mình hôm bữa nó bị rộng bị chặt gì đó, em có đem về rồi. Hello người đẹp Thu Hồng Nguyễn. Chị ruột của em ơi, nay có quà mới chị đẹp. Đó, đơn hàng từ 5 triệu trở lên được tặng cặp lọc cặp hồ lô lục bình đá nha chị ruột của em nha. Đó quá sen luôn, nào mới gửi em thì khi nào em nhận được cái đó thì em gọi lại cho chị. Hiện tại cái hàng đó nó đang về bên em, chiều coi khi nào em nhận được thì em gọi lại cho chị đó, rồi đến lúc đó em chỉnh lại cái size em gửi lại cho chị nha chị gái nha. Em đang hoàn về để làm size lại cho chị đó. Rồi chị Nhi Lê lấy 2028 luôn nè. Ok chị đẹp luôn nha, cảm ơn chị gái luôn. Chị Văn Thí có chọn được mẫu nào bảo em nha. Hơi rộng em ơi. Rồi ok chị đẹp của em nha, em biết rồi. Để có gì em đem về em coi cái mẫu đó đi bao nhiêu nha chị đẹp nha. Ok chị gái nè. Đó bữa nay có quà mới tình yêu ơi, nay có quà mới nha chị Thu Hồng ơi. Bông tai bên nhà em chị đang sở hữu một đôi đẹp lắm, ưng lắm, em cảm ơn chị đẹp nha. Rồi còn chị đẹp nào chốt 2028 báo em nha. 2028 giùm em mấy chị 750.000. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán nha, 2028 750.000 đồng. Chốt đơn. Mẫu này đẹp nha. Mẫu này đẹp, mới chơi hàng độc quyền có mấy đôi à, bán cho hết luôn mấy chị, bán cho hết luôn. Rồi chị đẹp của em có chọn được cái nhẫn nào thì comment cho em nha. Nhẫn kim cương môi nó có bao nhiêu mẫu mấy chị? Nhẫn kim cương môi nó có bao nhiêu mẫu thôi chị đẹp ơi. Xem bông tai đang đeo. Đây chị ruột ơi, bông đang đeo này chị 750.000 chị Minh Tú ơi. 2028 này chị toàn ơi, mẫu hình cánh hoa nó rất chi là đẹp luôn chị ơi. Bông chút đẩy này chị. Có bông kim cương không? Có chị đẹp ơi. Kim cương chị thích to hay nhỏ này? Có mẫu chị Khánh Vi vội. Chị Khánh Vi ơi, chị đẹp khách VIP của em nè. Em có mẫu kim cương luôn chị ruột ơi, em có bông luôn ạ. Rồi mẫu em đang đeo nha chị Tú Minh ơi, 750.000 chị, 2028 kèm số điện thoại nha. Viên ngọc trai là 8 đến 9 ly kết hợp với bạc ý 925 chị ruột ơi, giá đang sale cho mình luôn còn 750.000. Chị Khánh Vi ơi, chị thích đeo chút dặn, chút đẩy hay chút cài em lên luôn nha. Đó, mẫu này chị có, mẫu này chị có. Chị mua ở đâu mà chị có hay ta? Mẫu này em mới lên luôn á. Bông em đang đeo nè. Hay là chị hỏi bên này là móc câu chuột ơi, móc câu 560, em đeo hai mẫu lận. Móc câu 560.000. Đó, móc câu 560.000 đồng chị đẹp nha. Mẫu này chị có à hả? Rồi ok chị đẹp nha, kim cương khóa cài em lên mẫu nha. Kim cương môi khóa cài chuột nha đây. Cái này chị to hay dừa ta? Em có mẫu kim cương môi Sinai 1021 này chị, viên chủ 6 ly. À chị Thu Hồng ơi, cái mẫu kim cương môi Sinai 2023 em về hàng này chị Thu Hồng ơi, chị có lấy không? Em gửi đi chi cũ cho. Đó. Đây chị đẹp của em nha, kim cương môi Sinai 1021 viên chủ 6 ly chị, mẫu này đang sale còn 1.450.000. Đó, 1.450.000 chuột nha, bông chúc cài. Đó, bông chúc cài giùm em luôn chị gái của em nha, đang sale cho mấy chị gái luôn còn 1.450.000. Đó, 1.450.000 giùm em mọi người nha. Đai 1021 giùm em chị ruột ơi, viên chủ 6 ly nha, giá đang sale còn 1.450.000. Rồi đây chị ở nha, 1026 này chị, viên chủ 6 ly rưỡi, giá sale còn 1.480.000. Đó, mẫu này đây cái khóa của nó là ôm sát tay nha mọi người. Cái khóa của nó ngắn nha, ôm sát tay, chị đẹp trái tay vừa, trái tay mỏng là đeo rất xỉn luôn, rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Đó, nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha, 1026 tình yêu ơi. Đó, 1026 giùm em luôn chị gái của em ơi, giá đang sale cho mình luôn còn 1.480.000 nha. Rồi chị Văn Thiếu có chọn được cái mẫu nào nói em nha. Chị Thu Hồng nè, bữa nay em nói mà gọi chị Thu Hồng mà em quên luôn á chị. Mẫu bông tai 1023 chị gái nha, chị có lấy không? Em gửi địa chỉ cũ cho. Em quên luôn chị gái ơi. Đó, chị Thu Hồng Nguyễn nè, tự nhiên em quên ngang luôn ta.
Rồi chị đẹp của em ưng mẫu này cho em xin cái phản hồi luôn nha chị Quật ơi. Giá đang sale cho mình luôn còn 1.480.000 chị đẹp. Bông chúc cài nè. Đó, viên chủ 6 ly rưỡi giùm em luôn người đẹp ơi, viên chủ 6 ly rưỡi. Đó, nhận hàng được, kiểm tra được, đeo thử giùm em luôn chị ạ nha. Đó, chị đẹp của em ưng mẫu nào thì bảo em. Còn cái mẫu này thì nó nhỏ xíu rồi chị ơi, viên chủ nó có 4 ly rồi chị, 1.050.000. Đó, mẫu này viên chủ nó nhỏ xíu rồi chị ơi, nó có 4 ly thôi chị ạ nha, 1.050.000 đồng giùm em. Đó, 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được, kiểm tra đeo thử giùm em luôn nha. Đó, mẫu này đẹp luôn. Rồi chị đẹp nào ưng mẫu bảo em nha, em chốt luôn cho. Chị Văn Thí chọn được cái nhẫn nào em lượm luôn cho chị gái nè, đẹp lắm chị. Chốt cài hết mẫu nha chị Khánh Vy ơi. Chốt cài là hết mẫu nha, còn chốt đẩy chứ chốt dặn thôi. Đó, chốt dặn thì nó nhiều hơn, chốt cài nó có nhiêu mẫu à. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được, kiểm tra đeo thử giùm em luôn nha. Chị đẹp của em có ưng mẫu này thì bảo ha. Đó, bông chốt cài giùm em luôn chơi, kim cương môi chốt cài. Có cần đeo mẫu nào không? Có cần đeo mẫu nào không? Đeo thử mẫu nha. 1026 này chị, mỗi mà đeo lên hơi bị xe, hơi bị sáng nha. Chị 480. Đó, 1.480.000 đồng giùm em luôn nha mọi người. Nhận hàng đeo thử giùm em, đẹp luôn chị gái ơi. Đây nè chị, quá sang luôn chị ơi. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng giùm em luôn nha. Chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì bảo em nha. Nhận có 2 mẫu hả shop? Dạ đúng rồi chị Quật ơi. Hiện tại em có 3 mẫu rồi chị, còn cái nhẫn nụ nữa là xong rồi đó. Đó, nhẫn bên em hiện tại còn 3 mẫu chị Văn Thúy rồi. Đó, chị đẹp của em có ưng được mẫu nào thì bảo em. Rồi, chị Ngọc Linh lấy 1028 này đúng rồi. Chơi mẫu đó hình hoa, mẫu đẹp đó. Đó, 1028 nha. Rồi, 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được, kiểm tra đeo thử giùm em. Đây, chị Thu Hồng ơi, có lấy 1023 không nè, em gửi đi chị cũ cho nè. Rồi, lấy 1026 cho chị gái luôn nha. Em gửi đi chị cũ luôn nha chị ơi, em tặng cho mình Long Châu nha. Đây 1026 địa chỉ cũ tặng Long Châu nha chị gái ơi. Đẹp lắm luôn á chị, lấp lánh ánh kim cương luôn, có kiểm định đi kèm nha. Rồi cảm ơn chị gái luôn nè, em gửi cho mình địa chỉ cũ nha, tặng kèm Long Châu phát sáng ban đêm. Ok chị luôn. Chị Thu Hồng ơi, còn trên like cho bé Hoài xin một cái dấu chấm luôn chị Thu Hồng ơi. Có lấy mẫu 21023 không nè, bé Hoài gửi địa chỉ cũ cho nè. Đó, 1023 chuột ơi, giá đang sale cho mình luôn còn như ta quên ta. 1023. 1.250.000. Nha chị Quật của em ơi, có lấy mẫu này không, bé Hoài gửi cho luôn nè chị gái ơi. Nha, 1023 khóa cài này chị Thu Hồng ơi, 1.250.000. Nhận hàng được, kiểm tra đeo thử giùm em luôn nha. Chị gái của em ơi. Nói bữa nay gọi mà quên chị Quật ơi, nói bữa nay gọi mà quên đó chị. Nói bữa nay gọi lại cho chị Thu Hồng của em hỏi có lấy mẫu này không, để gửi đi chị cũ mà quên mất tiêu luôn chị Thu Hồng ơi. Chị đẹp của em có lấy mẫu này comment em gửi đi chị cũ luôn chị Thu Hồng ơi. Đó, mẫu này 1023 mọi người nha, 1023 giá sale còn 1.250.000. 1.250.000 đồng luôn, 1023 bông khóa cài mấy chị. Đó, kim cương môi kết hợp với bạc nha mọi người nha, 1023 kèm số điện thoại em chút đơn. Em chào chị Kim Lô Nguyễn nè, thích mẫu nào comment em lên mẫu luôn nha chị ơi. Mỗi sản phẩm kim cương môi là có kiểm định đi kèm nha mấy chị. Kim cương môi là có kiểm định đi kèm nha mọi người nha. Rồi mỗi em đang đeo là 1023 chị gái ơi, giá đang sale còn 1250 nè. Đây chị đẹp nha. Đó, bông là bông khóa cài giùm em luôn chuột ơi. Nhận hàng được, kiểm tra được, đeo thử giùm em luôn nha mọi người nha. Có kiểm định đi kèm nha mấy chị. 1023 bông khóa cài. Đó, 1023 bông khóa cài giùm em luôn chị Thu Hằng nè. Đẹp lắm nha. Đó, cái mẫu này rồi chị Thu Hằng có chốt đơn thì bảo với em luôn nha. Đó, chị Thu Hằng có chốt đơn thì bình luận giùm em gái luôn nha chị Quật ơi. Nhận hàng kiểm tra đeo thử luôn nha chị ơi, 1023 1.250.000 tặng Long Châu luôn nha chị đẹp nha. Còn nó đỉnh mấy chị gái ơi. Đó, mẫu này là em bán là không còn hàng để bán luôn mấy chị, không còn hàng để bán luôn mọi người nha. 1023 quá đẹp luôn chị gái ơi, lấp lánh ánh kim cương luôn nha, có kiểm định đi kèm.
Rồi chị Thu Hằng có chút đơn em bé Hoài gửi đi chi cũ nha. Đó, bông kim cương Moissanite 1023 chị ơi, rất là đẹp luôn ạ. Giá đang sale cho mình luôn còn 1.250.000 bông khóa cài. 1023 kèm số điện thoại em chút đơn, nhanh thì còn mà chậm là hết nha mọi người ơi. Nhanh thì còn mà chậm là hết nha mấy chị gái của em nha. Muốn sang thì bắt cầu kì, muốn mình tỏ sáng thì mua liền sản phẩm bên em. 1023 chị Thu Hằng cứ mẫu báo em nha, bông khóa cài nha chị ơi. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn nha mọi người. 1023. Rồi còn chị đẹp nào chốt đơn thì báo em nha, nhanh còn chậm hết nha mấy chị. 1.250.000 giùm em. 1025 cho chị Thư Phạm nha. 1025 thì nó mềm hơn nha, có 1.050.000 à. Cái mẫu này nó có 4 ly à. Đó, mẫu này viên trụ 4 ly nè. 1.050.000. Còn mỗi em đang đeo cầm là 1023 nha. Giá đang sale cho mình còn 1.250.000. Sao chị Kim Quang Nguyễn thích sản phẩm nào bình luận em lên mẫu luôn nha chị Hụt nha. Thích sản phẩm nào bình luận em lên mẫu luôn, nhẫn bông hay là dây chuyền. Đó chị Kim Ngoan Nguyễn nè. Thích mẫu nào bình luận em lên mẫu luôn cho nha. Rồi chị Thu Hằng có chốt mẫu báo em nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm giùm em luôn nha chị. Đó. Chị 55 kg 1m56. Chị thích sản phẩm nào em đeo thử cho. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em, chốt đơn. Chị đẹp của em thích mẫu nào bình luận em lên mẫu nha. Đúng mẫu như trên like mới phải nhận hàng giùm em. Sao chị Vân Thí có chọn cái nhẫn nào thì bảo em chút luôn chị đẹp ơi. Em còn nhẫn nụ này chị. Đó, nụ kim cương Moissanite 1.250.000. Nụ kim cương Moissanite 1.250.000 đồng giùm em luôn chơi. Nụ kim cương môi này chị 1.250.000. Đó, kim cương Moissanite kết hợp với bạc giùm em luôn chị nha. Kim cương Moissanite kết hợp với bạc giùm em luôn chị. Rồi đang có chương trình sale cho mình luôn nha chị ơi. Giá sale còn 1.250.000 nè. Đó. Lướt qua thấy rất là bình thường, mới chơi chào nhau một cái mới thương mới gần. Cái mẫu này giống như là chiếc nhẫn cưới trong phim như mấy chị, rất là đẹp luôn. 1.250.000 đồng, mã sản phẩm là 1201. Đơn giản dễ đeo mọi người nha, 201 kèm số điện thoại em luôn, viên trụ 7 ly rưỡi nha chị ơi. 201 viên trụ 7 ly rưỡi giùm em luôn nha chị đẹp của em nha. Đó, đang sale đó chị gái ơi, còn 1.250.000. 1.250.000 giùm em luôn nha chị ơi, viên trụ 7 ly rưỡi giùm em ha. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được đeo thử giùm em luôn, sang lắm luôn chị. Đúng mẫu như trên like mới phải nhận hàng nha. Chị Thu Hằng có chút 1023 không nè. Đó, không chút đơn là hết hàng nữa đó chị gái ơi. Nha, mẫu này không like nhiệt tình, thêm like nhiệt tình xíu là hết luôn á chị. Số lượng còn đang rất chi là ít luôn chị ơi, đang rất chi là ít luôn. Rồi 1020 208 này chị ơi, 208 này chị, giá sale cho mình còn 1.150.000. Chị thích chiếc nào? Đang nhận kim cương môi nè, 208 nha mọi người, tròn của nó đẹp mấy chị ơi. Rồi 208 kèm số điện thoại em chút đơn nha, 1.150.000 mấy chị ơi, 1.150.000. Rồi chị Lệ Quyên lấy 1023 địa chỉ cũ nè, em còn dài đôi thôi mấy chị ơi. Đó, chút nhanh còn kịp, chút chậm là hết nha. Rồi nhẫn kim cương môi 210 mấy chị ơi, mã sản phẩm là 210, giá sale cho mình còn 1.250.000. Giá đang sale cho mình luôn còn 1.250.000 đồng chị Hụt ơi, mã đang sale là 210 nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em. Đúng rồi chị Hụt ơi, mua kim cương môi là được tặng Long Châu nha. Rồi em có 3 mẫu em đeo hết cho mình xem rồi đó chị, chọn được mẫu nào comment em chốt cho. Đó, có bông nè. Có nãy chọn được bông với dây chuyền rồi, còn thiếu cái nhẫn nữa là xong rồi đó. Đây chị Kim Ngoan ơi, bữa mình mua dây cho bông tai 101 nè chị, bữa nay mình lấy luôn cộng dây chuyền này nữa là đẹp nè chị. Đó, mình lấy luôn cái cộng dây chuyền này nữa là đẹp nè chị á nha. Đó, cộng dây chuyền mã 93 nè chị, đeo chung với bông tai 101 là đẹp luôn. Đây, mẫu này nè. Đó, hai cái mẫu này đẹp nè chị ơi, không giống nhau nè. Dây chuyền 93 có 1.150.000 nè chị. Bữa mình có dây chuyền rồi, bữa mình có bông rồi, lụm thêm dây chuyền nữa là quá đẹp. Nha chị ạ nha, lụm thêm dây chuyền nữa là đúng đẹp luôn nha. Đó, cùng kiểu luôn nè chị không. Dây chuyền 93 nha, giá đang sale cho mình luôn còn 1.150.000. Rồi, nhẫn 201 có ni 1.7 không có nha tình yêu ơi, đủ size cho mình nha chị.
Rồi đúng mẫu như trên live mới phải nhận hàng giùm em hoài luôn nha mọi người ơi. Ai ưng mẫu comment em chút đơn ha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử luôn. Sang quá mới chưa. Dây chuyền này chị thích dây chuyền thì bảo em nha. Đó chị vào live có muốn em lên cái sản phẩm nào không bình luận nha. Sao chị Thu Hằng đang kiếm bông tai môi hay sao? Đang kiếm bông tai môi thì lụm luôn cho em nha chị ơi. Nhanh còn chậm hết nha. Rồi em xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại live stream của em luôn nha. Còn ai quan tâm sản phẩm gì nữa bình luận em lấy mẫu cho nè. Quá chừng mẫu đẹp luôn mọi người ơi. Đó, mấy ai tự đẹp tự xinh nè, không thêm trang sức thì làm sao rạng ngời mấy chị gái. Ưng mẫu nào thì comment em chút đơn luôn cho. 3 đến 5 ngày sau là có hàng đẹp đeo luôn nha mấy chị ơi. Được kiểm tra và đeo thử luôn nha mọi người. Đó, nhận hàng mình được kiểm tra, được đeo thử luôn cho nên các chị cứ an tâm ha. Rồi ok chị Thị chăm chốt nhẫn kim cương môi Sinai 210. Đây chị đẹp của em ơi, 1.250.000 đồng thôi chị gái ơi. Tặng cho mình quả Long Châu luôn nha. Cảm ơn chị đẹp. Rồi còn chị gái nào của em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. Quá chừng sang luôn chị ơi. Đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người. Đúng mẫu như trên live mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha chị nha. Còn ai ưng mẫu nữa thì báo em. Đây chùa coi nhẫn kim cương môi 210, 250.000. Có bán mặt không ạ? À? Mặt gì chùa coi? Mặt kim cương hay là mặt ngọc trai em có hết nha. Em chào chị Thu Mây Đào nè, em thấy chị gái nha. Rồi chị đẹp của em quan tâm sản phẩm gì thì báo đi, em lên mẫu cho chị lựa nha. Ngọc trai hay là kim cương môi Sinai gì em cũng có rất là nhiều mẫu nha chị đẹp. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em. Còn ai chưa lựa được cái gì đó thì comment nha. Chị Thảo Quách nè, hỏi bông tai có quà không rồi nó mất tiêu luôn rồi chị đẹp của em. Đó, hay là mấy chị muốn lên lại bông tai, lên lại bông cho. Nha, bông nhẫn dây chuyền, chuỗi cổ, chuỗi tai, lắc tai. Mẫu nào cũng đẹp, mẫu nào cũng xinh mấy chị ơi. Tất cả sản phẩm đều đẹp hết. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. Em qua mẫu luôn nha mấy chị ơi. Ai thích cái gì nữa không nè. Nhẫn bông tai dây chuyền chuỗi cổ chuỗi tay ngọc trai mọi người nha. Ai đang quan tâm sản phẩm nào thì bảo em lên mẫu cho mấy chị lựa luôn nha. Đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn chị ơi. Rồi em lên tiếp theo cho mấy chị gái xem qua một số mẫu sản phẩm bên em nha. Bây giờ nhẫn kim cương môi là lên hết rồi. Đó, bây giờ chỉ còn nhẫn ngọc trai thôi. À, em xem bông tai nha mọi người. Đó, em xem bông tai nha mọi người nha. Xem nhẫn 1.200.000. 1.200.000 là chiếc nhẫn nào ta? 1.250.000 chưa? Không có chiếc nào 1.200.000 đó. 1.250.000. Mẫu này đúng không chị ơi? 1.250.000 này chị. 1.250.000. Đây, 201 và 210. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. Quá đẹp luôn mới chơi. Đó, 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn nha. Sao chị lấy chiếc nào? 1.250.000 chiều coi chứ không phải 1.200.000. 210 và 201. Có chị đẹp. Chị Hoài Nhung thích nhẫn ngọc trai, thích nhẫn kim cương. Để chùa coi tay nhỏ đeo 201 đẹp nè chị Hoài Nhung. Tay nhỏ đeo 201 đẹp nè chị gái. 201 tay nhỏ đeo đẹp. Nha chị đẹp nha, 201 là cái tay nhỏ đeo đẹp nha. Nhẫn là đủ size. Nhẫn kim cương môi hay là nhẫn ngọc trai? Đó chị đang hỏi nhẫn kim cương môi hay nhẫn ngọc trai nè chị gái ơi. Đây, tay nhỏ đeo mẫu này đẹp nè chị. Hai
201 giùm em nha. Nhẫn này giống như mấy chiếc nhẫn cầu hôn trong phim đó mấy chơi. Để trong cái hộp đó, bung ra toàn nó đẹp. Đây chị gái nha, em đeo lên tay chị xem. Tay em cũng nhỏ xíu rồi chị. Cái tay em mà nếu như mà em lấy chiếc nhẫn thèm đo mấy chơi, 1.5 mà. Đó, tay em rất chi là nhỏ luôn mọi người nha. Em đeo nó rộng loe mấy chị ơi. Tay em nhỏ xíu mấy chị, em đo là chắc tầm 1.5 luôn á. Đây, đây, đây chiếc nhẫn là lên đẹp nè chị. Như một chiếc nhẫn như một chiếc nhẫn cầu hôn trong phim đó mấy chị ơi. Đây, đó, bình thường ta thấy mấy chiếc nhẫn này là mấy chiếc nhẫn đính hôn mấy chị. Rất là đỉnh luôn. Chịu 250 chị ơi, được tặng Long Châu. Quá đẹp luôn chị gái nè. 1.250.000 đồng giùm em luôn. Nhẫn kim cương môi Sanai, mã sản phẩm là 201. 201 chị ơi, bao đẹp luôn, đeo ngón nào cũng đẹp chứ chị. Em thích đeo ngón áp. Mà chị đẹp nào cũng thích đeo ngón áp thì đeo ngón giữa nè không. Đó, chiếc nhẫn này đeo xinh lắm chị ơi, đeo xinh lắm. Nó gọn chị, nó gọn nha, đeo nó đẹp ha. Rồi, chị đẹp của em ưng mẫu nào? Cho em xin phản hồi luôn. Nhận hàng các chị được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm cho em gái luôn nha. Rồi ai thích mẫu này comment em chút đơn luôn. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha. Đó, quá sang luôn mấy chị. Muốn sang thì bắt cầu kìa, mà muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em. Đây chị nha, mẫu nào trung niên đeo hợp hơn? 210 chị ơi. Đây, trung niên đeo mẫu này chị đó nha. Đây chị Văn Thúy ơi, 210 chị. Đó, còn cái kiểu này đơn giản đeo trẻ nè. Đó, mình đeo 210 nè chị gái ơi, 1.250, 210. Đó, 210 giùm em nha chị nha. 210 mẫu này nó to to nè, trung niên thì đeo nó ok hơn. Đó, còn chị đẹp nào thích thể loại trẻ thì lấy 201. Chị Mỹ Quyên lấy 210, em cảm ơn chị đẹp luôn nè. Chị Trần Tuấn lấy 210, ok chị gái luôn. Dòng tay chị đeo bao nhiêu? Lắc em đang đeo là 1.500.000 chị ơi, ngọc 8 ly chị. Lắc em đang đeo là 1.500.000 ngọc 8 ly chị gái nha. Rồi hai chị đẹp của em lấy chiếc nhẫn nào cho em xin cái phản hồi luôn nha. Hai người đẹp của em ơi. Đó, chị Văn Thúy với chị Hoài Nhung nè, ưng mẫu nào comment em chút đơn ha. Rồi nhận hàng mình được mở ra, được kiểm tra đeo thử giùm em luôn nha. Lắc em đang đeo là 1.500.000 chị ơi, ngọc trai 8 ly cho chị Ngọc ơi. Lắc em đang đeo là 1.500.000. Đó, ngọc là ngọc 8 ly giùm em chị Ngọc ơi. Lắc em đang đeo là 1.500.000 nha. Ngọc 8 ly chị ơi, kết hợp với những cái viên bi bằng bạc nha chị. Bên trong được xỏ bằng lõi dây cáp cực kỳ chắc chắn luôn. Rồi chị đẹp nào ưng mẫu này thì bảo em luôn nha. Đó, em đeo nhẫn kim cương cho mấy chị xem rồi đó. Thích mẫu nào thì bình luận luôn. Đây chị ơi, lắc em đang đeo là 1.500.000 nè chị. Đủ màu nè, trắng nè, tứ quý và màu ánh cam nha. 1.500.000 giùm em ạ. Nhận hàng kiểm tra xong thanh toán chị nha. Lắc ngọc trai em đang đeo đủ màu luôn, trắng, tứ quý và ánh cam 1.500.000. Ngọc 8 ly kết hợp với những cái viên bi bạc nha chị gái ơi. Giá đang sale cho mình luôn còn 1.500.000. Rồi hai chị đẹp của em lấy chiếc nhẫn nào cho em xin cái phản hồi luôn. Còn vài chục phút thôi em kết thúc like nhưng mới chưa, vài chục phút thôi mới chị. Chị Thảo Nguyên lấy 201 nè. Trời ơi, mẫu đẹp ha, đồ gọn dễ đeo. Đó, đeo trẻ luôn. Đây 201 chị gái ơi, cảm ơn chị đẹp luôn nha. Kim cương môi Sanai kết hợp với bạc mới chơi, có kiểm định đi kèm nha. Có kiểm định đi kèm. Ok, cảm ơn chị gái luôn nha. Em gái tư vấn nhiệt tình dễ thương. Cảm ơn chị Đức Nguyễn nè. Lên bông tai đi em. Ok chị đẹp luôn nha. Em lên bông sale nha. Em sale bông tai nha mọi người nha. Đó, sớm giờ em lên toàn mấy mẫu bông tai giá cao thôi đúng không mọi người nha. Em sẽ sale mọi người, cho mọi người cái mẫu này giá nó mềm thôi. Giá mềm mọi người nha, mà nó đẹp luôn. Ngọc to luôn mọi người nha. Giá mềm đẹp ngọc to. Rồi em lên mẫu nho bông tai sale nha mọi người nha. Ai chốt được thì chốt mấy chị. Em sale 5 phút đồng hồ thôi mấy chị nha mọi người nha. Gọi là play sale mấy chị, sale chấp nhón thôi mấy chị. Đó, em đang cầm trên tay là mẫu bông tai mặt trời mấy chị, rất chi là đẹp luôn. Em đang cầm trên tay là mẫu bông tai mặt trời rất chi là đẹp luôn mấy chị ơi. Viên ngọc trai 9 ly kết hợp với bạc bông chúc dặn 580.000 giá sale cho mọi người ngày hôm nay. Bình thường em bán là hơn 1.000.000 nha.
Giờ này em sale cho mọi người luôn 580.000. Chị nào nhanh tay là mình sở hữu được cái bông tai rất là đẹp. Bông mặt chờ, bông khóa dặn nha, cú pháp đặt hàng. Bông mặt chờ kèm số điện thoại. Đó, cú pháp đặt hàng, mặt chờ kèm số điện thoại em chốt đơn nha, rất là đẹp luôn mấy chị. Viên ngọc trai là 9 ly. Đó, kết hợp với bạc ý 925, mẫu này ngày thường bán hơn 1 triệu, giờ này sale 580.000. Em cho mọi người là 5 phút chốt đơn. Chị đẹp nào chốt sau 5 phút không có đơn nghe mọi người nha. Đó, mặt chờ kèm số điện thoại em chốt đơn mọi người nha. Ngọc 9 ly kết hợp với bạc luôn. Nhanh tay bình luận nha mọi người nha. Em cho mọi người là 5 phút chốt đơn mấy chị. Em đeo thử nha. Em đeo thử rồi em sẽ bắt đầu bấm giờ nha. Đúng 5 phút. Chị đẹp nào chốt sau 5 phút là không có đơn. Đó, cái mẫu này là bông chốt dặn rất chắc mấy chị. Cái chốt của nó cực kỳ dày luôn. Đó, chốt dày dặn và rất là chắc cho em luôn. Bông mặt chờ kèm số điện thoại. Bình thường là bán hơn 1 triệu. Giờ này cuối giờ rồi. Em sale 580.000 miễn ship tặng 2 quà. Đây chị ơi, cái bông tai rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Bông mặt chờ mới chơi ôm trọn trái tai, bông khóa dặn. Ôm trọn trái tai của người đeo nha. Bông là bông khóa dặn mấy chị cả nha. Mặt chờ kèm số điện thoại chốt đơn. Em dành cho mọi người là 5 phút chốt đơn. Chị đẹp nào mà chốt sau 5 phút là coi như không có đơn nha mọi người nha. Em báo trước luôn. Rồi em sale cho mọi người đúng 5 phút nha mọi người nha. Mặt chờ kèm số điện thoại em chốt đơn. Em mọi người nha, em sale cho mọi người 5 phút mấy chị gái nha. Đó, 5 phút bắt đầu. Chị đẹp nào chốt sau 5 phút không có đơn. Một cái mẫu sản phẩm rất chi là đẹp như này mọi người nha. Bình thường em bán hơn 1 triệu, giờ này đang sale cho mọi người là 580.000 đồng. 580.000 đồng các chị đã sở hữu được một đôi bông tai mặt chờ rất là đẹp luôn. Viên ngọc trai 9 ly. Ngọc trai nuôi nước mặn tại Phú Quốc nha. Đó. Và cái mẫu này là bông chúc dặn mấy chị, rất là dễ đeo nha. Bông là bông chúc dặn rất chi là dễ đeo luôn mọi người nha. Nhanh tay thì còn mà chậm tay là hết mấy chị ơi, hết giờ là ngưng sale nha. Hồi sớm giờ là bông là toàn là mẫu bông đắt thôi đúng không mọi người. Đó, duy nhất cái mẫu này 9 ly em sale có 580.000. Đây mọi người nha, bông là bông khóa dặn nha. Thời gian dành cho mọi người chúc đơn là 5 phút nha mọi người nha. Đó, chị đẹp nào chốt sau 5 phút là không có đơn mọi người nha. Rồi bông mặt chờ kèm số điện thoại em chốt đơn mọi người nha. Mặt chờ kèm số điện thoại em chốt đơn mấy chị. Mẫu này là giá chi ăn nha mọi người nha. Đó, giá chi ăn cho mọi người luôn 580.000 mấy chị ơi, được tặng 2 phần quà. Đó, ngoài sale ra còn được tặng quà nữa nha mọi người ơi. Mặt chờ kèm số điện thoại em chốt đơn. Đó, được tặng thêm 2 phần quà nữa nha mọi người nha. Đó, một cái vòng tay và một cái mặt vật luôn nha mọi người. Thời gian còn lại cho mọi người là 3 phút 40 giây. Nhanh tay tranh thủ chốt đơn nha. Rồi ô cái đẹp mấy chị ơi, ngọc đẹp thiệt luôn mấy chị. Viên ngọc 9 ly mọi người nha, mẫu này đẹp. 580.000. 580.000 đồng giùm em luôn mọi người nha. 580 thôi mấy chị ơi. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn nha mọi người. Đó, còn chị đẹp nào chốt mẫu này thì bảo em nha. Rồi em xin phép được đọc bình luận luôn chị gái ơi. Bông mặt chờ cho chị Châu Trường Vũ nè. Chị Châu Trường Vũ một đôi 580.000. Chị Minh Nguyệt một đôi 580.000. Chị Khánh Huyền một đôi 580.000. Chị Amy Trần chốt một đôi 580.000 luôn. Chị An An một đôi 580.000 luôn. Chị Thanh Xuân mẫu mặt chờ 580 ok chốt đơn luôn. Chị Văn Ngô một đôi luôn nè. Chị Huy Hoàng một đôi luôn nha. Quá chừng đẹp luôn mới chơi. Đó, 580.000 đồng free ship mới chơi, được tặng 2 phần quà. Thời gian cho mọi người còn 2 phút nha mọi người nha. Chị đẹp nào không chốt đơn là coi như mất cơ hội mua hàng giá sale 2 phút cuối cùng mấy chị ơi. Qua 5 phút là bé Hoài ngưng sale nha mọi người. Đó, qua 5 phút rồi mấy chị ơi, kêu em xem cũng không sale luôn nha mọi người nha. 580.000 mới chơi rất là đẹp. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn mọi người nha. Ngọc 9 ly mới chơi 580.000. Đó, chị đẹp nào có em ưng mẫu thì comment em chút đơn nha. Quá sang luôn, chị Rusi một đôi, chị Hương Giang một đôi luôn nha. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha mọi người. Mặt chờ kèm số điện thoại chút đơn. Đẹp lắm. 580.000 đồng luôn nha mọi người ơi. 580.000 thôi mấy chị. Bông là bông khóa dặn mọi người nha. Ngọc trai kết hợp với bạc ý 925, bông khóa dặn giùm em. Rồi chị đẹp nào ưng mẫu báo em nha. Chị Thu Hà một đôi thì chị cũ nha. Chị Nghiêm Dương một đôi luôn nha. Ngày mai hơn 8 giờ nhân viên gọi điện xác nhận đơn cho mấy chị luôn. 3 đến 5 ngày sau là nhận được hàng nha mọi người. Rồi còn ai chốt mẫu này thì comment em chốt đơn luôn nha.
Ai muốn em lên sản phẩm gì thì báo em lên mẫu luôn cho mấy chị lựa nha. 1 phút 30 giây cuối cùng. Trời ơi, cái mẫu này đeo lên rất chi là đẹp luôn mọi người nha. Sang chảnh luôn mấy chị ơi. Trời ơi, ngọc to mấy chị. Đó, đeo lên cực kỳ là sang luôn nha. Đó, đeo ngọc trai mang lại cái sự may mắn tài lộc cho người đeo luôn nha mọi người. Mẫu em đang đeo là mẫu mặt trời 580 mấy chị. Đó, bình thường bán hơn 1 triệu, giờ này sale 580 thôi. Mặt trời kèm số điện thoại em chốt đơn 580.000, ai chốt báo em nha. Chị Mẫn Nhi một đôi, chị Thu Hà một đôi, chị Dương một đôi, chị Giang một đôi luôn nha. Rồi còn chị đẹp nào nữa thì cho em xin phản hồi luôn nha. Em sale cho mọi người 5 phút rồi. Đó, hiện tại còn 58 giây cuối cùng. Các chị gái ơi, ai không chốt đơn là coi như mất cơ hội mua hàng giá sale. Rồi chị Lê Phượng một đôi luôn nha. Em cảm ơn chị gái luôn nè. Mai hơn 8 giờ nhân viên gọi điện xác nhận đơn nha. Chúc mừng các chị đẹp đã nhanh tay đó bình luận được một đôi bông tai sale 580.000 thôi. Muốn sang thì bắt cầu kỳ, mà muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em. Rồi ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. 580.000 đồng một đôi dùm em luôn mấy chị. Bông mặt trời kèm số điện thoại chốt đơn. Đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng dùm em luôn nha mọi người. Rồi chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì bảo em luôn nha. Đó, chị Lương Ngọc lấy một đôi luôn nè. Ok chị đẹp luôn nè. Vừa đẹp mà vừa sang luôn nha mọi người nha. Bông chút dặn nha mấy chị ơi. Đó, rồi ok mọi người nha. Chúc mừng mọi người đã chút được đơn nha. Còn những chị đẹp nào mà chút sao coi như là không có đơn rồi. Hết giờ sale nha mọi người nha. Hết giờ mấy chị ơi. Rồi em lên mẫu tiếp theo cho mấy chị lựa nha. Ngoài mẫu bông tai mặt trời ra thì em còn có rất là nhiều mẫu bông tai nữa nha mọi người ha. Đây em có mẫu bông tai 2041 rồi mấy chị. Đó, ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn mọi người nha. Mẫu này đang sale còn 850.000. 850.000 đồng một đôi 2041 mấy chị. Ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn 850.000 đồng một đôi. Bảo hành sản phẩm cho mọi người là 3 năm được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm giùm em luôn nha chị gái ha. Ngọc trai nuôi nước mặn tại Phú Quốc giùm em luôn mọi người ơi. Ngọc trai nuôi nước mặn tại Đảo Ngọc luôn nha. 2041 giùm em. Rồi chị gái nào có em ưng mẫu này thì bình luận em chút đơn nha. Đây giá đang sale cho mọi người luôn còn 850.000 đồng mấy chị. Đây mấy chị mua bông vàng luôn đi, đeo cho đẳng cấp mấy chị. Đây móc câu vàng 18 mấy chị, 3.400.000. Đó, ngọc trai kết hợp với vàng giùm em luôn mọi người nha. Đây cái bông móc câu rất chi là đỉnh luôn mấy chị. 3.800.000 chứ lộn. E9001 mọi người nha, 4.600.000 đang sale còn 3.800.000 à. Đẹp lắm. Có bông tai khóa bạc nhỏ không chị? Có luôn chị ơi. Đây bông khóa bạc nhỏ luôn nè chị ơi. Ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn chị. Đây khóa bạc nhỏ em có 2042 và 2047. Khóa bạc nhỏ em có 2 mẫu chị ơi. 2042 và 2047 nha. Móc câu mẫu mới hay em móc câu vàng á chị, móc câu vàng 18. Đây chị Hồng Lê, hai mẫu này là bông khóa cài nhỏ nha chị ơi. 2042 mẫu tròn tròn, 2047 mẫu vuông vuông nha. 2042 mẫu tròn là 650, mẫu vuông là 699.000. Mẫu tròn là 650, mẫu vuông là 699.000 đồng giùm em luôn nha chị. Ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn chị ơi. Ngọc trai kết hợp với bạc, hai mẫu này là móc bông phó bạc mẫu nhỏ đó chị. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em nha. Khóa bạc mẫu nhỏ là 2042 và 2047. Đây chị gái nha, đó bông khóa cài chị gái nha. Đó mẫu này nhỏ ha, chị thích mẫu vuông hay mẫu tròn để em đeo thử cho. Đó, thích mẫu vuông hay là mẫu tròn chị buộc của em ơi. Mẫu vuông là 699, mẫu tròn là 650 nha. Đây chị đẹp của em ơi, đây là mẫu vuông này chị. Đó, mẫu vuông đang sale còn 699.000 đồng chị buộc ơi, còn mẫu tròn là 650. Đó, chị thích mẫu nào cho bé Hoài xin phản hồi ha. Ba đến năm ngày sau nhận hàng được kiểm tra, đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn nha mọi người ơi. Đó, đúng mẫu như trên live mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha các chị gái ha. Rồi mẫu em đang đeo là bông tai 2047 mọi người ơi, đang sale nha. 699.000 đồng một đôi luôn mấy chị ơi. 2047 ok chị Quỳnh Như. Nó khóa bạc mẫu nhỏ em có mẫu vuông với mẫu tròn chị ơi, chị thích loại nào ạ? 699.000 đồng là mẫu vuông nha, còn mẫu tròn là 650 thôi. Dạ, lắc em đang đeo là 1.500.000 luôn nha chị Nguyễn Vân ơi. Lắc em đang đeo là 1.500.000 đồng chị Vân ơi. Đó, lắc tay kết hợp với bi bạc luôn á chị, 1.500.000 đồng giùm em. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn nha.
đúng mẫu như trên line mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người. Đó, bông tai em đang cầm, em đang đeo là 2042 chị, mẫu tròn nè. Đó, khóa bạc loại nhỏ nha, em có hai mẫu thôi. Còn mấy mẫu kia là khóa cài loại to. Còn mấy cái mẫu kia là loại to chị hả nha. Mẫu nhỏ thì có hai mẫu nè chị. Cưng mẫu nào thì comment em chút đơn ha. Lắc em đang đeo là 1.500.000 đồng chuột ơi, lắc em đang đeo là 1.500.000 giùm em luôn ạ. Lắc ngọc trai nè chị. Đó, 1.500.000 giùm em một cái lắc tai ngọc trai chuột ơi, ngọc trai kết hợp với bi bạc nè. Lắc ngọc trai 1.500.000. Đó, em đem có màu tứ quý, màu cam và màu trắng luôn nha chị ơi. Lắc ngọc trai 1.500.000 nha, mẫu em đang đeo nè chị. Ngọc 8 ly kết hợp với bi bạc chị cả nha. Rồi chị Hồng Lê phân được mẫu nào bảo em nha. Đó, một mẫu tròn và một mẫu vuông. Rồi mẫu nhỏ cho chị Hoa Bùi 2047, ok chị đẹp luôn nha, 699 nha, được tặng hai quà luôn nha chị ơi. Rồi nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn nha. Rồi lắc em đang đeo là 1.500.000 đồng chị ơi, lắc em đang đeo 1.500.000 này chị thích loại này không? Đó, có khóa tăng đưa mọi người nha, các chị có thể điều chỉnh size. Có khóa tăng đưa các chị có thể điều chỉnh size nha. Lắc ngọc trai 1.500.000. Chị Mẫn Nhi lấy mẫu hình vuông nè, ok chị đẹp nha, 699.000 chị ơi. Mẫu vuông là 699, mẫu tròn là 650 nha. Rồi chị đẹp của em thích mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. Lắc ngọc trai mấy chị ơi, lắc ngọc trai đang sale nha, 1.500.000 một cái lắc tai ngọc trai giùm em luôn mấy chị. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận hàng, được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha chị ơi. Đó, ai ưng mẫu thì comment em chút đơn nha. Rồi chị đẹp nào thích lắc tay thì bảo em luôn, có 1.500.000 mới chơi, hay là mấy chị muốn giá mềm hơn lấy vòng tay giọt nè mấy chị, 500.000. Đây giá mềm hơn có mẫu giọt nước mới chưa, có 500 mấy chị. Nha, vòng tay ngọc giọt 500 cũng được tặng quà luôn nha chị gái ơi. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng, được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha. Rồi chị đẹp của em ưng mẫu vòng tay 500, ok chị Thu Võ đặt 500.000 chị ơi. Rồi ok chị đẹp luôn, được tặng hai quà luôn nha. Lắc 1.500.000 vòng tay giọt 500 mấy chị. Lắc 1.500.000 vòng tay giọt 500 nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng, được kiểm tra đeo thử giùm em. Đó, chị Hồng Lê có chọn được cái bông tai nào không chị? Đó, bông khóa bạc đó chị gái ơi, loại nhỏ luôn đó chị đẹp của em nè, có chọn được mẫu thì báo em nha. Còn không đem móc câu đi. Đây móc câu 560.000 đôi nè chị đẹp ơi, móc câu 560.000 đôi giùm em luôn chị. Ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn chưa ơi, móc câu 560 nha. 30 phút nữa bé Hoài, hơn 30 phút nữa bé Hoài kết thúc like nha mọi người nha. Đó, em đang sale cho mọi người đó, chị đẹp nào ưng mẫu thì comment cho em. Tầm khoảng hơn 30 phút nữa thôi là em kết thúc like mấy chị cuộc ơi. Đúng mẫu như trên like mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người. Có dòng gắn ngọc ánh hồng không là cái gì ta? Dòng là cái gì chị Cục ơi? Chị nói gì em chưa hiểu ạ. Rồi nhận hàng, được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn chị ơi.
Đó, chị đang hỏi kiềng tay hay sao ạ? Chị đang hỏi kiềng tay hay sao chị gái ơi? À chị đẹp ơi, em chỉ có ngọc trai kết hợp với bạc thôi chị ơi, không có vàng trắng hay là vàng ý nha chị nha. Bông tai khóa lớn này em, khóa lớn này chị ơi, hôm qua chị mua bông rồi mà. Bông tai khóa lớn này chị của em ơi, hôm qua chị chốt bông 199 này, khóa lớn này chị đẹp. Hôm qua chị chốt cái bông chi ăn nè, 595 ngàn nè chị Mai. Đó, hôm qua chị chốt cái bông 595 ngàn nè. Đó, mình muốn mua thêm bông hay sao ạ? Hôm qua mình có chốt đơn á, em cho hàng đi luôn rồi đó chị đẹp. Nha chị ơi, mình muốn mua thêm hay sao ạ? Rồi nhận hàng đeo thử giùm em luôn nha chị ơi. Bông tai khóa lớn của chị gái hôm qua là 595 ngàn đồng luôn nè chị đẹp của em nè. Đó, ngọc trai là ngọc trai được nuôi cấy tại đảo Ngọc giùm em luôn chị gái ơi. Đó, bao nhiêu tiền một đôi giày xốp? Mỗi em đang cầm là 595 ngàn đồng một đôi chị ơi. Mỗi em đang cầm là 595 nha, 199 kèm số điện thoại cho em 595 ngàn. Ồ đúng rồi, hôm qua chị chốt mẫu này nè, bé Hoài gửi cho mình mẫu này với cái chuỗi cổ rồi đó. Như đẹp của em nha, đây bông khóa lớn nè, là khóa cài đó chị đẹp. Rồi nhận hàng đẹp nhớ cho em xin phản hồi trên like nha, 199 kèm số điện thoại em luôn. Đó, 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em. Đó, chị Bùi thì lệ, chị Bùi Lệ Thị ơi, dòng cổ bên em giá đang sale, dòng cổ bên em nó có đủ giá chị cả nha, giá từ 1 triệu mốt trở lên chị đẹp của em nè. Đó, giá từ 1 triệu mốt trở lên chị gái của em ơi. Get in box. Ok chị đẹp của em luôn nha. Đây chị ơi, lắc em đang đeo là 1 triệu rưỡi nè chị. Cái này là ngọc trai kết hợp với bạc nha. Đó, chị ưng mẫu nào thì em chốt đơn luôn cho. Đây chị đẹp của em nè. Đó, mỗi em đang cầm, mỗi em đang đeo chị ơi, mỗi em đang đeo là lắc tai ngọc trai kết hợp với bạc giùm em luôn chị. Mẫu này bên em đang sale cho mình luôn, còn 1 triệu 500 ngàn. Đó, 1 triệu 500 ngàn đồng giùm em chị Cuộc ơi, 1 triệu 500 ngàn đồng giùm em luôn chị gái của em nè. Lắc ngọc trai em đang đeo là lắc tai kết hợp với bi bạc nha. Đó, bên em không có vàng trắng cũng như là không có vàng chị gái ơi. Cho chị xem đôi bông đích đẩy ô cho chị đẹp luôn. Đây chị Lệ ơi, chủ cổ em đang đeo là 3 triệu dây này chị. Ngọc trai kết hợp từng viên ngọc lại với nhau, nó có luôn cái mặt này chị ơi. Chị em đang đeo là 3 triệu chị ấy nha, còn mình không lấy cái mặt thì là 2 triệu. Đó, chị đẹp của em còn trên like cho em xin dấu chấm nha chị Bùi Lệ Thị nè. Chị Bùi Lệ Thi gì đó ơi, còn trên like cho em xin dấu chấm nha. Rồi ok chị Nguyễn Thi nè, chị xem bông tai chút đẩy hay chị. Đây mẫu này mới về hàng này chị ơi, mới ra mắt này chị đẹp. Mẫu này đẹp nè chị, 2028 2028 chơi, mẫu này có màu trắng với màu ánh cam luôn á chị. Mẫu này đang sale còn 750 ngàn giùm em. Có màu trắng với màu ánh cam luôn chùa coi, 750 ngàn thôi chị, 750. Đó, 750 ngàn đồng giùm em chị ơi, ngọc trai, ngọc trai kết hợp với bạc. Mẫu này đẹp nè chị Thi. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha chị ơi. Đó, đúng mẫu như trên live mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha chị đẹp nha. Rồi ưng mẫu này thì bảo em luôn, 2028 kèm số điện thoại nha chị, 750 thôi ạ. 2028 kèm số điện thoại chùa coi, 750 ngàn. Đó, bảo hành 3 năm được kiểm tra được đeo thử nha. Đây chị gái của em nha. Đó, mẫu này bên em giá đang sale cho mình luôn, còn 750 ngàn đồng một đôi chùa coi, 750. Đó, 2028 kèm số điện thoại em chốt đơn nha, 750 ngàn. Đây chuột nha, cho chị xem đôi bông đích đẩy. Em có bông tai 146 nè chị, mẫu này đang sale còn 699 nè. 699 ngàn đồng bông tai 146 với ngọc trai hơn 7 ly nha, 146 kèm số điện thoại cho em. 699 ngàn đồng chị ơi, ngọc trai nuôi kết hợp với bạc ạ. Đây chị gái nha. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha chị Cuộc ơi, bông tai 146 kèm số điện thoại cho em luôn, 699 ngàn. Chị đẹp của em thích mẫu nào em gửi đi chị cũ cho. Chị đẹp của em có mua sản phẩm nhà Song Long rồi nha chị gái nha. Đó, bông chút đẩy chị gái nha, em có mẫu 67 hoa mai nữa nè chị, khóa đẩy nè.
đang sale cho mình luôn, còn 699.000 đồng một đôi chùa coi, 699.000 đồng một đôi bông chút đẩy nè. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em nha, 699.000. Rồi ok chị đẹp nha, 146 em gửi địa chỉ cũ nha. Em gửi cho mình địa chỉ cũ chị ơi, mở hôm nay được tặng hai quà luôn á chị. Đây 146 khóa đẩy nè, đẹp ha. 699.000 đồng một đôi miễn ship kèm quà tặng luôn ạ. Đó, được tặng hai phần quà luôn nha chị ơi, em cảm ơn chị đẹp ha. Địa chỉ cũ luôn, ok chị đẹp luôn nè. Đó, chị Bùi Lệ Thi có chọn được mẫu nào cho em phản hồi luôn nha chị gái ơi. Chị Mina chốt bông tai 146 luôn nè, ok chị gái luôn nha. Thân nhau cũng bỡ câu chào mà thấy nhau cũng bỡ hay vào chút đơn. Các chị ơi vào like mình bấm theo dõi trang giùm em nha mọi người. Nhớ bấm theo dõi trang giùm bé Hoài luôn nha chị Bùi ơi. Nhớ bấm theo dõi trang giùm em. Đó, để khi nào bên em có phát like thì mình sẽ nhận được nha mấy chị gái nha. Rồi ok, chị không lấy quà tặng, em dồn quà cho chị nha. Em dồn quà tặng cho chị gái nha chị Thi ơi. Rồi số điện thoại của chị gái là 3449 đúng không ạ? 3449 nha chị gái ơi. Số điện thoại của mình là 3449 đúng không nè? Em gửi đi chị cũ nha. Rồi chị đẹp nào thích bông tai 146 thì báo em nha, 699.000 đồng một đôi. Bảo hành sản phẩm 3 năm được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em nha mấy chị. Muốn sang thì bắt cầu kìa, mà muốn mình tỏ sáng thì mua liền sản phẩm bên em. Rồi ai ưng mẫu comment em chút đơn. Đúng rồi, ok chị, em gửi đi chi cũ nha. Chị Mỹ Hạnh lấy 2028 nè, ok chị đẹp luôn. 2028 bên em giá đang sale cho mình luôn, còn 750.000 ạ. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn, 2028 là 750.000 đồng. Còn ai chốt bông tai nữa thì báo em, muốn em lên cái gì nữa thì cho em xin cái phản hồi luôn mới chơi. Đó, thay vì hồi sớm giờ dành một đống thời gian xem like rồi mà chưa có chọn cho mình được cái sản phẩm nào. Vậy thôi bây giờ mình comment đi, nhiều khi á dơ lên đúng mẫu mình hơn sao nha mọi người nha, mấy chị cứ việc bình luận thoải mái cho em. Rồi mỗi em đang đeo là mẫu chuỗi cổ ngọc trai có 3 triệu đó mấy chị ục ơi. Mỗi em đang đeo là chuỗi cổ 8009 mọi người nha, giá gốc 4 triệu mốt đang sale còn 3 triệu. Rồi nó đẳng cấp và rất là dễ phối hợp cái chơi, mình có thể mặc với bất kỳ bộ trang phục nào cũng đẹp hết cho em nha. 3 triệu một giây, ai chốt đơn bình luận nha. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn chị ơi, 3 triệu đồng cái chuỗi cổ em đang đeo. Đó, 3 triệu đồng cái chuỗi cổ em đang đeo mọi người nha, đúng mẫu như trên like mới phải nhận hàng các chị gái ơi. Rồi ai ưng mẫu thì báo em nha. Chuỗi cổ ngọc trai em có nhiều thể loại lắm mấy chị. Đó, chị Nguyễn Hà có ưng được cái bông tai nào thì bảo em nha, bông tai bao tiền. Đó, bông tai bao tiền, bông tai nói chung là cái giá của em bé là cái giá công ty nữa mấy chị. Đó, mình xem coi mình có ưng mẫu nào không thì em báo giá luôn cho nha mọi người nha. Đó, cho chị xem mặt dây chuyền ngọc trai. Rồi ok chị gái nha, bông tai 9 ly em ạ. Bông tai 9 ly hả chị? Bây giờ chị muốn lấy thêm bông 9 ly hay sao vừa coi? Hay là cái bông hôm qua chị nói lấy 9 ly, cái bông hôm qua 8 ly là đeo đẹp nha, 9 ly nó bự lắm chị. Với cái dốc dáng của chị nhỏ người mà, đeo 8 ly là ok rồi chị ơi. Cho chị xem dây chuyền ngọc trai rồi ok chị đẹp nha. Nãy lấy bông tai gì ta? Nãy lấy bông tai 146 đúng không? Đây lấy cái mẫu dây chuyền này là cùng mẫu nè chị. Đeo vừa nha, em có mẫu dây chuyền 94 nè chị. Cả dây cả mặt đang sale còn 1.299.000. Chị lấy cái mặt là 1.199.000 nha. Cái mẫu này đeo chung với bông tai 146 là một bộ, là một cặp chờ sinh nghe chị hả nha. Đây bông tai 146 này đi chung với dây chuyền này là một bộ nha. Ngọc trai nuôi kết hợp với bạc giùm em luôn chị hả nha. Đó, hai mẫu này là một bộ luôn á chị gái nè. Ok chưa? Rồi bông tai dây chuyền 194 chị hả nha. Dây chuyền 94 chứ lộn. Đó, dây chuyền 94 bên em giá đang sale cho mình luôn còn 1.299.000. Mình lấy cái mặt là 1.099.000 đồng, 1.199.000 đồng giùm em nha. Đây dây 94 này chị gái nha. Đó, 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em, có ưng mẫu thì báo em nha. Bên em là cơ sở Ngọc Trai Song Long đang ở Phú Quốc Kiên Giang mọi người nha, ngọc trai nuôi nước mặn tại đảo luôn ạ. Đó, dây chuyền 94 bên em giá đang sale cho mình luôn còn 1.299.000. Cái mẫu này mình đeo chung với bông tai nó đẹp nha chị ơi.
Đó, cái mẫu này mình đi chung với bông tai là nó đẹp luôn, chứ nó cùng tông luôn á chị. Còn cái mẫu này thì nó nhỏ hơn xíu nè, dây chuyền 103. Đó, dây chuyền 103, mẫu này đang sale còn 1 triệu mốt nha. Rồi chị đẹp nào, của em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em. Đó, dây nguyên mặt là bao nhiêu? 1 triệu mốt chị gái ơi. Đó, mẫu này dây nguyên mặt là 1 triệu mốt rồi chị, 103 là 1 triệu mốt nha. Đó, còn dây 94 là 1 triệu 2, 99 ngàn. Chị hỏi mẫu nào? Đó, em đang tư vấn cho chị hai mẫu nè, 103 với dây kia, chị thích mẫu nào? Mặt dây 103 là bao nhiêu? 1 triệu chị ơi. Đó, cái mặt không là 1 triệu chị đẹp ơi, cái mặt không là có 1 triệu rồi chị. Rồi, nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha chị ơi. Đó, ưng mẫu này comment cho em luôn. Em gửi luôn cho chị gái luôn, mua hai món được tặng quà xịn nha. Chị mua hai món em tặng cho chị cây lăn massage với hũ vàng á. Mua hai món được tặng cây lăn massage với hũ vàng nha. Có lấy cái mặt thì bảo em nha. Cái mặt này nó có 1 triệu rồi chị. Mặt 1 triệu giùm em ạ. Rồi chị đẹp của em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. Đó, cái mặt này nó đang sale còn có 1 triệu thôi chơi. Cái mặt là 1 triệu. Nguyên dây mặt là 1 triệu mốt. Đây chuột ơi, triệu rưỡi đang sale còn 1,1 triệu này, là cả dây cả mặt á. Chị Ánh Ánh lấy dây chuyền 94 nè, chị Lệ Quyên lấy dây chuyền 103 nha. 103 thì nó mềm hơn xíu. Đó, mẫu nào cũng đẹp hết á. Rồi, nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn nha. Ai ưng mẫu thì bảo em. Chị lấy dây luôn á nha. Rồi ok chị đẹp nha, lấy dây luôn chị gái ơi. Ok chị, chứ mấy chị cầm 100 ngàn ra tiệm bạc không mua được cọng dây này đâu. Dạ, sản phẩm bên em đeo không đen không kích ứng da chị Thi ơi. Đó, hàng bên em bảo hành thì chị 3 năm nha. Sản phẩm bên em đeo không đen không kích ứng da, bảo hành 3 năm giùm em ạ. À, chị gái yên tâm nha. Chị gái lấy hai món là em tặng cho mình hũ vàng với cây lăn massage. Sao chị đẹp của em có lấy luôn 103 không? Em chốt luôn cho. Bên em là cơ sở Ngọc Trai Song Long đang ở Phú Quốc, Kiên Giang mọi người nha. Ngọc Trai bên em là Ngọc Trai được nuôi cấy nước mặn tại đảo Ngọc giùm em gái luôn chị ơi. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin cái phản hồi luôn nha chị đẹp nha. Đó, chị đẹp của em có thích dây 103 thì bảo em lấy cả dây cả mặt đi cho nó ngợi nha chị ơi. Cho chị xem mẫu nhẫn ngọc trai. Ok chị đẹp, em đeo cái dây chuyền cho chị Thi cái. Đây chị, cả dây cả mặt là 1,1 triệu nha chị gái nha.
Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha chị ơi. Đây chị ruột của em nè. Đó, ưng mẫu thì báo em nha, dây chuyền 103 nè chị, 1 triệu mốt là cái dây cả mặt nha, cái mặt là 1 triệu. Rồi em lên nhẫn ngọc trai cho chị Mai nha. Đó, chị Nguyễn Thi có lấy luôn dây chuyền không chị ơi, cho em xin cái phản hồi nha. Đó, cho em xin cái phản hồi, chị ruột có lấy thêm dây chuyền thì cho em xin cái phản hồi. Đó, dây chuyền 103 đó, em đeo xong luôn rồi đó. Dây 45 xăng đó chị, muốn dài hơn có dây 50 luôn nha. Rồi em lên nhẫn ngọc trai chị ơi. Em lên nhẫn ngọc trai cho mấy chị lựa mẫu ha. Đây chị gái của em ơi, chị thích nhẫn to hả chị? Chị thích ngọc to hả? Thích ngọc to lấy ngọc 9 ly đi, đây em có nhẫn kim tiền nè chị. Đó, nhẫn kim tiền 9 ly chị ơi, ngọc trai kết hợp với bạc luôn, nhẫn kim tiền ngọc 9 ly. Mẫu này bên em đang sale cho mình luôn, còn 799.000 nhẫn kim tiền ngọc 9 ly nha mọi người. Ngọc trai nuôi kết hợp với bạc ý 925 chị ơi, bạc đeo không đen, không xỉn màu và không gây cái đứng da nha. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn. Đó, giá đang sale cho mọi người luôn, còn 799.000. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em nha. Nhận 48 kim tiền 799.000 đồng giùm em. Nhận 70, nhận 48 kim tiền cho 799.000 đồng giùm em nha. Ngọc 9 ly. Rồi nhận 45 chiều coi, nhận 45 còn gọi là nhận sau sáng mấy chị. Mẫu này giá sale cho mình luôn, còn 750.000 đồng nha. Ngọc 9 ly giùm em luôn, nhận 45 là nhận sau sáng nha. Đó, ngọc trai là ngọc trai được nuôi cấy tại đậu ngọc giùm em luôn mọi người nha. Rồi giá đang sale cho mọi người luôn, 750.000 đồng luôn. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em nha, nhận 45. Đó, chị đẹp nào thích nhận 45 thì bảo em. Rồi đeo có nhận 86 chuột ơi, nhận 86 giùm em luôn mấy chị. Nhận 86 giá đang sale cho mình luôn, còn 580.000. 580.000 đồng chiếc nhận 86 giùm em luôn chị ơi, ngọc trai nuôi tại Phú Quốc luôn nha. Mẫu này là sale nặng nhất, mẫu này là sale ưu đãi nhất luôn mấy chị. 580.000 ngọc 8 ly nha, nhận 86 mới chơi 580.000 ngọc 8 ly giùm em. Rồi nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn. Nhẫn là bên em có đủ ni đủ size nha mọi người. Đó, nhẫn bên em có đủ ni đủ size cho nên các chị yên tâm ha. Mẫu 86 là mẫu mới hay em? Đúng rồi chơi, 86 là mẫu mới á chị. Em có nhận 61 rồi chùa coi, ngọc 9 ly luôn, 799.000 một chiếc nhận 61 nha, ngọc 9 ly mới chơi. Đó, ngọc trai kết hợp với bạc ý 925 giùm em chùa coi, nhận 61 mấy chị, ngọc 9 ly nè. Bảo hành sản phẩm 3 năm được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn chùa coi, nhận 61 mấy chị, 799.000 giùm em nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn chị hả nha. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu thì bảo em luôn, nhận 61 kèm số điện thoại em chốt đơn, 799.000 đồng nhận 61 mấy chị ơi. Đây em có nhận 69 mẫu mặt trời này chị. Đó, mẫu này đang sale còn 850.000 đồng giùm em luôn chị ơi. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm giùm em luôn nha. Rồi chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì cho em xin cái phản hồi luôn nha mấy chị. Đó, đúng mẫu như trên like mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người nha. Rồi chị đẹp nào ưng mẫu này comment em chốt đơn. Thân nhau cũng bỡ câu chào mà thấy nhau cũng bỡ hay vào chút đơn các chị gái của em nè. Rồi chị đẹp nào ưng mẫu này thì bảo em nha, nhận 69 là mẫu mặt trời luôn chị gái ơi. Đây em có nhận 75 nữa nè chị. Đó, nhận 75 là 690.000 giùm em luôn nha chị ơi. Đó. Chị đẹp nào của em ưng mẫu nào thì cho em xin cái phản hồi luôn nha. Đó, chị mới lấy cái nhẫn này nè chị ruột ơi, chị lấy cái nhẫn này đeo chung với cái mặt dây chuỗi cổ ngày hôm qua. Cái mặt này đeo với cái chuỗi cổ ngày hôm qua là đẹp nè chị. Đây chị ruột nha. Cái mặt này đeo với cái chuỗi cổ là đẹp nè chị gái thấy không? Đó, chị gái của em ưng mẫu này thì bảo em nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em nha. Rồi nhẫn 45 ok chị Lê Phượng nè.
Rồi chị đẹp nào, có em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. Đây chị ơi, vừa đẹp mà vừa sang luôn nữa mấy chị. Đó, nhẫn 45 giùm em luôn chị cả nha. Đeo chung với cái mặt này là đẹp luôn á chị. Có ưng mẫu thì bảo em nha, hôm qua mình chốt cái chủ cổ rồi. Đó, lấy nhẫn 45 là đeo đẹp luôn nha. À, em còn 15 phút nữa thôi lại mớp like nha mọi người. Em còn 15 phút nữa lại mớp like nha. Chị đẹp nào có em ưng mẫu thì comment cho em nha. Rồi đúng mẫu như trên like mấy chị mới phải nhận hàng giùm em gái luôn nha mọi người. Đó, còn ai ưng mẫu nào nữa comment em chút đơn luôn nha. Quá trình sang luôn mấy chị. Mấy ai tự đẹp tự xinh không thêm trang sức thì làm sao rạng ngời các chị ơi. Cho chị xem mặt dây chuyền hả, rồi ok chị gái luôn nè. Đó, chị Mai có chọn được mẫu cái dây chuyền nào thì bảo em nha. Chị Nguyễn Thi có chút luôn dây chuyền thì bình luận giùm em luôn nha. Rồi em lên thêm một số mẫu dây chuyền cho mấy chị lựa nha. Chị thích dây chuyền to hay dây chuyền nhỏ chị gái ơi. Hàng bên em bảo hành cho mình là 3 năm nha. Đây mẫu này bán chạy nè chị. Em có dây chuyền mã 117 luôn nha chị đẹp. Đó, ngọc trai kết hợp với bạc ý giùm em luôn. Chị có dây chuyền mã 117 nè. Đó, chị đẹp nào ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử giùm em luôn nha mấy chị gái ha. Rồi, dây chuyền mã 117 giùm em luôn. Ai ưng mẫu này thì bảo em. Đúng mẫu như trên like mấy chị mới phải nhận hàng giùm em luôn nha mọi người. Quá sang luôn mấy chị. Muốn sang thì bắt cầu kì, mà muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em. Đó, vừa đẹp mà vừa sang giùm em luôn nha mọi người nha. Rồi dây chuyền mã 117 giùm em luôn mấy chị ơi. Đó, dây chuyền mã 117 giùm em luôn, giá sale còn 1.250.000. Chị đẹp của em có ưng mẫu này thì comment giùm em luôn nha. 1.250.000 đồng giùm em luôn dây chuyền mã 117. Đó, 1.250.000 nha. Chị thích mẫu to hay mẫu nhỏ chị ơi, em lên mẫu cho. Đây dây chuyền 89 giùm em luôn nè chị. Đó, mẫu này bên em giá sale cho mình luôn còn 1.500.000 nha. Hoa mai, hoa mai 89 giùm em luôn, chùa coi 1.500.000 giùm em luôn ạ. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng, được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm giùm em luôn nha chị ơi. Rồi chút đơn cho em xin cái phản hồi luôn nha. Dây 89 hoa mai. Đó, chị đẹp nào thích hoa mai thì báo hoa mai giùm em luôn nè. Mặt dây giá bao nhiêu, lấy cái mặt được giảm thêm 100 chị ơi. Lấy cái mặt được giảm thêm 100 chị nha. Ví dụ như mẫu này 1.500.000, cái mặt là 1.400.000. Đó, mẫu này 1.500.000 thì mình lấy cái mặt là 1.400.000 chị nha. 1.500.000 cái mặt là 1.400.000 giùm em luôn ạ. Dây chuyền 117 có dài 50cm không em? Dạ bên em có đủ ni size chị ơi. Em có 45cm, 50cm luôn á chị. Có size luôn nha chị nha. Mình lấy cái mặt được giảm thêm 100.000 nha mấy chị ruột ơi. Đây 117 chị, 1.250.000, 89 là 1.500.000 giùm em. Đó, thích mẫu nào comment em chút đơn cho. Đó, chị lấy cái mặt thì được giảm thêm 100.000 nha chị ơi. Dây chuyền 89 là mẫu hoa mai, giá đang sale còn 1.500.000 nha, cái mặt là 1.400.000. Đó, dây chuyền 117 giá đang sale còn 1.250.000, lấy cái mặt là 1.150.000. Nhận hàng mình được mở ra, được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán giùm em luôn nha chị ha. Đó, 3 đến 5 ngày sau nhận hàng, được kiểm tra, đeo thử luôn, cho nên các chị yên tâm nha. Rồi còn chị đẹp nào có em ưng mẫu này thì bảo em. Đây chị đẹp của em nha, ưng mẫu này thì cho em xin cái phản hồi luôn. Đó, dây chuyền 89 đang sale còn 1.500.000. Dây chuyền 117 là 1.250.000 ạ. Mình lấy cái mặt được giảm thêm 100 nha. Chị thích mẫu nào chị bảo em nha. Rồi đây em có dây chuyền 104 nè mấy chị. Mẫu hình cái hoa nè, đẹp nha mọi người ơi. Giá 1.600.000 đang sale còn 999.000. Dây chuyền mẫu 104. Đúng rồi, trang sức ngọc trai đeo vừa đẹp mà vừa sang mấy chị gái ơi. Vừa đẹp mà vừa sang mấy chị mà phong thủy nữa. Đó, chị đẹp nào thích mẫu này thì bảo em nha. Đơn hàng 5 triệu cho nên được tặng cặp hồ lô lục bình đá nha mọi người nha. Gán mua đơn 5 triệu cho nên được tặng quà xịn cho mấy chị. Rồi chị Lê Phượng lấy dây chuyền 117, ok chị đẹp luôn nha. Em đeo thử cho mấy chị xem 117 nha. Đây chị ơi, viên ngọc 12 ly đeo đỉnh lắm á. Dây loại gì? Dây bạc nha chị ơi.
Dây là dây bạc chị em chơi, hôm qua chị mua bông tai, bữa nay chị mua dây chuyền này, nó giống kiểu quá chị. Hôm qua cái mẫu bông tai chị mua nó giống cái mẫu dây chuyền này nè. Đó, dây chuyền là ngọc trai kết hợp với bạc luôn, chơi cái chất liệu nó như nhau rồi chị. Nha chị ơi, cái chất liệu nó như nhau. Cái mẫu em đang đeo là 1.250.000, bông tai này chị ơi, hôm qua chị chốt 595.000 nè. Cái mẫu bông với dây chuyền này nó là một cặp nha. Nha chị đẹp nha, cái mẫu bông với dây chuyền này nó là một cặp rồi chị. Dạ, sản phẩm anh em đeo không đen, không xỉn, không kích trứng da, hàng bảo hành 3 năm. Nha chị nha. Cái ngọc trai là ngọc trai nuôi mấy chị ơi, nó không có không chốc mấy chị, không phải như hàng nhựa. Ba cái hàng nhựa, ba cái châm cài tóc hay là mấy cái buồm tóc mấy chơi, hay là mấy cái kẹp á. Đó, đó là nhựa mấy chị xài nó bị chốc, còn cái này là ngọc trai. Nha, đeo sẽ không bong không chốc ha, hàng bên em bảo hành 3 năm. Rồi chị đẹp của em ưng mẫu này thì cho em xin phản hồi luôn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em luôn nha chị ơi. Rồi còn ai ưng mẫu này thì bảo em ha. Đang có chương trình sale luôn á chị, đang có chương trình sale cho mình luôn nha. Chị đẹp của em có lấy dây chuyền thì comment nha, chị hay lên đặng lấy dây chuyền 117 nè. Đó, hôm qua mình chốt cái bông này chị này lấy thêm cộng dây chuyền này nó cùng tông nha. Chị Nguyễn Lâm ơi, có chọn được cái dây chuyền nào không? Chị đẹp ơi, em chốt đơn như này, em chuẩn bị hết giờ live mấy chị. Em còn 10 phút nữa thôi là bên em kết thúc chương trình sale nha. 10 phút nữa thôi là bên em kết thúc chương trình sale nha. Dây là dây bạc em, đúng rồi chơi, ngọc trai kết hợp với bạc chị. Đó, dây là dây bạc chị ơi, cái khung ở này nè, cái khung mà gắn viên ngọc trai nó cũng là bạc luôn á chị. Đó, cái bông tai của mình nó cũng y gan vậy luôn á chơi, đó là ngọc trai kết hợp với bạc chị ơi. Nha, hôm qua mình chốt bông nè, đó, dây chuyền với bông là cùng tông chị ấy. Bông là ngọc 8 ly, còn dây chuyền là ngọc 12 ly. Ngọc trai kết hợp với bạc giùm em nha. Đó, mấy chị lần đầu tiên mua thì ai cũng lưỡng lự do dự mấy chị ơi, nhưng mà khi mấy chị nhận hàng mấy chị đeo rồi thì rất là bền nha mọi người nha. 1.250.000 chị ơi, cộng dây chuyền là 1.250.000 ạ. Cộng dây chuyền là 1.250.000 chị ơi, dây chuyền mã 117 giá đang sale còn 1.250.000. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm giùm em gái luôn nha chị nha. Rồi ai ưng mẫu này cho em xin cái phản hồi luôn nha. Ok em gửi đi chị cũ cho mình luôn nha chị ơi. Đó, chị cao và nặng bao nhiêu cho em xin cái chiều cao cân nặng em làm cái size dây chuyền nha. Chị cao và nặng bao nhiêu chị Linh ơi? 1.250.000 giùm em luôn ạ. Chị cao và nặng bao nhiêu để em lấy cái size dây chuyền cho nó chuẩn nha. 1.250.000 đồng viên ngọc trai 12 ly mấy chị, ngọc trai kết hợp với bạc nè. Đó, ngọc trai nuôi kết hợp với bạc giùm em mọi người nha. Đeo ngọc trai vừa làm đẹp nè, vừa may mắn mà vừa phong thủy nữa nha mấy chị. Trang sức ngọc trai còn được mệnh danh là nữ hoàng trang sức mấy chị ơi, nó còn được gọi là báu vật của đại dương nha. Một mét 63, 68, ok chị đẹp nha. Em lấy cho chị dây 5 tắc, dây 5 tắc mới đeo ok nha. Rồi ok chị đẹp luôn. Em tặng cho mình là một cây lăn massage và một cái hũ vàng. Đó, một cây lăn massage và một cái hũ vàng chị ruột của em ơi. Ok chị gái nha. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử giùm em. Em tặng cho mình là một cây lăn massage và một cái hũ vàng ha. Muốn sang thì bắt cầu kìa, mà muốn mình tỏa sáng thì mua liền sản phẩm bên em. Còn ai ưng mẫu nữa thì báo em nha. Chị đẹp ơi, có lấy dây chuyền luôn không nè? Chị Mai Nguyễn ơi, mình thích bông ngọc trai toàn ten hay sát tay à? Để em lên mẫu với mình nha chị Mai ơi. Chị Mai thích bông toàn ten hay bông sát tay, để em lên mẫu cho mình luôn nha chị Mai ha. Rồi còn chị đẹp nào chốt dây chuyền 117 thì bảo em nha. Có 1.250.000 thôi mới chơi, mẫu này đeo đẹp nha. Rồi em lên bông tai nha. Đó, chị thích thể loại nào comment em lên luôn ha. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn chị đó nha. Gửi dây chuyền cùng bông tai em nhé. Bông tai em gửi đi hồi sáng rồi, dây chuyền em gửi riêng đơn nha. Bông tai của chị em gửi hồi sáng rồi chị ruột ơi, hồi sáng nhân viên gọi chốt là cho hàng bay rồi. Đó, còn cái mẫu này em gửi riêng cho chị một đơn mới nha.
Đơn của mình được miễn ship hết chị ơi, chị khỏi lo ha, không có tốn tiền ship nha chị ơi, miễn ship hết à. Đơn của mình là tất cả là được miễn ship nha chị ơi. Nụ bao nhiêu vậy em? Nụ là 400 ngàn đồng một đôi, chưa coi 400 đôi chị gái của em nè. Đây bông tai nụ ngọc trai này, giá mềm nhất luôn, vẫn được tặng quà nha. Rồi 400 ngàn đồng một đôi hoa tai nụ ngọc trai dùm em luôn, chơi ngọc trai nuôi nước mặn tại đảo Ngọc Phú Quốc luôn nha. Nụ bên em giá sale cho mình luôn còn 400 ngàn đồng một đôi mấy chị, 400 một đôi hoa tai nụ ngọc trai. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra đeo thử dùm em luôn nha mọi người. Nó vừa đẹp mà vừa sang luôn nha chị gái ơi. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán nha. Trái tay chị vừa đeo 8 ly là đẹp cho chị Thúy Vi ơi. Trái tay vừa đeo 8 ly là đẹp nha chị ơi. Đó chị đẹp nào của em ưng mẫu này thì bảo em nha. Tám ly là vừa đeo nha chị. Rồi 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha mọi người. Đó nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn mọi người ơi. Quá là sang luôn mấy chị. Đúng mẫu như trên live mới phải nhận hàng nha. Nụ là 400. Chị đẹp thích bông nụ không? Dễ đeo đơn giản chưa? Hay móc câu cũng được nè chị. Đó móc câu là 560 ngàn đồng dùm em luôn chị ơi. Móc câu cũng đẹp luôn, 560 dùm em luôn nha. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử dùm em luôn mọi người ơi. Quá chừng đẹp luôn mấy chị. Rồi chị đẹp nào ưng mẫu này thì comment em cho em gái luôn nha mọi người. Quá xinh luôn mới chơi. Đó bông móc câu là 560 ngàn luôn nha chị đẹp ơi. Móc câu 560 giùm em luôn nha chị. Đó nhận hàng được kiểm tra được đeo thử sản phẩm luôn cho nên các chị an tâm nha. Đẹp quá mấy chị ơi. Đó chị thích bông tai thể loại nào? Đó chị thích bông tai toàn ten hay bông sát tai nói em lên mẫu cho. Quá xinh luôn mấy chị. 3 đến 5 ngày sau nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha chị ơi. Trời mẫu bông này đẹp nè. Đó mẫu bông này đẹp nè chị ơi, giá đang sale cho mình luôn còn 750 nè, 2028 nha, 2028 giùm em luôn, 750 ngàn chị ơi, 2028 nè chị. Cô mẫu này thì comment nha, bảo hành 3 năm được kiểm tra và được đeo thử giùm em luôn nha chị ơi, vừa đẹp mà vừa sang luôn nè mấy chị. Khăn nhau cũng bỡ câu chào mà thấy nhau cũng bỡ hay vào chút đơn nè, còn ai nữa không? Rồi chị đẹp của em ưng mẫu nào thì cho em xin các bạn hồi luôn nha. Đó 2028 chơi bông chút đẩy này chị. Rồi nhận hàng được kiểm tra được đeo thử giùm em luôn nha. Đó các chị đẹp của em mà không có thời gian xem live mấy chị ơi, ngoài ra bên em còn có bán hàng trên website nữa mấy chị. Rồi em hướng dẫn mấy chị cách tìm kiếm website của Song Long bên em nha.
Đây cái chiều coi, mình mở cái điện thoại của mình lên mới chưa, mình vào cái phần Google nữa mấy chị. Đây mọi người nha, mình vào cái phần Google giùm em luôn mọi người nha. Đó, mở cái điện thoại của mình lên vào Google mấy chị nha. Mình gõ tìm kiếm nè, ngọc trai song long mấy chị, ngọc trai song long.com thì nó sẽ ra được cái trang website của anh em như thế này mấy chị gái ơi. Trên này có tất cả các sản phẩm anh em nè. Cái mẫu gì cũng có nha, bông, bộ, nhẫn, vòng, cải vòng tay, lắc tay, chuỗi cổ mấy chị, rất là nhiều mẫu trên này. Các chị có thể vào trang website của anh em để tham khảo nha. Đây rất là nhiều mẫu luôn mấy chị gái ơi. Đó, tất cả các sản phẩm này bé Hoài có cập nhật lên trên này hết cho mọi người. Đó, rất chi là nhiều mẫu luôn mọi người nha. Các chị có thể tham khảo tại trang website của Song Long. Tất cả các sản phẩm bên em mấy chị ơi đều đã được qua kiểm định rồi. Bên em có bán hàng trên Lazada nè, Shopee nè. Đó. Và có trên YouTube luôn nha mọi người nha. Đó, chị đẹp nào có em ưng mẫu nào thì bảo em. Nhận hàng được, kiểm tra được, đeo thử giùm em luôn nha mọi người. Quá sang. Rồi còn chị đẹp nào có em ưng mẫu nào thì cho em xin cái phản hồi luôn nha mọi người nha. Nhận hàng được, kiểm tra được, đeo thử giùm em luôn nha mấy chị. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn mình tỏ sáng thì mua liền sản phẩm bên em mọi người ơi. Rồi còn chị đẹp nào quan tâm mẫu mã sản phẩm ngọc trai gì nữa thì bình luận giùm em nha. Quá trời mẫu luôn mấy chơi. Đó, hôm nay các chị đặt hàng thì 3 đến 5 ngày sau nhận hàng nha. Nhận hàng mình được mở ra, được kiểm tra, được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán các chị ấy nha. Đó, ok chưa? Rồi còn nếu như các chị xem like của em gái mà không còn lượt tương tác nữa, bé Hoài xin kết thúc like tại đây mọi người nha. Rồi còn nếu như các chị gái xem like không còn lượt tương tác, em xin kết thúc live tại đây mọi người nha. Cảm ơn các chị gái đã luôn luôn đồng hành cùng em gái trong tất cả các phiên live stream mọi người nha. Còn chị đẹp nào mà chưa chọn được cho mình cái mẫu mã sản phẩm nào đó, ngày mai ví dụ 6 giờ chiều tới 10 giờ tối em live tiếp nha mọi người. Ngày mai 6 giờ chiều tới 10 giờ tối em live tiếp mọi người nha. Ai chưa chọn được mẫu thì nhớ mới chơi đón xem live tiếp theo để cùng nhau mua hàng với mức giá ưu đãi nha. Bye bye mọi người, chúc các chị ngủ ngon.